ai chẳng biết rằng Lý Hiểu Lượng luôn luôn theo sát bước chân của Ngả Thành Văn, vậy mà sau khi Ngả Thành Văn phản đối thì y lại tỏ lập trường ủng hộ. Điều này khiến tất cả mọi người đều không hiểu một chút nào. Một hồi cuộc chiến tranh về biến đổi gen lại một lần nữa thúc đẩy thế cục của thành phố Lang phát triển theo phương hướng bí mật và càng lúc càng phức tạp. Không thể nói các ủy viên thường vụ một lần nữa đứng thành hàng, nhưng Hạ Tưởng vừa có thủ đoạn chính trị, lại có khả năng rất lớn trong phát triển kinh tế, dưới tác động của cả hai bút cùng vẽ thì một lần nữa phân chia được phạm vi thế lực, sớm muộn gì cũng sẽ tháo gỡ cục diện ở thành phố Lang. Hành động của Đồ Quân một lần nữa lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cô đứng lên một lúc, sau đó lấy một vẻ mặt đầy dõng dạc, lập tức khởi xướng một loạt công kích mãnh liệt đầy lửa đạn về phía Hạ Tưởng. Chương 809, người quân tử dùng tài hùng biện. Tôi và Phó Thị trưởng Hạ thì thời gian quen biết không lâu, đối với cách đối nhân xử thế của anh ta thì tôi không dám nói là hiểu hết, tuy nhiên theo mấy chuyện phát sinh gần đây nhất mà xem thì nó lại khiến tôi đối với nhân phẩm của anh ta sinh ra sự hoài nghi. Lời nói Đồ Quân giống như quẳng một hòn đá tảng vào trong hội nghị, khiến mọi người ở đây ngơ ngác nhìn nhau, không thể tin được Đồ Quân lại thất thố đến như thế. Không ngờ ở trong hội nghị thường vụ lại tiến hành soi mói, nói xấu Hạ Tưởng như vậy. Đây là chưa kể việc Hạ Tưởng còn là phó thị trưởng thường trực, trong bảng xếp hạng còn xếp trước cô ta. Những người đang ngồi ở đây đều đã lăn lộn trong chốn quan trường ít nhất là 10 năm, thậm chí có những người còn mấy chục năm. Những chuyện cổ quái gì đó gần như đều đã gặp qua, nào là giáp mặt đập bàn chửi cha chửi mẹ nhau, giáp mặt thì tạt nước bẩn vào nhau, thậm chí đến khi xe lăn bánh đi cũng còn đang đánh nhau. Việc nào cũng đã phát sinh. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một việc làm như Đồ Quân bây giờ, không bàn về công việc mà trực tiếp đàm luận về nhân phẩm của người khác, nói trắng ra thì đây chính là trực tiếp công kích nhân thân của người khác. Sắc mặt của Lưu Nhất Lâm đại biến, đang muốn nói gì đó nhưng khi liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái thì thấy Hạ Tưởng vẫn đang ngồi ngay ngắn bất động, vẻ mặt trấn tĩnh, không có chút phẫn nộ nào, cũng không tỏ ra hành động gì để đáp lại nên cô ta lại nhịn xuống. Về phần Cổ Hướng Quốc thì ý tứ rõ ràng là không muốn ngăn cản Đồ Quân, Ngả Thành Văn cũng không nói gì. Đồ Quân và Hạ Tưởng giao tranh với nhau, Ngả Thành Văn là người tọa sơn quan hổ đấu, bất kể ai thắng lợi thì y cũng không có bất cứ sự tổn thương nào. Đồ Quân cũng không ngốc, cô ta cố ý tạm dừng một chút, thấy không ai ra mặt ngăn trở, ngay cả Hạ Tưởng cũng không hề động đậy liền biết ngay tâm tư của mọi người ở đây, và cô ta cũng nghĩ rằng Hạ Tưởng đây là đang bị khí thế của cô ta đàn áp. Đồ Quân không phải là thất thố, cái chính là muốn ở hội nghị thường vụ này bắn ra một mũi tên để đáp trả lại mối thù của cô ta. Hồi tưởng lại cảnh tượng kinh tâm động phách ở Đại học Bắc Kinh, nhớ tới cảnh cô lăn lóc trên mặt đất, cả người đầy bùn đất, rồi ngay cả những đồ riêng tư nhất cũng rơi ra, phơi bày ra ngoài, những điều này chắc chắn Hạ Tưởng đều nhìn thấy rõ ràng. Nghĩ đến thủ đoạn âm hiểm, tà ác của Hạ Tưởng nên hôm nay trước mặt mọi người cô ta sẽ khiến Hạ Tưởng mất mặt. Phải đả kích mạnh mẽ uy vọng của Hạ Tưởng. Cách đối nhân xử thế của đồng chí Hạ Tưởng thì tôi cũng không nghĩ tới việc bình luận, tôi là chỉ dựa vào mấy lần tiếp xúc với anh ta mà đơn giản nói mấy câu thôi. Từ lúc Đồ Quân đứng lên phát biểu đến giờ thì đại khái cũng khoảng chừng 10 phút mà không thấy Cổ Hướng Quốc ra mặt ngăn cản, cũng không thấy Ngả Thành Văn giơ tay chặn lại. Vì thế, Hạ Tưởng liền hiểu rõ ràng tâm tư hai nhân vật số 1, số 2 của thành phố Lang đều là hơi âm u. Đều muốn xem Đồ Quân thất thố và cảnh hắn bị xấu mặt. Đồ Quân thất thố, hơn nữa có công kích đầy ác ý với hắn thì Hạ Tưởng hoàn toàn có thể lý giải được sự thù hận trong lòng của cô ta. Hơn nữa, từ mặt ngoài mà đánh giá thì dường như là cô ta sinh sự từ những việc không đâu, cố ý làm dối, nhưng thật ra là hành động này đã được dàn dựng từ trước. Đồ Quân là người bước ra sân khấu, Cổ Hướng Quốc là lã vọng buông cần, Ngả Thành Văn là tọa sơn quan hổ đấu. Còn những người khác thì thấy sự việc không liên quan đến mình nên mặc kệ. Thậm chí, có thể khẳng định rằng Đồ Quân hùng hổ như vậy thì sau lưng cô ta cũng có bóng dáng của Nga Ni Trần. Khiến tất cả mọi người đều vượt ra ngoài dự đoán chính là Hạ Tưởng lại ngược lại nhẹ nhàng cười, thân mình hơi ngả về phía sau. Đã sớm nghe nói qua rằng Phó Thị trưởng Đồ thích chỉ điểm người khác, hôm nay khó gặp được cơ hội Phó Thị trưởng Đồ lại dõng dạc như vậy, lại còn muốn chỉ điểm cho tôi. Tốt, tốt. Tôi sẽ chăm chú lắng nghe. Ai cũng đều biết rằng chắc chắn Đồ Quân sẽ không có những lời hay, ai nấy cũng đều cho rằng Hạ Tưởng sẽ thẹn quá thành giận. Không ngờ Hạ Tưởng lại vẻ mặt bình tĩnh, dường như sự việc này không hề liên quan đến mình. Điều này khiến mọi người không thể không âm thầm khâm phục. Tất cả đều nghĩ nếu đổi lại là họ,
khi bị Đồ Quân công kích trước mặt mọi người như vậy thì không đập bàn chửi cha chửi mẹ cô ta lên thì mới là lạ. Khí thế Đồ Quân mạnh mẽ 10 phần, cô tin tưởng và nắm chắc rằng sẽ cho Hạ Tưởng một kích chí mạng, vì thế cho nên mới không để ý đến sự trấn tĩnh đến tự nhiên của Hạ Tưởng. Cô ta nghĩ thầm rằng mày đang giả vờ, để xem mày còn giả vờ được đến khi nào. Đầu tiên là phó thị trưởng Hạ kết giao với Hoa Nhài Vàng và Hoa Nhài Bạc. Vừa tới thành phố Lang thì phó thị trưởng Hạ liền lui tới thân thiết với hai cô Hoa Nhài Vàng, Bạc này. Nghe nói các cô ấy còn mời một mình phó thị trưởng Hạ đến bình phẩm trà. Phó thị trưởng Hạ quả thật trẻ tuổi, đến thành phố Lang lại một thân một mình, không mang theo gia đình, tâm lý và sinh lý của anh ta có chút đói khát thì cũng rất bình thường, với việc như thế này thì tôi cũng rất thông cảm. Sắc mặt của mọi người đại biến, lời nói của Đồ Quân chính là bỏ qua công việc để công kích vấn đề tác phong, lối sống của Hạ Tưởng. Hơn nữa lời nói của cô ta lại không có căn cứ, mượn việc để nói sự, hơi quá đáng, thực sự rất quá đáng. Hạ Tưởng lại nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn Phó Thị trưởng Đồ đã thông cảm. Phó Thị trưởng Đồ năm nay 40 tuổi, đang ở tuổi tràn đầy sức sống như rồng như hổ, cũng là một mình ở tại thành phố Lang. Ngẫm lại thì mới thấy phụ nữ độc thân so với nam giới thì lại càng không dễ dàng, tôi cũng rất thông cảm với chị. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Phan Thụ Chi đang thản nhiên tự đắc uống trà, đột nhiên nghe được ý vị tuyệt vời trong câu trả lời của Hạ Tưởng thì không kìm nổi cười ra tiếng, nước trà bắn hết ra bàn, vẻ mặt đỏ bừng không ngừng ho khan mấy tiếng, nước trà còn văng lên cả người của bí thư thị ủy thị xã Ngũ Đường là Ngũ Hiểu Minh. Không chỉ Phan Thụ Chi bật cười mà không ít người cũng không kìm nổi tiếng cười. Trong chốc lát, toàn bộ hội nghị thường vụ gần như biến thành một trận cười giòn giã. Lời Hạ Tưởng đủ sắc bén, phản kích đủ độ chuẩn xác. Bởi vì thành ủy thành phố Lang có hai nữ cán bộ, Lưu Nhất Lâm thì còn đỡ một chút, bình thường cô ta đoan trang nho nhã. Còn Đồ Quân thì thích tô son điểm phấn, cách ăn mặc lại cố ý tạo ra vẻ gợi cảm. Đại bộ phận các ủy viên thường vụ đều là đàn ông, mà là đàn ông thì sẽ khó tránh khỏi việc suy đoán về những suy nghĩ và hành động của những người phụ nữ bên cạnh mình, nói thật ra thì những lời nghị luận về Đồ Quân không ít. Tuy nhiên, không ai dám cam đảm nói ra việc này. Hạ Tưởng cũng nhân cơ hội này, mượn việc Đồ Quân đang công kích hắn để nhẹ nhàng đẩy bắn ngược lại, mà đây chính là đề tài mà mọi người có hứng thú nhất, giống như gãi vào đúng chỗ ngứa cho mọi người. Đồ Quân cảm giác giống như mình bị lột trần truồng trước mặt mọi người, trên mặt phát sốt, trong lòng rất tức giận nhưng không biết cách nào để đáp trả. Trong tình thế cấp bách như vậy cô ta đành phải nói. Gia đình tôi ở Bắc Kinh, chỉ một giờ là đến. Còn gia đình cậu ở tại thành phố Yến, phải mất 3 giờ, so với cậu thì tôi thuận tiện hơn nhiều. Lần này thì đến ngay cả Ngả Thành Văn cũng không nhịn được, tiếng cười bật thành tiếng. Đồng chí Đồ Quân, nếu cô không có lời khác nữa thì có lẽ xin mời các đồng chí, chúng ta tiếp tục biểu quyết. Bổn ý của Đồ Quân thì không phải chỉ để Hạ Tưởng thất bại thảm hại ở hội nghị thường vụ, chẳng những như vậy mà còn muốn đả kích uy tín của hắn, làm hình tượng của Hạ Tưởng trở nên bại hoại. Chỉ có điều cô không nghĩ tới Hạ Tưởng rất giàu hoạt, chỉ một câu phản công đã thiếu chút nữa khiến mưu kế của cô phải chết non. Cô ta vội nói. Lời của tôi còn chưa nói xong, xin bí thư Ngả chờ một chút. Phó thị trưởng Hạ chỉ mới tới thành phố Lang, chẳng những trước tiên là quen biết được Hoa Nhài Vàng, Bạc, mà còn được Vương Sắc Phi mời vào Cửu Hào Công Quán đãi ngộ như một thượng khách. Nghe nói Vương Sắc Phi còn tặng anh ta một tấm thẻ kim cương, điều này thực sự là làm cho người khác phải hâm mộ. Rốt cuộc Phó Thị trưởng Hạ là người trẻ tuổi, tướng mạo lại đường đường như vậy, người vừa đến thành phố Lang mà bên người đã có mỹ nữ vần quanh. Hơn nữa, nghe nói một ngày trước khi đến báo danh tại thành phố Lang thì cũng có cuộc gặp bí mật với một nữ cán bộ nào đó. Không phải gặp mặt bí mật mà là hẹn gặp, Phó Thị trưởng Đồ đã nói sai rồi. Lưu Nhất Lâm biết rằng sớm muộn gì thì Đồ Quân cũng sẽ lôi kéo cô ta liên lụy vào, vì thế cô ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, nói một cách thản nhiên. Là trưởng ban Mai giới thiệu tôi và Phó Thị trưởng Hạ quen biết nhau. Tôi cũng rất muốn hỏi Phó Thị trưởng Đồ một chút, chẳng lẽ việc tôi và Phó Thị trưởng Hạ nói chuyện với nhau cũng phải dè chừng cặp mắt của chị ư? Không chỉ có như vậy, hai ngày trước Phó Thị trưởng Hạ đi lên Bắc Kinh còn làm hỏng xe công của ủy ban. Nguyên nhân gây ra việc này là do trên xe của anh ta có một cô sinh viên, bởi vì bạn trai của cô sinh viên này ghen nên cuối cùng đã đập phá xe công này. Đường đường là một phó thị trưởng thường trực, chỉ vì tranh giành tình nhân mà đã làm hư hỏng xe công của ủy ban.
Liên tưởng lại những gì mà Phó Thị trưởng Hạ sau khi tới thành phố Lang đã làm thì không thể không làm cho người ta sinh ra sự hoài nghi mãnh liệt với vấn đề tác phong, lối sống của anh ta. Đồ Quân không để ý tới câu hỏi của Lưu Nhất Lâm, nói liền một mạch. Cô đã chuẩn bị tỉ mỉ trước khi lên tiếng, đó chính là muốn trước mặt mọi người đánh cho Hạ Tưởng một cái tát thật vang dội. Thật ra, với trí tuệ chính trị của Đồ Quân thì không đủ để ngồi vào vị trí ủy viên thường vụ thành ủy hay phó thị trưởng. Lòng dạ của cô không sâu, lại dễ giận, nhưng bởi vì sau lưng có người, lại có cơ thể là ưu thế nên rốt cuộc cũng đã lên tới địa vị phó thị trưởng. Tuy nhiên, bởi vì năng lực hữu hạn, thế lực Bắc Kinh ở phía sau lưng cô chỉ vận tác giúp cô vào được hội nghị thường vụ, còn muốn tiến thêm một bước nữa thì cực kỳ khó khăn. Đồ Quân ngồi ở vị trí phó thị trưởng này cũng đã hơn 4 năm, vốn định mượn cơ hội để lên làm phó thị trưởng thường trực, như vậy sẽ có cơ hội để lên thành cấp trưởng. Nhưng lại bị Hạ Tưởng chen ngang tới, điều này làm cho cô ta nhìn như thế nào cũng không thấy Hạ Tưởng vừa mắt. Lại có một loạt các xung đột bạo phát với Hạ Tưởng nên đối với Hạ Tưởng thì cô ta thù hận thấu xương. Hôm nay, ở hội nghị thường vụ làm khó dễ Hạ Tưởng đều không phải là do cô ta thất thố, mà là người ở sau lưng của cô ta tỉ mỉ bày ra trò hay này, trong đó cô ta là người tiên phong dẫn đầu, ngoài ra còn có người ngồi ở phía sau vì cô mà trợ trận. Cái chính là phải đả kích uy tín của Hạ Tưởng thật nặng nề, hủy hoại hình tượng của Hạ Tưởng, nếu có khả năng mà đuổi Hạ Tưởng phải chật vật chạy khỏi thành phố Lang thì không còn điều gì tốt hơn nữa. Nếu Hạ Tưởng đi khỏi thì tỉnh ủy cũng không có khả năng tiếp tục điều người tới, như vậy nghiễm nhiên cô sẽ được chỉ định để đảm nhiệm vị trí phó thị trưởng thường trực. Tận sâu bên trong việc này thì Đồ Quân còn nhận được điện thoại của Ma Dương Thiên. Ma Dương Thiên rất ngạo nghễ nói cho Đồ Quân rằng Đồ Quân có làm khó dễ Hạ Tưởng ở thành phố Lang này đến như thế nào thì cũng không có vấn đề gì, nếu xảy ra chuyện gì thì y ở Bắc Kinh sẽ vì cô ta mà hóa giải các nguy cơ. Nói tóm lại, đả kích Hạ Tưởng, làm Hạ Tưởng mất quyền lực, mục đích cuối cùng là để Hạ Tưởng phạm sai lầm và phải rời khỏi thành phố Lang. Phía trên thì đã có chỗ dựa ở Bắc Kinh, ở giữa thì có thể dựa vào mạng lưới quan hệ tại thành phố Lang. Ở phía dưới thì đã có thế lực ngầm của Nga Ni Trần lót đáy, vì vậy cô ta cần gì phải sợ chứ? Do đó, cô ta mới dám ở trên hội nghị thường vụ chỉ thẳng vào mặt Hạ Tưởng, nói Hạ Tưởng có vấn đề về tác phong sinh hoạt. Bởi vì cô ta không sợ Hạ Tưởng phát tác, không sợ Ngả Thành Văn đập bàn, lại càng không sợ các ủy viên thường vụ khác chống đối lại cô. Hơn nữa, các sự tình ở trong hội nghị thường vụ cho dù là có đập bàn chửi cha chửi mẹ đối phương lên thì cũng sẽ không truyền ra bên ngoài. Dù sao cũng ảnh hưởng đến uy tín của mười mấy người đứng đầu thành phố. Vậy thì sợ cái gì? Hơn nữa, trong mười mấy người này thì phần lớn là cô ta đã quen biết, ngược lại thì Hạ Tưởng trên cơ bản là không quen biết ai cả. Cuối cùng, Đồ Quân lấy giọng điệu vô cùng đau đớn mà nói. Một người vừa mới nhậm chức phó thị trưởng thường trực mà tác phong sinh hoạt đã có vấn đề trong khi đó trên mồm luôn nói vì nước vì dân, như vậy anh ta có thể giữ vững lập trường công chính vì nước vì dân được sao? Liệu trong lòng anh ta còn có cái nhìn đối với đại cục của thành phố Lang và lợi ích của nhân dân nữa không? Anh ta phản đối việc thí điểm mở rộng của Bộ Nông nghiệp, còn tự xưng là không có tư tâm gì trong đó, làm sao anh ta có thể làm cho người khác tin tưởng, anh ta có còn tính kiên định của giai cấp, còn là cán bộ của quốc gia nữa không? Hôm nay, tôi chính thức đề nghị với hội nghị thường vụ điều tra kỹ lưỡng tác phong sinh hoạt của đồng chí Hạ Tưởng. Đúng là một chiêu di hoa tiếp mộc. Đúng là một thủ đoạn rất cao tay để đả kích người khác trước mặt mọi người. Tiếng nói của Đồ Quân vừa dứt thì ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng mặc dù biểu hiện tỏ ra không chút sức mẻ nhưng trong lòng thì lửa giận như bùng cháy. Không thể không thừa nhận rằng thủ pháp của Đồ Quân tuy rằng có chút ác liệt nhưng xác thực là có hiệu quả, đạt được sự thành công nhất định. Hơn nữa, Ngả Thành Văn không ngăn lại, Cổ Hướng Quốc lại dung túng. Trên thực tế cũng phản ánh ra rằng hai nhân vật mấu chốt của thành ủy và ủy ban thành phố Lang đối với Hạ Tưởng thì đã có sự mâu thuẫn, và bọn họ đang ước gì Hạ Tưởng phạm phải sai lầm và sau đó phải bỏ của chạy lấy người. Lúc trước thì Hạ Tưởng có thể lợi dụng Phó Cục trưởng Thường trực Cục Tài chính làm bàn đạp để từ đó khơi gợi một chút sự lay động về ích lợi giữa Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc. Nhưng trên thực tế, hai người này cũng nhất trí nhau trong việc đối ngoại. Với cái nhìn đại cục chung của hai người thì bọn họ nguyện ý tìm cách xa lánh Hạ Tưởng. Bởi vì, trong ánh mắt những người ngả về hướng hậu trường ở Bắc Kinh như Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc thì Hạ Tưởng như là một cái cọc mà tỉnh ủy gài sẵn ở thành phố Lang, mục tiêu là muốn công phá từ trong nội bộ thành phố Lang mà ra.
cho nên hôm nay mới có việc Đồ Quân ở trên hội nghị thường vụ chỉ trích Hạ Tưởng cả tiếng đồng hồ mà không có một người nào lên tiếng phản đối, để cho Đồ Quân phát tác tùy ý trước mặt mọi người. Điều này cũng đã phản ánh được vấn đề. Ngón tay của Hạ Tưởng dừng lại nhẹ nhàng ở trên bàn. Kết quả của hội nghị thường vụ ngày hôm nay đi đến kết quả này cũng đã làm cho Hạ Tưởng thêm phần tỉnh táo đối với triển vọng công việc của mình. Muốn chân chính ở thành phố Lang mở ra cục diện, muốn đoàn kết lực lượng trung gian, thành lập tổ chức thành viên của chính mình thì còn có một đoạn đường dài nữa phải đi. Cuộc va chạm ngày hôm nay xem như là bước đầu tiên. Tất cả mọi người chờ đợi Hạ Tưởng phản kích, xem Hạ Tưởng ứng phó lại như thế nào. Không thể có khả năng Hạ Tưởng bị Đồ Quân công kích kịch liệt như vậy mà hắn tuyệt không đánh trả lại. Không ngờ, làm cho người khác phải mở rộng tầm mắt chính là Hạ Tưởng chỉ nhẹ nhàng khép lại tài liệu, hời hợt nói một câu. Phó thị trưởng Đồ nói xong chưa? Nếu nói xong thì chúng ta tiếp tục họp, không có chứng cớ, không có căn cứ cũng đứng phát biểu hàng tiếng tại hội nghị thường vụ. Cô có thời gian thì cũng không cần làm lãng phí thời gian của mọi người như vậy. Sự phản kích chỉ đơn giản như vậy sao? Ngay cả Lữ Nhất Khả cũng không tin được mà nhìn Hạ Tưởng, trong lòng vì Hạ Tưởng mà cảm thấy bất bình, bị người khác bôi đen trước mặt mọi người mà còn phải làm như không có chuyện gì, còn phải giả bộ hào phóng. Hiện tại cũng không phải là thời điểm để rộng rãi, cởi mở với nhau được, mà hiện tại cái chính là phải thật hung hăng đánh trả lại đối phương, như thế mới để cho người khác xem trọng một chút. Nếu không, người khác sẽ cho rằng hắn bị thua, sẽ xem thường hắn. Tuy rằng Trương Anh Tịch và Hạ Tưởng giao tình với nhau cũng không tính là sâu, mà cũng phải thấy sốt ruột thay Hạ Tưởng. Sao mà bỏ qua một cách nhẹ nhàng như vậy? Thời điểm nên trả đòn thì tuyệt đối không thể nương tay được. Đừng nói mấy người có giao tình với Hạ Tưởng thì trong lòng khó hiểu, mà ngay cả Ngả Thành Văn cũng đang rất kinh ngạc. Con người của Hạ Tưởng này có khi nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, có khi lại như trong bông có kim, vậy mà hôm nay làm sao vậy? Sao mà ngay cả một chút thủ đoạn cũng không thi triển, đây không phải là phong cách của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đồ Quân thấy Hạ Tưởng hành quân lặng lẽ, vì thế lại càng đắc ý. Phó thị trưởng Hạ, sao lại không có lời nào để nói? Anh cũng không giải thích một hai câu, có phải những điều tôi nói đều là sự thật, anh công nhận với điều đó. Đồ Quân từng bước ép sát, Hạ Tưởng lại vẫn như cũ đứng bất động như gốc tùng vậy. Phó thị trưởng Đồ, tôi đã nói rồi, ít nhất các sự tình phải có căn cứ. Nếu cô có chứng cớ, cho dù chỉ là một tấm ảnh chụp thì tôi sẽ phải thừa nhận. Nếu không, tôi có phải nói rằng tác phong của cô cũng có vấn đề, bởi vì với bất cứ người đàn ông nào thì cô cũng tỏ ra sự thân thiết. Đồ Quân tự nhận là đã nắm chắc thắng lợi vì thế mới không sợ Hạ Tưởng phản kích. Cô ta cười lạnh một tiếng. Tôi cùng ai lui tới thân thiết, có bản lĩnh cậu nói ra một cái tên. Cũng nhờ các đồng chí đang ngồi ở đây phân xử xem đây là tôi cố tình gây sự hay là cậu ăn nói lung tung. Hạ Tưởng mới đến thành phố Lang được bao lâu? Những người thân tín ở đây thì không có ai, thế lực thì yếu, chuyện của cô ta, đừng nói là Hạ Tưởng biết, có khi là nghe qua thôi thì cũng chưa có dịp. Đồ Quân tự tin bí mật của cô đã được chôn giấu rất kỹ lưỡng, thành phố Lang cũng không có người nào biết. Tôi thực ra có nghe thấy một việc có liên quan với phó thị trưởng Đồ. Hạ Tưởng giơ cánh tay ra, chỉ vào cái ghế rồi nói. Phó thị trưởng Đồ đứng giữa trời như thế thì chắc chắn cũng đã mệt mỏi rồi, mời cô ngồi xuống nói chuyện. Nếu hôm nay các đồng chí cảm thấy hứng thú với đề tài tác phong sinh hoạt, không thảo luận đến việc chính nữa, cũng tốt, tôi sẽ vì mọi người mà nói về tác phong sinh hoạt của một ít nhân vật, đúng rồi, còn có cả về vấn đề kinh tế. Giọng điệu của Hạ Tưởng đột nhiên nghiêm khắc lại, nét mặt cũng từ đang thoải mái biến thành nghiêm túc. Đương nhiên, lời nói vừa rồi cũng có ý tứ châm chọc, ý tứ hàm xúc dừng lại trong tai làm những người ở đây có những phản ứng khác nhau. Sắc mặt của Cổ Hướng Quốc cũng phải thay đổi, cũng không biết là bởi vì lời nói của Hạ Tưởng sẽ đề cập về vấn đề tác phong hay vấn đề kinh tế, dù sao thì theo bản năng y phải liếc nhìn Đồ Quân một cái. Đồ Quân vốn nghĩ rằng trước mặt Hạ Tưởng thì một lần nữa cô ta lại chiếm ưu thế, không nghĩ tới đột nhiên Hạ Tưởng thay đổi sắc mặt, thanh âm dần xuống. Ngay lập tức cô ta thấy hoảng sợ, đứng có chút không vững nên phải đặt mông ngồi lại trên ghế, lập tức nghe được một trận cười khẽ trong phòng. Tuy rằng là cười khẽ nhưng cũng khiến mặt cô ta như phát sốt, cảm giác vừa rồi cô ta mất sức chín châu hai hổ mới chiếm được thế thượng phong, vậy mà chỉ tí chút thôi đã bị đánh cho trở lại nguyên hình. Đương nhiên, cô ta không cam lòng, vội mạnh mẽ đứng dậy.
tốt, vậy mời phó thị trưởng Hạ nói ra. Nếu cậu nói không nên lời, trước mặt bí thư Ngả và thị trưởng Cổ thì cậu phải trực tiếp xin lỗi tôi. Đúng là sự vô lý đến cùng cực, rõ ràng ngay từ đầu là cô ta chủ động khơi mào sự tình, công kích Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vừa mới phản kích một câu mà cô ta đã nghĩ đến việc làm cho Hạ Tưởng phải cúi đầu nhận thua với cô. Biểu hiện hôm nay của Đồ Quân đúng thật là rất chướng mắt. Hạ Tưởng cũng không vội vã, nói chậm rãi. Vấn đề tác phong sinh hoạt của phó thị trưởng Đồ thì thật ra trong lòng mọi người đều biết, tuy nhiên là không ai dám nói ra thôi. Nếu phó thị trưởng Đồ nguyện ý công khai thì tôi cũng không khách khí. Tất cả mọi người đều như mở to lỗ tai ra để nghe Hạ Tưởng nói cái gì. Không ngờ lời nói của Hạ Tưởng lại không tiếp tục mà từ bên ngoài truyền đến một loạt huyên náo, chợt nghe thấy thanh âm của một người phụ nữ bên ngoài hô lớn. Đồ Quân, mày ra đây cho tao. Dương Bân, mày lăn ra đây cho bà. Thanh âm cực lớn làm đinh tai nhức óc, bên cạnh đó còn có tiếng người khuyên. Đồng chí này, không được cao giọng làm ồn ào. Nơi này là cơ quan thành ủy, không phải là cái chợ. Tôi bất chấp đây là thành ủy hay cơ quan gì. Cái con mụ xấu xa Đồ Quân kia ngủ với chồng của tôi sẽ không để yên cho cô ta. Đừng tưởng rằng cô ta là nữ phó thị trưởng là có thể tùy tiện chơi đàn ông cấp dưới. Cô ta cũng có lãnh đạo, tôi muốn tìm lãnh đạo của cô ta để xin cái công đạo. Giọng nói của người phụ nữ này rất lớn, bay vào trong phòng quanh quẩn mãi không thôi. Toàn thể ủy viên thường vụ đang họp ở đây đều nghe được rõ ràng, ai nấy đều cả kinh trợn mắt há mồm. Nhìn bộ dạng của mọi người rất khoa trương, rất kinh ngạc, rất hài hước. Không nói đến việc làm thế nào mà người ta lại tìm đến được cơ quan thành ủy thì đã không nói, lại còn cãi vã ở ngay bên ngoài hội nghị thường vụ. Tốt rồi, toàn thể ủy viên thường vụ đều nghe được phó thị trưởng Đồ ngủ với chồng của người khác. Mà từ từ, là ai đây? Là lái xe đã từng bị một lần khai trừ vừa mới lần nữa quay trở lại làm việc, là Dương Bân. Việc này có chính xác không? Khẩu vị của phó thị trưởng Đồ thật sự nặng như vậy sao? Ngay cả lái xe cũng không buông tha. Không ít các ủy viên thường vụ đang suy đoán rốt cuộc ai là người mà phó thị trưởng Đồ có quan hệ mờ ám thì đều không hẹn mà gặp, cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Cổ Hướng Quốc. Cổ Hướng Quốc bị ánh mắt không có chút ý tốt nào của mọi người nhìn đến thì trên mặt cũng phát sốt, không khỏi giận dữ. Người nào ở bên ngoài kêu thét lên vậy? Mau đi ra chỗ khác. Lời nói của Cổ Hướng Quốc rất hợp tình hợp lý. Nhưng trên thực tế thì trong lòng y đang âm thầm kinh hãi. Bởi vì nghe giọng nói thì y đã biết người này là ai, đó chính là vợ của Dương Bân, là Viên Lệ Lệ. Dương Bân là bà con thân thích xa của Cổ Hướng Quốc, tất nhiên đối với Viên Lệ Lệ thì y dĩ nhiên biết. Dương Bân và Đồ Quân có tư tình với nhau, làm sao có khả năng như vậy? Trong con mắt của y thì việc này hoàn toàn không thể xảy ra. Chưa nói đến việc Đồ Quân có coi trọng Dương Bân hay không thì với hiểu biết của y đối với Dương Bân mà nói thì Dương Bân này rất chung thủy với vợ, điều này về cơ bản là một sự bịa đặt, phỉ báng. Là thủ đoạn của Hạ Tưởng, gã liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy Hạ Tưởng bất động như cây tùng, dường như không có phản ứng, nhìn vẻ mặt không ra được điều gì. Điều này khiến cho gã không khỏi có chút uể oải, Hạ Tưởng là người mà lòng dạ cũng quá sâu sắc, tuyệt đối không để biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Lại nhìn mọi người thì thấy ai nấy cũng mắt to mắt nhỏ, có người vui sướng, vui mừng khi người khác gặp họa, có người với vẻ mặt chờ mong. Đến ngay cả Ngả Thành Văn cũng hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên đối với sinh hoạt cá nhân của Đồ Quân cũng hiếu kỳ không kém, sự hiếu kỳ này vượt qua khỏi ngưỡng quan tâm của một lãnh đạo đối với cấp dưới của mình. Cũng không phải là người tốt đẹp gì, Cổ Hướng Quốc giận dữ, đang muốn đập bàn để gây sự kinh sợ cho mọi người một chút thì lại nghe một tiếng, dầm. Viên Lệ Lệ đẩy cửa tiến vào, không nói hai lời, đi tới trước mặt Đồ Quân rồi giơ tay lên, bốp, một tiếng bạt tai giòn giã. Ai cũng thật không ngờ Viên Lệ Lệ lại hung hãn đến như thế, động tác của cô ta quá mau chóng, gần như tất cả mọi người đều không có phản ứng. Lúc này, trên mặt Đồ Quân đã nhanh chóng bị sưng đỏ, hằn lại trên khuôn mặt dấu vết của năm ngón tay. Năm ngón tay này đỏ lựng như son vậy. Đồ Quân bị đánh làm choáng váng. Cô ta chưa từng chịu qua việc nhục nhã đến như vậy, vẫn đang còn kinh ngạc. Lúc cô ta vẫn còn chưa tỉnh táo lại thì Viên Lệ Lệ lại lần nữa đánh tới, đấm mạnh một cái vào phía dưới bụng của cô ta, lúc này Đồ Quân bị sức mạnh của cú đánh làm ngã về phía sau, cả người lẫn ghế ngã lăn lóc trên mặt đất. Đồ Quân ngồi ở bên phải Lý Hiểu Lượng, bên trái cô ta là Lộ Hồng Chiêm, hai người đàn ông, một trái,
một phải lại không ai kịp giơ tay ngăn cản Viên Lệ Lệ lại. Tuy nhiên, những người tinh ý thì sẽ nhìn ra việc Lý Hiểu Lượng ngay cả một chút cử động cũng không nhúc nhích, đã tự đè ép việc muốn ngăn cản lại. Còn Lộ Hồng Chiêm thì người như hạ thấp xuống một chút, tay như muốn giơ lên nhưng không biết tại sao lại thu tay ngồi yên như vậy. Tóm lại, trong phòng họp thường vụ có mười mấy người, trước mắt mọi người như vậy mà Đồ Quân bị Viên Lệ Lệ đầu tiên là bạt tai, sau đó lại bị đấm cho một cái ngã lăn đùng xuống đất, sau đó cứ vậy cô ta khóc hu hu trên mặt đất. Ngả Thành Văn vỗ bàn đứng dậy. Cái cô này sao thế nhỉ? Hội nghị thường vụ cũng dám xông vào, có biết rằng đây là đâu không? Cổ Hướng Quốc cũng giận dữ không kiềm chế nổi. Những người bên ngoài làm ăn thế nào không biết, để cho người lạ cũng có thể xông vào phòng họp. Nếu có kẻ vô lại đi vào đây, có phải là cả lãnh đạo của thành ủy và ủy ban đều bị tận diệt sao? Mọi người thấy Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc có thái độ bất đồng nhau khi nói về vụ việc đang xảy ra. Ai nấy cũng không tâm tư nào để ý đến việc phát huy của nhân vật số 1, số 2 mà trong lòng đều biết rằng có thể xông thẳng vào hội nghị thường vụ như thế này thì chắc chắn là có người đã sắp xếp, nếu không thì làm sao tạo ra cục diện như hiện tại. Tâm tư của đại bộ phận người ở đây là kế tiếp phải xem diễn biến tiếp theo như thế nào đã. Viên Lệ Lệ đối mặt với sự chất vấn của nhân vật số 1, số 2 thành phố Lang thì không có chút nào yếu thế, giơ tay lên ném ra một sấp ảnh chụp. Hai lãnh đạo, hai ngài phải làm chủ cho tôi. Chồng của tôi tên là Dương Bân, là lái xe, về tiền bạc thì chắc chắn không có, chỉ ỷ vào tuổi trẻ nên thân thể cường tráng, về phương diện kia thì có chút mạnh mẽ. Ngay cả chút ưu điểm này cũng được vị nữ phó thị trưởng này coi trọng, các ngài nói xem ánh mắt của cô ta sao mà độc đáo đến vậy. Cô ta ngủ với ông xã tôi muốn các ngài cho tôi một cái công đạo, nếu không mỗi ngày tôi đều đứng ở trên đường để hô toáng, chửi đồng việc này lên. Lời cô vừa thốt lên thì thiếu chút nữa vang lên một trận cười, cũng may là tuy rằng có không ít người mặc dù trong lòng đang rất buồn cười nhưng công phu biểu hiện ở bên ngoài rất tốt. Tất cả đều cố nén để kìm lại, vẻ mặt nghiêm túc, cố gắng không cười. Tuy nhiên, ảnh chụp thì quăng tung tóe trên mặt bàn, có người cầm lên thì thấy đúng là hình chụp cảnh hẹn hò giữa Phó Thị trưởng Đồ và Dương Bân. Tuy rằng cảnh chỉ thể hiện hai người ở đang hẹn hò nhau, nhưng xem bộ dáng âu yếm giữa hai người. Nếu bảo là bọn họ đang thảo luận việc quốc gia đại sự thì bất kể là một thằng đàn ông điên rồ nào đi trên đường cũng không thể nào tin được, còn chưa nói tới lòng dạ khác nhau của mấy ủy viên thường vụ đang ngồi ở đây. Chương 810, thủ đoạn của ai? Không ngờ Phó Thị trưởng Đồ đúng thật có quan hệ mờ ám với Dương Bân. Không ngờ tới, không thể tưởng được rằng quả thật ánh mắt của Phó Thị trưởng Đồ quả nhiên là độc đáo, khẩu vị không tầm thường chút nào. Tuy nhiên, khi mọi người nhớ tới người phụ nữ hung hãn kia vừa nói thì cái năng lực kia của Dương Bân khá khỏe, ngẫm nghĩ lại thì ai nấy cũng nhìn vào nhau, vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ vậy. Ngả Thành Văn cầm một tấm ảnh chụp lên, vừa nhìn thấy ảnh thì lập tức biến sắc. Hướng Quốc, anh và Phó Thị trưởng Đồ quan hệ khá tốt với nhau, sự tình như thế này thì nên giải thích thế nào? Trong lòng Cổ Hướng Quốc rất bất mãn, mày là bí thư thành ủy, là nhân vật số 1. Mày hỏi tao giải thích thế nào thì tao làm sao mà biết được. Có muốn thì hỏi Đồ Quân ấy chứ. Tuy nhiên, khi y cầm một tấm ảnh chụp lên, vừa nhìn thấy thì trong lòng liền minh bạch, đại khái là Đồ Quân bị người ta đổ oan, cô và Dương Bân không phải là đi thuê phòng mà là bàn bạc mưu đồ bí mật. Lúc ấy y và Nga Ni Trần đã vào phòng trong, bởi vì cái phòng kia là căn phòng mà y và Nga Ni Trần, Đồ Quân dùng để trao đổi, bàn bạc với nhau. Số lần họp bí mật ở phòng này không ít, không ngờ lại có người chụp được nên rất khó giải thích. Nhưng việc này không thể nào nói ra ngoài được, một khi chân tướng việc này được nói ra, so với tin tức quan hệ mờ ám giữa Đồ Quân và Dương Bân thì việc này lại càng làm cho người khác phải khiếp sợ hơn. Trong lòng y hiểu rằng, bất kể có phải là bút tích của Hạ Tưởng hay không nhưng dù sao mục đích mà đối thủ muốn đạt tới chính là muốn tạt cho mày một chậu nước bẩn. Nếu mà muốn giải thích rõ ràng việc này ra thì lại gánh vác hậu quả còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cổ Hướng Quốc trầm ngâm một lát rồi âm thầm liếc mắt nhìn Viên Lệ Lệ một cái, không ngờ Viên Lệ Lệ đang nổi nóng nên giả bộ như không phát hiện ra, lại còn không buông tha mà nói. Không cho tôi một câu trả lời hợp lý thì tôi sẽ không đi. Ai mà kéo tôi ra thì tôi sẽ từ trên lầu nhảy xuống. Cực kỳ vô lại và hài hước, tuy nhiên tất cả các ủy viên thường vụ thành ủy ở đây thì ai nấy cũng đều bó tay không có biện pháp. Uy lực của sư tử Hà Đông quả nhiên kinh người. Khi mà phát tác thì không ai dám đứng dậy tiếp chiêu cả.
Thực ra Viên Lệ Lệ cũng không phải là một người to con, chỉ là dáng vẻ có chút thô kệch mà thôi, bất kể một người đàn ông nào ở đây cũng đều có thể khống chế được cô ta. Còn tại sao không ra tay là vì có người muốn khoanh tay đứng nhìn, có người lại muốn tiếp tục xem náo nhiệt, có người thì đang ước mong làm sao sự tình này càng náo loạn lên nữa càng tốt. Biểu hiện của mỗi ủy viên thường vụ thành phố lang lạc vào trong mắt Hạ Tưởng làm cho hắn phải âm thầm bất lực. Không thể nói là chia bè chia cánh thành năm bảy mảnh, nhưng những người ở đây chủ yếu là thích làm theo ý mình, hơn nữa còn thừa cơ ném đá xuống giếng. Bí thư Ngả, vừa rồi phó thị trưởng Đồ còn vừa công kích về tác phong, lối sống của phó thị trưởng Hạ. Hiện tại thì sự thật hiện ra trước mắt, vừa ăn cướp vừa la làng, quá mức vô sỉ. Tôi đề nghị hội nghị thường vụ lập tức mở ra một cuộc họp nữa để thảo luận xem thử có nên tạm thời cách chức phó thị trưởng Đồ hay không, sau đó sẽ tiến thêm một bước yêu cầu bên cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Đột nhiên, một người luôn luôn dịu dàng như Lưu Nhất Lâm đưa ra một đề nghị mang tính chất cực kỳ gây sự. Ai bảo lúc vừa rồi Đồ quân công kích Hạ Tưởng thì tiện thể cũng làm Lưu Nhất Lâm bị thương luôn, hiện tại bị người ta trả đòn thì cũng là xứng đáng. Tuy nhiên, đúng thực là việc cực kỳ nực cười, Đồ quân vừa rồi ăn nói bừa bãi chỉ trích Hạ Tưởng có vấn đề về tác phong sinh hoạt, rằng phải thế này, phải thế kia. Kết quả thì sao, trong nháy mắt chưa kể việc bị người khác ngay trước mặt mọi người ở đây đánh cho mà còn tung ra một tập ảnh chụp. Tôi đề nghị lập tức báo cáo cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh để ra quyết định xử lý. Lữ Nhất Khả cũng muốn đánh rắn phải đánh dập đầu nên đưa ra đề nghị. Việc này cực kỳ tai tiếng, rõ ràng là bản thân mình bất chính, thế mà còn nói bóng, nói gió phê phán người khác. Bí thư Ngả, nếu việc này truyền ra ngoài thì thể diện của thành ủy thành phố Lang sẽ bị mất hết. Nếu thông báo cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh, cho dù là Đồ quân không bị miễn chức thì cũng không còn khả năng tiếp tục đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng nữa, chắc chắn sẽ được điều đi nơi khác, còn không sẽ bị cảnh cáo và xử phạt nặng, thậm chí còn bị giáng chức. Cổ Hướng Quốc nhíu mày, y không biết nên nói như thế nào mới tốt. Hiện tại thì y hoài nghi đây là bút tích của Hạ Tưởng, nhưng lại không dám khẳng định. Bởi nếu quả thật như vậy là do Hạ Tưởng âm thầm gây nên thì điều này sẽ chứng tỏ Hạ Tưởng đã tra ra được mối quan hệ bí mật giữa y, Nga Ni Trần và Đồ quân, điều này thật đáng sợ. Còn nếu không phải thì người nào mà đủ năng lực làm việc này? Chẳng lẽ Ngả Thành Văn hoặc là người khác? Nhưng bất kể là ai, khi liên tưởng đến trong đám ủy viên thường vụ này còn có một kẻ thù ẩn mình đáng sợ như vậy thì lại càng làm cho y đứng ngồi không yên. Bất kể việc này đi đến một kết quả nào thì cũng khiến người khác không thể chấp nhận đây là một sự thật. Nhưng kể cả là không thừa nhận thì cũng phải chấp nhận, bởi vì sự thật đã xảy ra. Khi Cổ Hướng Quốc đang do dự thì Đồ quân đã lồm cồm bò dậy từ mặt đất. Cô ta thật đáng thương, ngã cả tiếng đồng hồ trên mặt đất rồi mà không ngờ không ai giơ tay đỡ cô ta dậy. Cũng không biết là do nhân duyên của cô ta quá kém, hay là sự tình diễn ra quá đột ngột nên những người ngồi đây đều kinh ngạc đến ngây người. Do đó quên mất. Cái con mụ thối tha này, Dương Bân là cái gì mà bà lại coi trọng hắn? Đồ quân như nổi điên lên, chồm tới chộp lấy Viên Lệ Lệ. Cô ta bị Viên Lệ Lệ vu rằng có gian tình với Dương Bân, quả thực đây đã là điều vô cùng nhục nhã, tiếp đó lại bị Viên Lệ Lệ tát cho một cái nên đã mất đi lý trí. Cái con mụ thối tha này, bà muốn giết mày. Đồ quân nghiến răng nghiến lợi, hận là không thể xé xác Viên Lệ Lệ ngay trước mặt mọi người được. Viên Lệ Lệ cũng không chịu thiệt, một bên trả đòn còn một bên hùng hùng hổ hổ. Mày đừng tưởng rằng mày là phó thị trưởng gì đó là rất giỏi, thì cũng là bị thằng đàn ông xấu xa nhà tao đè trên người thôi đúng không? Bà nói cho mày biết, Đồ quân, bà đã gọi điện cho thằng chồng của mày và bây giờ đang trên đường tới đây. Anh ta bảo với tao rằng sau khi đến đây thì tao quản giáo mày cho tốt. Đúng rồi, chồng của mày tên là Đái Lữ Mậu đúng không? Thực là mất mặt. Làm chồng mà không giữ được vợ để vợ mình đi ngoại tình, trách không được mày lại cắm cho nó cái sừng lớn như vậy. Ha ha! Ha ha! Cũng có không ít người không thể kìm chế được đã phát ra tiếng cười. Nói thật, trước kia mọi người cũng không cảm thấy tên chồng của Đồ quân tên là Đái Lữ Mậu có cái gì không đúng, hôm nay nghe Viên Lệ Lệ cường điệu thì mới thấy được cái hay, nghe rất buồn cười. Cũng không thể không bội phục trí tuệ vô hạn của người dân. Một người đàn bà chanh chua cũng có mặt rất hài hước. Đồ quân nghe thấy câu này liền ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nói lẩm nhẩm một mình. Trời ạ, là ai muốn hại tôi, muốn tôi không được sống yên ổn. Tôi, chịu không nổi. Mặc dù như vậy nhưng Viên Lệ Lệ vẫn không chịu dừng tay,
lại tát cho đầu quân thêm hai cái nữa. Rốt cuộc, có người nhìn thấy không đành lòng nên đã ngăn cản Viên Lệ Lệ lại. Sự tình thực sự là náo loạn, lại có thêm việc một người đàn bà tranh chua đại náo hội nghị thường vụ, so với lần trước tình nhân Lý Tài Nguyên dẫn đứa con nhỏ tới đại náo thành ủy thành phố Lang thì còn ác liệt hơn, từ nay về sau lại có thêm một truyền thuyết. Bỗng nhiên Đồ Quân tỉnh người lại, bởi vì cô ta thấy được ảnh chụp, nghĩ tới kết cục có khả năng thân bại danh liệt nên bất chấp lý do gì cũng phải cố gắng thanh mình. Cô ta lớn tiếng nói, tôi và Dương Bân không phải thuê phòng, mà là họp kín. Lúc đó còn có Nga Ni Trần, còn có Cổ. Cổ Hướng Quốc kinh hãi, Đồ Quân dưới tình huống cấp bách này nói ra chân tướng sự việc thì sẽ làm tổn hại đến hình tượng trong sáng vĩ đại và quang vinh mà y đang xây dựng ở Ủy ban Nhân dân thành phố, càng dễ dàng trở thành đề tài đàm tiếu, trở thành bia ngắm để Ngả Thành Văn công kích. Vì vậy, y liền vội ngắt lời Đồ Quân. Đồng chí Đồ Quân, cô về nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện của cô thì sẽ có thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố điều tra rõ. Có nỗ lực lúc này thì cũng không hiệu quả gì, cô cứ yên tâm đi. Vẻ mặt Ngả Thành Văn hồ nghi mà liếc nhìn Cổ Hướng Quốc một cái. Vừa rồi y cũng đã nghe ra được manh mối, cái chính là y đang chờ mong ngay trước mặt mọi người ở đây thì Đồ Quân nói ra bí mật, không ngờ lại bị Cổ Hướng Quốc đúng lúc nhảy ra cản trở. Y liền có vẻ rất không vui mà nói. Đồng chí Hướng Quốc, đồng chí Đồ Quân nói ra suy nghĩ của mình, có gì khuất tất thì phải phản ánh. Vừa lúc cũng có mặt đông đủ các đồng chí ở đây, có thể nói rõ ràng thì phải nói. Vì sao không để đồng chí ấy giải thích một chút? Lúc này Đồ Quân cũng tỉnh táo lại, biết nếu nói tiếp sẽ nói ra lời không nên nói, còn Cổ Hướng Quốc thì có khả năng y sẽ qua cầu rút ván, không bảo vệ cô được. Vì vậy, cô ta liền sửa. Tôi, hiện tại đầu óc của tôi rất rối loạn, tuy nhiên, tôi có thể cam đoan với thành ủy. Với bí thư Ngả và các đồng chí ở đây rằng quan hệ giữa tôi và Dương Bân là rất trong sạch, không có quan hệ nam nữ nào bất chính. Tôi sẽ viết một tường trình thật tỉ mỉ để báo cáo với thành ủy, sẽ giải thích việc này thật rõ ràng. Bây giờ thì tôi muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút, đầu của tôi rất đau, xin bí thư Ngả, thị trưởng Cổ phê chuẩn. Đã nói như vậy thì ai lại nghĩ tới việc để Đồ Quân ở lại, Ngả Thành Văn gật đầu đồng ý, Cổ Hướng Quốc bảo Lưu Khải hộ tống Đồ Quân đi bệnh viện. Viên Lệ Lệ không đồng ý, tiếp tục xông vào thì bị mấy nhân viên bảo vệ tới khống chế rồi tạm thời đưa tới phòng bên cạnh để dẹp yên náo loạn. Cổ Hướng Quốc đối với biểu hiện vừa rồi của Lộ Hồng Chiêm thì cực kỳ bất mãn, âm thầm trừng mắt liếc nhìn Lộ Hồng Chiêm một cái. Lộ Hồng Chiêm thì âm thầm kêu oan, bởi vì vừa rồi y đang định muốn hỗ trợ thì là lúc phát hiện dường như chân của Hạ Tưởng trong lúc vô ý động tới người y một cái, vì vậy làm y sợ tới mức thu tay lại. Tuy rằng sau khi thu tay lại thì y hối hận không ngừng, cảm thấy không nên sợ Hạ Tưởng như vậy, nhưng trong lòng thì căn bản không dám vượt qua được nỗi sợ hãi này. Bởi vì đột nhiên diễn ra một vở tuồng, không ngờ lại có Viên Lệ Lệ xông vào nên việc thảo luận biến đổi gen không tiếp tục tiến hành biểu quyết, tạm thời gác lại. Rất nhiều người ngầm đoán xem rốt cuộc việc Viên Lệ Lệ xuất hiện là do người nào sai khiến. Nếu thật sự là đúng Hạ Tưởng thì hắn quả là người quá lợi hại. Làm thế nào để chụp được những bức ảnh hai người hẹn hò? Tuy nhiên, càng làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ chính là cuối cùng thì Đồ Quân và Dương Bân có quan hệ gì với nhau? Giữa hai người có gian tình với nhau không? Nếu không có, hai người hẹn hò bí mật lại có Nga Ni Trần ở đấy, việc này làm sáng tỏ điều gì? Còn nữa, Đồ Quân trong phút cuối cùng nuốt lại nửa câu sau thì chắc chắn có bí mật nào đó không muốn ai biết. Hội nghị thường vụ hôm nay tan họp mà không khí phấn khởi lan tràn ra khắp mọi người. Với những người vẫn như cũ giống như Lã Vọng Buông Cần thì khi nhìn Hạ Tưởng đều không tự chủ được mà hít sâu vào một hơi. Bất kể là có phải Hạ Tưởng gây nên hay không thì công phu trấn tĩnh của Hạ Tưởng đúng thực là rất cao, tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ khó đối phó. Thậm chí, có thể nói tuy hắn bất động thanh sắc nhưng Đồ Quân mặt xám mày cho, uy phong trong chốc lát xuống thành công cốc. Hơn nữa, việc hội nghị thường vụ thảo luận ngày hôm nay không có kết quả thì tương đương với việc được xem như một thắng lợi tạm thời đối với Hạ Tưởng. Đồ Quân là người tích cực đi đầu trong việc mở rộng biến đổi gen, nếu Đồ Quân đã không còn quyền phát ngôn thì vào lúc cuối cùng ai thua ai thắng cũng chưa thể nói rõ. Mấu chốt là việc này còn gây ra một áp lực tâm lý thật lớn cho mọi người. Bước tiếp theo thì ai còn dám là người đảm nhiệm vai trò tiên phong đối với việc mở rộng biến đổi gen này nữa đây? Nếu chẳng may người tích cực đi đầu lại bị người khác đánh lén, so sánh giữa lợi ích đạt được và việc thân bại danh liệt thì ai dám cam đảm. Điều này mang đến một bóng ma thật lớn,
làm ai nấy cũng đều phải khiếp hồn. Chủ yếu là trong lòng của mỗi người đều có một lỗ hổng, ai nấy cũng đều rõ ràng rằng trên người ai chẳng có chuyện, cái chính là có tra ra hay không mà thôi. Nhưng nếu ngay cả Đồ Quân và Dương Bân gặp mặt bí mật với nhau mà còn bị người khác chụp ảnh được, nếu vậy thì những việc riêng tư của bọn họ cũng có thể nằm trong tay một người nào đó hay không? Sau khi tan họp, Ngả Thành Văn lập tức triển khai cuộc họp hội ý, triệu tập mấy người Cổ Hướng Quốc, Trương Anh Tịch, Lữ Nhất Khả, Hạ Tưởng và Lộ Hồng Chiêm để thảo luận nên xử lý ra sao về việc của Đồ Quân. Ý kiến của Ngả Thành Văn là tuyệt đối không được nuông chiều bất cứ con sâu nào để làm dầu nồi canh, làm tổn hại đến hình tượng của thành ủy thành phố Lang. Đầu tiên là thành phố Lang thành lập một tổ điều tra nội bộ, đồng thời trong quá trình điều tra thì tiến hành báo cáo với tỉnh ủy, trưng cầu ý kiến của tỉnh ủy. Cổ Hướng Quốc thì kiên quyết phản đối, y cho rằng nếu báo cáo lại cho tỉnh ủy thì sẽ tổn hại đến hình tượng của thành phố Lang, đối với thành phố Lang sẽ có thành kiến. Nếu thành phố Lang mà tiến hành thông báo cho tỉnh ủy thì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, không chừng tỉnh ủy lại thừa cơ điều chỉnh vị trí của Đồ Quân, tiến thêm một bước nữa trong việc tăng mạnh sự quản lý đối với thành phố Lang. Vì thuyết phục Ngả Thành Văn, Cổ Hướng Quốc cũng không kiêng dè Hạ Tưởng, nói thẳng ra lời nói phải đề phòng tỉnh ủy, cực kỳ vô tổ chức. Trương Anh Tịch và Lữ Nhất Khả cũng tán thành ý kiến của Ngả Thành Văn. Hạ Tưởng rất rõ ràng rằng đây là Ngả Thành Văn muốn mượn cơ hội xóa bỏ một cánh tay của Cổ Hướng Quốc, cố ý đẩy Đồ Quân đi. Mà Cổ Hướng Quốc thì cố hết sức để bảo vệ Đồ Quân, cái chính là không muốn mất đi sức mạnh của mình trong việc khống chế Ủy ban Nhân dân thành phố. Bởi vì, một khi Đồ Quân bị chuyển khỏi thành phố Lang thì cũng có thể tỉnh ủy sẽ mượn cơ hội cử thêm người khác tới đảm nhiệm vị trí phó thị trưởng. Bất kể vị phó thị trưởng mới và Hạ Tưởng có cùng tấm lòng với Ngả Thành Văn hay không thì đều là kết quả mà y không muốn nhìn thấy. Lộ Hồng Chiêm cũng phản đối việc đệ trình lên tỉnh ủy, cho rằng tốt nhất nên xử lý nội bộ, mấu chốt nhất là phải điều tra rõ xem thử Đồ Quân và Dương Bân rốt cuộc có mối quan hệ bất chính hay không. Nếu không có thì càng phải điều tra rõ rốt cuộc là ai vu cáo hãm hại Đồ Quân, nhất định phải tra ra người đứng đằng sau việc này. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Tưởng sẽ ủng hộ việc báo cáo lên tỉnh ủy, không ngờ nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là Hạ Tưởng cũng là thái độ phản đối. Căn cứ vào phán đoán tình huống trước mắt thì có lẽ sự việc của Phó Thị trưởng Đồ còn có ẩn tình khác, bây giờ vẫn là thích hợp xử lý nội bộ. Nếu như báo cáo lên tỉnh ủy, theo sự hiểu biết của tôi thì trưởng ban kỷ luật tỉnh ủy Lý rất phản cảm với những đảng viên nào có vấn đề về tác phong sinh hoạt, ông ta sẽ nghiêm túc xử lý, thậm chí còn có thể đệ trình lên hội nghị thường vụ tỉnh ủy để đề nghị miễn đi chức vụ của Phó Thị trưởng Đồ. Xuất phát từ góc độ trân trọng Phó Thị trưởng Đồ, suy xét trên góc độ trị bệnh cứu người làm nguyên tắc thì đầu tiên là chúng ta tiến hành điều tra rõ ràng, sau đó căn cứ vào mức độ nghiêm trọng rồi sẽ tiến thêm một bước trong việc thảo luận nên xử lý ra sao. Thái độ của Hạ Tưởng rất tốt, rất khoan dung đối với Đồ Quân, điều này khiến cho những người ngồi ở đây đều giật mình kinh hãi. Với Cổ Hướng Quốc thì cho dù là Hạ Tưởng đang giả bộ thì cũng ít nhiều trong tâm tư có sự cảm kích đối với Hạ Tưởng. Trong chính trị, từ trước đến nay bức tường mà đã đổ thì mọi người sẽ cố gắng xô thêm, còn Hạ Tưởng thì lại không ném đá xuống giếng. Nếu quả thật Hạ Tưởng đã kiên trì như vậy thì Ngả Thành Văn liền theo bên đa số ủng hộ, hiện tại thì số người ủng hộ và phản đối đã rõ ràng, Ngả Thành Văn cũng không cố gắng miễn cưỡng làm gì. Cuối cùng cuộc hội nghị đã hình thành nhận thức chung. Yêu cầu Lộ Hồng Chiêm chịu trách nhiệm phải hoàn toàn điều tra rõ chân tướng sự tình của việc này. Lộ Hồng Chiêm tỏ vẻ cam đoan rằng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đang lúc y báo cáo với Ngả Thành Văn rằng trong bước tiếp theo phải khai triển công tác điều tra như thế nào thì bỗng nhiên nghe được tiếng điện thoại vang, sau khi nghe xong lập tức biến đổi sắc mặt. Cái gì? Dương Bân mất tích, anh ta là lái xe của ủy ban, sao lại có khả năng không thấy? Lập tức hành động nhanh, lập tức tìm người đem về đây cho tôi. Dương Bân là nhân vật mấu chốt để điều tra rõ ràng chân tướng. Hiện tại tung tích của y không rõ, là có người đã cố ý sắp xếp hay là y đã bị người âm thầm khống chế. Ngả Thành Văn cũng sửng sốt, bỗng nhiên y ý thức được rằng sở dĩ Hạ Tưởng phản đối việc hiện tại đệ trình lên tỉnh ủy thì cũng không phải là thông cảm cho Đồ Quân, cũng không phải xuất phát từ tấm lòng hảo tâm, mà là đang muốn thả cần câu con cá lớn. Trong lòng Cổ Hướng Quốc cũng hiện ra một dự cảm xấu, trong đầu y đột nhiên toát ra một ý niệm. Hỏng rồi, khả năng việc nói xấu Đồ Quân và Dương Bân có quan hệ nam nữ với nhau thì chẳng qua chỉ là đòn gió, mà mục tiêu của đối phương chủ yếu là Dương Bân. Trên người Dương Bân còn có nhiều bí mật,
một khi y nói việc này ra ngoài thì lập tức có khả năng dẫn phát tới một hồi tuyết lở. Là ai? Ai chính là người chân chính đứng ở phía sau màn đạo diễn? Cổ Hướng Quốc liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy bộ dạng bất động thanh sắc của Hạ Tưởng, không biết sao, từ đáy lòng của y toát ra một tia lạnh lẽo. Chương 811, tiến thoái lưỡng nan, kéo tơ lột kén. Sau khi tan họp, Hạ Tưởng trở lại phòng làm việc, thấy vẻ mặt Lý Tài Nguyên tươi cười với vẻ thành công nên đã không nặng không nhẹ mà châm biếm y một câu. Tài Nguyên, phải nhớ kỹ một điều, thắng không kiêu bại không nản mới có thể thành việc lớn. Việc đáng buồn nhất chính là ăn mừng trước khi thủ chiến, đắc chí mà hí hửng. Lý Tài Nguyên như đã hiểu ra, vẻ mặt lập tức nghiêm túc. Vâng, Phó Thị trưởng Hạ, tôi hiểu rồi, sau này nhất định sẽ sửa. Hạ Tưởng lại cười khoát tay đi vào phòng, vừa mới ngồi xuống, điện thoại lại vang lên, là điện thoại của tỉnh ủy. Không phải điện thoại của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng không phải điện thoại của văn phòng tỉnh ủy mà là điện thoại của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Trưởng Ban Mai, chào ngài. Hạ Tưởng mở lời chào hỏi hết sức lễ độ. Hạ Tưởng, gần đây sao không đến xem Mai Đình thế nào? Công việc quan trọng, nhưng con gái cũng rất quan trọng, có phải hay không? Mai Thái Bình vừa mở lời đã nhắc tới Mai Đình, khiến Hạ Tưởng khẽ động lòng. Quả nhiên, ngay sau đó Mai Thái Bình lại nói. Ngày hôm qua Hiểu Lâm gọi điện thoại cho tôi, nói xong liền khóc vì quá nhớ con gái. Muốn tôi có thời gian thì đưa Mai Đình đến thành phố Tương Giang gặp nó. Tôi làm gì có thời gian? Hạ Tưởng không tiếp lời Mai Thái Bình, hắn cũng không dám đưa Mai Đình đến tỉnh Tương gặp Mai Hiểu Lâm, chẳng khác nào thừa nhận sự thật hắn là bố đẻ của Mai Đình. Cho dù Tào Thù Lê không nóng vội, Liên Nhược Hạm thế nào cũng sẽ nổi nóng. Hắn hiểu rõ Mai Thái Bình bây giờ gọi điện thoại tới không phải là vì tình thân giữa Mai Đình và Mai Hiểu Lâm, chắc chắn là có chuyện quan trọng khác. Quả nhiên, Mai Thái Bình lại ha hả cười. Hạ Tưởng, phổ biến kỹ thuật biến đổi gen không phải là việc gì quan trọng, hiện tại có phải đã gây quá ồn ào hay không? Đã nhập đề chính, Mai Thái Bình đã nhắc tới việc phổ biến kỹ thuật biến đổi gen. Đã sớm nghe nói về việc phổ biến biến đổi gen trong cả nước là dự án hợp tác lớn nhất giữa nhà họ Mai và nhà họ Phó, Hạ Tưởng vẫn đang lo lắng không biết lúc nào Mai Thái Bình đem ra nói, hắn cũng biết sớm muộn gì Mai Thái Bình cũng sẽ chủ động nói với hắn. Với tính cách của Mai Thái Bình thì có câu nào nói câu đó, sẽ không giấu được quá lâu. Cũng không quá ồn ào, trưởng Ban Mai, ngài cũng biết tình thế của thành phố Lang rồi, tôi phản đối biến đổi gen là bởi vì tôi thật sự cho rằng kỹ thuật biến đổi gen chưa nhuần nhuyễn, phổ biến ở địa phương khác thì tôi không xen vào nhưng ở thành phố Lang thì tôi sẽ kiên quyết phản đối. Chưa kể, vốn chỉ là chuyện phản đối việc phổ biến kỹ thuật biến đổi gen bình thường nhưng đã có người mượn cơ hội tạt nước bẩn vào tôi. Cứ như tôi rất dễ bị bắt nạt vậy, bây giờ chỉ vừa mới mở đầu, về sau chắc rằng cũng có không ít chuyện xảy ra. Hạ Tưởng rõ ràng là nói về việc ở thành phố Lang, trên thực tế lại thể hiện lập trường kiên định của hắn với Mai Thái Bình, trong vấn đề biến đổi gen, một bước cũng không nhượng bộ. Mai Thái Bình cười ha ha. Xem kìa, anh không nói rõ nhưng chắc chắn trong lòng cũng có ý kiến đối với tôi, có phải không? Không tôi. Đúng là nhà họ Mai và nhà họ Phó hợp tác phổ biến về biến đổi gen ở trong nước, cũng có thế lực nước ngoài tham gia, tuy nhiên đều ở trong phạm vi có thể kiểm soát được. Anh có vẻ có thành kiến sâu sắc đối với kỹ thuật biến đổi gen. Thôi vậy, việc thảo luận kỹ thuật biến đổi gen có khả thi hay không xem ra chúng ta cũng sẽ không đạt được sự đồng thuận. Tôi đề xuất một điều kiện, nể mặt Hiểu Lâm và Mai Đình và cả mối quan hệ tốt của chúng ta trong nhiều năm qua, anh nhường một bước có được không? Ngắt điện thoại với Mai Thái Bình, Hạ Tưởng lần đầu tiên lâm vào ranh giới tiến thoái lưỡng nan. Nếu nói Mai Thái Bình cứng rắn yêu cầu hắn nhượng bộ thì việc hắn sẽ phải chịu sự xa lánh và oan ức ở thành phố Lang sẽ xảy ra cùng lúc, ý nghĩ đó nảy lên trong đầu, nhất định phải một mực từ chối Mai Thái Bình. Nếu Mai Thái Bình đề xuất điều kiện trao đổi, hắn cũng sẽ tìm một lý do quang minh chính đại để cự tuyệt nhưng Mai Thái Bình lấy thân phận đường đường là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, và tư cách trưởng ban tổ chức cán bộ. Hạ thấp thân phận, hơn nữa còn chơi lá bài tình thân và tình bằng hữu, khiến cho hắn rơi vào thế khó xử. Cán bộ cũng là người, có nguyên tắc và lập trường, cũng khó tránh khỏi dao động trước tình thân và tình bằng hữu. Bình tĩnh mà xem xét, Mai Thái Bình lại quả thật luôn đối xử với hắn không tồi, khiến lòng hắn không thể ác độc đến mức nhất quyết nói không. Nhường một bước, nhường như thế nào? Mai Thái Bình không nói tỉ mỉ thêm, hắn cũng không hỏi chi tiết, sự việc có lẽ còn có chuyển biến.
có lẽ còn có thể rằng co, Hạ Tưởng không quá lạc quan về triển vọng. Đứng trước lợi ích, có lẽ sẽ vẫn còn sự ôn hòa vì quan hệ trước đây, nhưng sau khi tình bằng hữu trước đó đã hết, lợi ích sẽ trở thành lớn nhất, lúc này Mai Thái Bình sẽ không còn phải khách sáo thêm nữa mà có thể phát huy mọi thủ đoạn để gây áp lực. Mặc dù Hạ Tưởng sớm đã chuẩn bị tâm lý, có lẽ sẽ có một ngày vì động chạm đến quyền lợi của mấy gia tộc lớn ở một phương diện nào đó bạn bè ban đầu cũng có khả năng trở mặt thành thù, nhưng thật không ngờ khi sự việc thật sự xảy ra trước mắt, trong lòng ít nhiều vẫn có chút khó chịu. Con người là động vật có tình cảm, hắn cũng rất hoài niệm thời gian trước kia cùng ngồi uống trà nói chuyện phiếm với Mai Thái Bình, trong lòng thấy cảm động và hoài niệm về việc Mai Thái Bình đã chiếu cố hắn rất nhiều, chỉ có điều sau khi một người đã lên đến một địa vị cao nhất định, tất nhiên sẽ có cách nghĩ và lập trường của chính mình. Hơn nữa cho tới nay Hạ Tưởng quả thật cũng không có gì thay đổi, cũng không phải là hôm nay mới khăng khăng giữ vững niềm tin. Chỉ có điều đến bây giờ mới xung đột với nhà họ Mai mà thôi. Suy nghĩ một lúc rồi hắn liền gọi một cú điện thoại cho Mai Hiểu Lâm, hàm xúc nói ra những gì hắn đã làm ở thành phố Lang, cùng việc xảy ra xung đột về lợi ích với nhà họ Mai. Mai Hiểu Lâm im lặng một lát, mới nói. Xung đột với nhà họ Mai, anh còn có nhà họ Khâu và nhà họ Ngô làm hậu phương, xung đột với nhà họ Khâu, anh cũng có nhà họ Ngô và nhà họ Mai để dựa lưng. Trừ phi anh đồng thời xung đột với cả ba nhà thì anh nhất định phải chết. Tuy nhiên em nghĩ anh không ngốc như vậy, và cũng không có năng lực lớn như vậy. Mai Hiểu Lâm quả thật điềm tĩnh và có nội hàm hơn so với trước đây, cách nói chuyện rất thú vị, Hạ Tưởng liền ha hả cười. Em nói xem, nếu trưởng ban Mai giận anh thì sẽ đối phó anh như thế nào đây? Ông ấy có rất nhiều thủ đoạn, nếu anh và ông ấy cùng cấp, ông ấy chưa chắc có thể thắng, nhưng hiện giờ ông ấy là trưởng ban tổ chức cán bộ, anh sẽ không có phần thắng. Tuy nhiên ngoài mặt chú em tỏ ra đặc biệt độc lập, thực ra ông ấy thỉnh thoảng cũng rất cô độc, rất quan tâm đến người thân và bạn bè. Nhất là trong tình huống chú ấy có rất ít bạn bè, chỉ có vài người bạn, dù lúc đó chú ấy có giận đến đâu thì sau này cũng sẽ thấy hối hận. Đúng là con gái là con người ta, mới mấy câu đã nói rõ ngọn ngành về Mai Thái Bình. Mai Hiểu Lâm có chín chắn, vững vàng đi chăng nữa, ở trước mặt Hạ Tưởng cô cũng là một người phụ nữ, hơn nữa còn tự nhận mình là người phụ nữ của Hạ Tưởng, cho nên không hề giấu giếm. Hạ Tưởng ngắt điện thoại với Mai Hiểu Lâm, lại suy nghĩ trong chốc lát, đang định ra ngoài thì nghe Lý Tài Nguyên báo cáo. Phó thị trưởng Hạ, thư ký Trương đã đến. Cả thành ủy chỉ có một thư ký Trương, Trương Nghiêu là thư ký của bí thư thành ủy Ngả Thành Văn, cũng là người có quyền thế nhất trong tất cả các thư ký trong thành ủy thành phố Lang. Trương Nghiêu không lớn tuổi, nhiều nhất là 26 tuổi. 26 tuổi đã giữ chức thư ký cho người đứng đầu thành ủy, quả thật khiến cho người khác phải hâm mộ. Nhưng so với một phó thị trưởng thường trực Hạ Tưởng 29 tuổi, cấp bậc năm nay của gã mới là cấp phòng không đáng nhắc tới. Bởi vì 3 năm sau gã cũng 29 tuổi, nhưng cùng lắm là có thể làm đến chức phó cục trưởng, hơn nữa còn chưa chắc là phó cục trưởng chính thức. Hạ Tưởng cũng là ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường trực, đem người so với người thì có ganh tị đến chết. Trương Nghiêu trước đây khá vênh váo tự đắc, nhưng sau khi Hạ Tưởng đến gã đã kiềm chế rất nhiều, có Hạ Tưởng làm gương. Bất kỳ người nào tự cho là trẻ tuổi tự đắc đều có tâm lý hâm mộ, đố kỵ, thù hận. Trương Nghiêu cố tình đến mời Hạ Tưởng tới văn phòng của bí thư theo yêu cầu của Ngả Thành Văn, bởi vì bí thư Ngả có việc tìm phó thị trưởng Hạ. Thông thường bí thư có việc tìm Hạ Tưởng mà lại đang làm việc ở chung một tòa nhà thì trực tiếp gọi một cú điện thoại tới là được rồi. Nhưng bảo thư ký đích thân đến mời thì có ý vị sâu xa, thể hiện được rất có thành ý. Tặng lễ cho người khác, ắt có điều nhờ vả. Trong lòng Hạ Tưởng tự có tính toán, đi theo Trương Nghiêu tới văn phòng bí thư. Từ văn phòng của hắn đến văn phòng Ngả Thành Văn, đường đi không dài nhưng phải đi ngang qua rất nhiều văn phòng, dọc đường đi không ít người đều thấy được cảnh tượng Trương Nghiêu và Hạ Tưởng cười nói vui vẻ. Sau khi xảy ra cảnh tượng kinh ngạc trong hội nghị thường vụ vừa rồi, bí thư Ngả đích thân phái thư ký đi mời Hạ Tưởng, hơn nữa còn cố ý để cho người khác nhìn thấy, không ít người đều suy đoán trong lòng. Chẳng lẽ bí thư Ngả muốn liên kết với phó thị trưởng Hạ? Tới văn phòng của Ngả Thành Văn, Ngả Thành Văn đích thân đứng dậy đón chào, long trọng tiếp đón Hạ Tưởng, càng khiến cho Hạ Tưởng hiểu được một điều, có lẽ bí thư Ngả muốn mượn cơ hội loại trừ đồ quân. Trước hết, Ngả Thành Văn hàn huyên vài câu với Hạ Tưởng, quan tâm một chút đến những chuyện trong cuộc sống của Hạ Tưởng, có gặp khó khăn hay không, ăn ở có quen nếp hay không v.v., thậm chí còn cười hỏi khi nào đón người thân đến, sau đó liền chuyển đề tài.
nói đến vấn đề đồ quân. Ẩn trong lời nói của Ngả Thành Văn tiết lộ ra ba ý. Thứ nhất là ám chỉ Hạ Tưởng có thể thừa cơ khiến sự việc ồn ào hơn, nếu có quan hệ không tồi với chủ nhiệm Lý của Ủy ban Kỷ luật tỉnh thì có thể kín tiếng nhờ Ủy ban Kỷ luật tỉnh âm thầm điều tra vấn đề của đồ quân, đồng thời y còn bác bỏ việc đồ quân bịa đặt ra chuyện để công kích Hạ Tưởng ở trong hội nghị thường vụ. Thứ hai là kín đáo đưa ra nghi vấn muốn thăm dò ý tứ của Hạ Tưởng, hỏi Hạ Tưởng trong lúc Dương Bân còn là tài xế có phát hiện Dương Bân có gì bất thường hay không. Còn cả việc vì sao sau khi sự việc đồ quân xảy ra Dương Bân lại đột nhiên mất tích. Ngụ ý là nghi ngờ Hạ Tưởng biết được một chút gì đó, thậm chí đang hỏi Hạ Tưởng có phải là chủ mưu phía sau hay không. Điểm thứ ba, cũng là điểm khiến Hạ Tưởng có hơi bất ngờ, Ngả Thành Văn bỗng nhiên nói về chuyện thú vị của Vương Sắc Phi, cũng chính là tin đồn thú vị về việc Vương Sắc Phi đã thành danh chỉ trong một đêm vẫn luôn được lưu truyền trong một bộ phận người tại thành phố Lang. Cụ thể là khi nào thì tôi cũng không nhớ rõ lắm, dù sao thì khi Vương Sắc Phi vừa tới thành phố Lang không lâu, lúc ấy Nga Ni Trần đã tổ chức một buổi tiệc rượu, mời không ít lãnh đạo đảng và giới công thương nhân sĩ thành phố Lang tham gia. Khi tiệc rượu đã tiến hành được một nửa, có người biểu diễn tiết mục ở trên sân khấu, là một tiết mục ca múa, có một người hát và có nhiều người múa phụ họa. Khi hát được một nửa ca khúc có một cô gái che mặt phóng lên sân khấu đẩy cô ca sĩ ra, nói là cô ca sĩ hát dở. Chỉ bằng để cô ta hát. Lúc ấy có không ít người đã uống say ngà ngà, liền nhao nhao bảo cô ta hát, kết quả tài nghệ của cô ta quả thật đáng kinh ngạc, tiếng hát làm rung động lòng người, không thua gì một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng. Hạ Tưởng không thể không thừa nhận thời gian làm quan của Ngả Thành Văn thật sự đã quá lâu, nói những lời quan liêu, khách sáo quá nhiều, trình độ kể chuyện rõ ràng đã giảm xuống, kể một sự việc hấp dẫn đầy kịch tính mà nhạt như nước ốc, cũng may là hắn có thể nghe đại khái là được rồi. Sau đó liền xảy ra một cảnh tượng còn kinh người hơn nữa, cô gái che mặt đang ca hát bắt đầu cởi từng món đồ trên người, cởi ra món nào là ném xuống dưới sân khấu món đó, khiến mọi người hò reo không ngừng, lúc ấy cũng đã uống khá nhiều, cũng không còn tỉnh táo nữa. Cuối cùng cô gái che mặt cởi hết chỉ còn lại có một chiếc áo ngực, ở trên sân khấu lớn tiếng tuyên bố cô ấy tên là Vương Mỹ Như, biệt danh là Vương Sắc Phi, chuẩn bị đến thành phố Lang đầu tư. Hy vọng có thể được những vị lãnh đạo và bạn bè giới công thương đang có mặt chiếu cố. Hạ Tưởng lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt tươi cười hớn hở của Ngả Thành Văn, tuy rằng trình độ kể chuyện của y bình thường nhưng nói đến hành động đặc biệt lạ thường của Vương Sắc Phi lại là vẻ mặt mê mẩn, rõ ràng sự kinh ngạc mang đến cho y lúc ấy vẫn khiến y nhớ mãi không quên. Không ngờ Vương Sắc Phi có khí chất tao nhã lại có tác phong quý tộc mà cũng có lúc hoang dã, điên cuồng như thế. Chả trách Lưu Nhất Lâm vẫn không nói với hắn về việc Vương Sắc Phi thành danh chỉ trong một đêm, hóa ra là có câu chuyện ca hát thoát y ở trong đó, chắc hẳn cô ấy ngại nói ra. Vương Sắc Phi cũng rất thông minh, dù sao đeo mặt nạ thì ai cũng sẽ không nhận ra được cô là ai, chỉ cần tạo nên danh tiếng là được, lại là lúc các nhân vật nổi tiếng ở thành phố Lang hội tụ, hơn nữa lại làm quen với tất cả mọi người trong tình trạng gần như khỏa thân, lại lấy chiếu cố làm lý do mở miệng. Ám chỉ ở bên trong lời nói sẽ làm không ít đàn ông động lòng. Nhất là nếu Vương Sắc Phi có một vóc dáng mê người thì. Hạ Tưởng còn nhớ có một chuyện cười kể rằng, nếu một người đàn ông đột nhiên xông vào phòng tắm nữ, các cô gái đang tắm, trong lúc kinh sợ thì nên che ở đâu là chính xác nhất. Có người trả lời là bộ ngực, có người trả lời là phía dưới, thật ra đều không đúng, là nên che mặt, bởi vì thân thể phụ nữ đều giống nhau, che mặt. Đàn ông có thấy được cơ thể trần truồng mà không nhớ được diện mạo thì cũng vô ích. Vương Sắc Phi am hiểu sâu sắc ý vị trong đó, chỉ với một lần che mặt nhưng bán khỏa thân để lên sân khấu, cũng đã mang đến đủ sự kinh ngạc, chẳng những nổi tiếng mà còn để lại không gian tưởng tượng cho vô số đàn ông. Rất cao tay, quả thật rất cao tay. Hạ Tưởng đã suy đoán không mang ác ý, lúc ấy cô gái ở trên sân khấu tự xưng là Vương Sắc Phi có phải là chính bản thân cô ấy hay không cũng không thể biết được. Nói không chừng lại là một người khác cởi thay. Nhưng ý tưởng giúp Vương Sắc Phi nổi tiếng đã thành công, mục đích đã đạt được, cô ấy chính là gái làng chơi số 1 ở thành phố Lang. Ngả Thành Văn kể chuyện Vương Sắc Phi xong, thấy Hạ Tưởng nghe có vẻ rất thích thú, không khỏi nói trêu đùa. Phó thị trưởng Hạ lúc ấy không có mặt ở hiện trường, nếu anh ở đấy, cảm nhận một chút không khí ngay lúc đó quả thật là rất đáng nhớ. Hiếm khi thấy Ngả Thành Văn cũng có lúc khôi hài. Hạ Tưởng liền cười một tràng theo y, sau đó nói. Vấn đề của phó thị trưởng Đồ cần phải điều tra thêm cho rõ ràng, dù sao sự việc khá rùm beng phải cho mọi người một lời giải thích mới được.
Tuy rằng hiện giờ chưa tiện để báo lên cho tỉnh ủy, nhưng theo xem tình hình lúc này Phó Thị trưởng Đồ tạm thời không thích hợp triển khai lại công tác, có thể xin nghỉ bệnh một thời gian. Trên thực tế vấn đề về tác phong trong cuộc sống không thể xem thường, nếu muốn áp chế là có thể áp chế, phải xem đối thủ bên cạnh anh có phải có thực lực hay không. Hạ Tưởng cũng không nghĩ chỉ dựa vào một mình Dương Bân có thể bắt chẹt được Đồ Quân, gây rối loạn, thừa nước đục thả câu mới là ý định ban đầu của y. Tuy nhiên sự việc Viên Lệ Lệ gây rối làm cho mục đích khiến Đồ Quân phải nghỉ một thời gian cũng không có vấn đề gì, hơn nữa một khi Đồ Quân nghỉ, người tích cực dẫn đầu việc phổ biến về biến đổi gen không còn, sức mạnh của Cổ Hướng Quốc bị tổn hại khá lớn. Đồng thời hắn cũng thấy được Ngả Thành Văn cũng có ác cảm đối với Đồ Quân, nếu không cũng sẽ không vội vàng phải thừa cơ hãm hại, muốn loại bỏ Đồ Quân. Nhưng đơn giản mà loại bỏ Đồ Quân không phù hợp với chiến lược thả cần dài câu cá lớn của Hạ Tưởng, hắn không phải vì phối hợp với Ngả Thành Văn mới đối phó Đồ Quân, hắn có kế hoạch của chính mình. Bởi vậy, hắn tạm thời nghe đề nghị của Ngả Thành Văn mà không tiếp lời. Cũng được, vẫn dựa vào nguyên tắc trị bệnh cứu người, cứ để Phó Thị trưởng Đồ nghỉ ngơi một thời gian rồi tính sau. Ngả Thành Văn thấy y nói nửa ngày mà Hạ Tưởng vẫn không tỏ thái độ gì, trong lòng thấy không vui, biết Hạ Tưởng tự có chủ ý không dễ làm rung động nên cũng không miễn cưỡng thêm nữa. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội, chờ sau khi Hạ Tưởng biết được y mới thật sự là người cầm lái ở thành phố Lang, hắn không dựa dẫm y thì đừng hòng làm nên chuyện ở thành phố Lang. Đúng rồi, vừa lúc có một việc muốn báo cáo với bí thư Ngả một chút. Hạ Tưởng cũng biết rõ nếu không để cho Ngả Thành Văn thu hoạch được gì thì có vẻ như hắn không biết cách làm việc. Cục công an có một khoản chi tài chính, tôi cảm giác hơi phô trương lãng phí, vẫn chưa phê chuẩn, đã bỏ sang một bên. Là khoản tiền mua vào một tốp xe Việt dã phải không? Ngả Thành Văn gật đầu cười. Thành phố Lang đều là đất đồng bằng, không cần xe Việt dã. Một chiếc xe Việt dã hơn 500 ngàn tệ, một lần mua liền 3 chiếc là quá xa xỉ, quả thật nên bỏ sang một bên trước. Thấy hai người có cùng chung nhận thức, Hạ Tưởng liền cười đứng dậy cáo từ. Ngả Thành Văn chỉ hơi khom mình, khác với sự tiếp đãi long trọng lúc đầu, y chỉ hơi tỏ vẻ lễ phép một chút chứ không đứng dậy đưa tiễn. Hạ Tưởng cũng không để ý, trở lại văn phòng, cầm lấy điện thoại liền gọi cho anh Thành. Lần trước sau khi liên lạc với Thẩm Lập Xuân, Tôn Định Quốc, sau đó thì Hạ Tưởng liên lạc với anh Thành. Ngay từ đầu anh Thành còn không mấy tiếp nhận Hạ Tưởng, chờ sau khi Hạ Tưởng đích thân mang một bình rượu nê khanh tới nhà ông ta, nói ra lời phó thác của Tôn Định Quốc, anh Thành cầm chai rượu nê khanh mà muôn vàn xúc động, cùng Hạ Tưởng nhớ lại những năm tháng đỉnh cao của ông ta và Tôn Định Quốc năm xưa. Chương 812, sự kiện, sóng gió lại nổi lên. Nhà anh Thành có vô số rượu hảo hạng, nhưng lại thích uống rượu nê khanh có giá chỉ hơn 10 tệ, Hạ Tưởng liên tiếp rượu ông ta. Lúc rượu cạn hết một nửa, anh Thành nhận được điện thoại của con trai, nói cậu ta ở tập đoàn đạt tài có được sự chiếu cố của phó chủ tịch Thẩm, chẳng những đề bạt cậu ta mà còn giao nhiều trọng trách. Anh Thành là người thông minh, lập tức biết do thể diện của Hạ Tưởng, liền đặt chai rượu xuống. Phó thị trưởng Hạ đối với tôi thật tốt, tôi cũng không nói lời khách sáo nữa, có gì cần tôi hỗ trợ cứ việc nói. Dù sao tôi cũng sắp lui ra khỏi cục công an thành phố, nên phát huy một chút năng lượng còn sót lại. Anh Thành là phó cục trưởng chịu trách nhiệm quản lý hình sự ở thành phố, đụng phải người rồi bỏ chạy thì có thể coi là vụ án hình sự. Hạ Tưởng nhắc tới vụ tai nạn xe một năm trước, anh Thành trầm tư một hồi lâu rồi mới nói ra lo lắng của y, đằng sau vụ tai nạn xe có liên quan đến không ít người, cũng có thể điều tra ra nhưng Hạ Tưởng phải chuẩn bị tâm lý có thể sẽ gặp phải đòn đánh trả mãnh liệt. Hạ Tưởng cười ha ha. Mâu thuẫn giữa tôi và Nga Ni Trần đã bộc lộ rõ ra ngoài. Phó cục trưởng anh, tôi không có đường lui. Anh Thành cụng ly với Hạ Tưởng. Nói với Lão Tôn, nếu tôi không thể về hưu được, tôi sẽ đến thành phố Yến ở nhà ông ấy. Hạ Tưởng biết rằng anh Thành đã hạ quyết tâm, và cũng nói như đinh đóng cột. Phó cục trưởng anh xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Điện thoại Hạ Tưởng vừa gọi đã có người bắt máy, bên kia đã truyền đến giọng của anh Thành. Phó thị trưởng Hạ, tôi đã nghe nói về sự việc trong hội nghị thường vụ. Tốt, Nam Nhi nhiệt huyết. Hạ Tưởng ha hả cười. Đã khiến Phó Cục trưởng anh chê cười rồi. Chờ khi điều kiện chín muồi, nếu để ông phụ trách việc thẩm tra xử lý Dương Bân thì có thể đứng vững trước áp lực của Lộ Hồng Chiêm hay không? Không thành vấn đề, cứ giao cho tôi, tuyệt đối không thành vấn đề.
Lão Lộ muốn đẻ đầu tôi cũng không dễ dàng như vậy. Anh Thành tràn đầy tự tin, ông ta có tư cách là cán bộ lão thành ở Cục Công an, trong tất cả các phó cục trưởng đương nhiệm bao gồm cả Lộ Hồng Chiêm đều nhường ông ta ba phần. Bởi vì ông ta trước kia đã phá không ít vụ án lớn, là chuyên gia phá án. Lúc hết giờ làm việc, Hạ Tưởng không ngờ lại nhận được điện thoại của Lý Lý. Lý Lý vẫn chưa hề liên lạc với Hạ Tưởng từ sau lần gặp mặt trong tiệc trà lần trước, hôm nay đột nhiên xuất hiện, hẳn là có việc. Ấn tượng của Hạ Tưởng đối với Lý Lý cũng khá tốt, nghe Lý Lý mời hắn ăn cơm với vẻ hết sức chân thành, hơn nữa giọng điệu lại rất bức thiết, như có chuyện đại sự nên đã đồng ý. Tuy nhiên trong lòng có một tia nghi vấn, Lý Lý là chủ tịch ngân hàng, gã có việc, thông thường sẽ là về vấn đề cho vay, chẳng lẽ là... Địa điểm ăn cơm được quyết định ở Hoa Hải Trang, là một trang viện yên tĩnh ở khá xa. Lúc xe Hạ Tưởng tới nơi, Lý Lý đứng chờ ở cửa đã lâu. Vào một căn phòng đã được đặt sẵn, sau khi hàn huyên, câu đầu tiên của Lý Lý đã khiến Hạ Tưởng giật cả mình. Phó thị trưởng Hạ, tôi có việc muốn báo cáo với ngài. Phó thị trưởng Đồ cấu kết với nhà đầu tư phát triển lừa gạt khoản vay 30 triệu của ngân hàng xây dựng, chẳng những không trả, mà còn khiến ngân hàng làm giả sổ sách để xóa đi khoản nợ. Trời mưa có người che ô, buồn ngủ có người đưa gối. Hạ Tưởng im lặng liếc mắt đánh giá Lý Lý một cái, hắn không tiếp lời của y, ngược lại nói. Cái tên Hoa Hải Trang không tồi, có gì đặc sắc không? Lý Lý chợt hiểu ngay vấn đề, biết y hơi quá nóng vội. Phó thị trưởng Hạ vừa tới thành phố Lang, vốn không quen biết với y, làm sao dám tin y mang đại lễ đến tận cửa. Trong quan trường từng bước đều là cạm bẫy, làm việc cẩn thận cũng hoàn toàn có thể lý giải được. Lý Lý liền cười ngượng ngùng. Tôi xúc động quá hóa ra hồ đồ. Thứ lỗi, thứ lỗi. Quả thật Hoa Hải Trang có rất nhiều món ăn đặc sắc. Gọi món ăn, gọi rượu, bởi vì là cơm tối nên Hạ Tưởng cũng không từ chối uống rượu, hai người liền vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Lý đã thông minh hơn, trước tiên là nói về lý lịch của y, đem quá trình trưởng thành của bản thân y kể ra. Sau khi được ba lượt rượu, bước đầu xem như đã có được sự tín nhiệm của Hạ Tưởng. Lý Lý tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, sau khi tốt nghiệp liền được bố trí đến Ngân hàng Xây dựng thành phố Lang, từ cấp cơ sở từng bước được lên làm vị trí trưởng chi nhánh ở quận Đông An thành phố Lang, phần lớn tất cả là dựa vào sự cố gắng của bản thân mà đạt được. Bởi vì y không có bối cảnh và chỗ dựa vững chắc, cho nên đặc biệt quý trọng mỗi một cơ hội, hơn nữa thái độ làm việc vô cùng cẩn thận dè dặt. Không dám có hành động gì vượt quá giới hạn. Nhưng thân là trưởng chi nhánh ngân hàng, trong tay nắm quyền xét duyệt cho vay, tất nhiên sẽ có vô số người tìm đến y để giải quyết khó khăn. Cũng may lập trường của Lý Lý kiên định, vô số người bại trận ở trước mặt y nhưng có một người thành công, chính là Đồ Quân. Đúng lúc làng đại học được xây dựng ở quận Đông An, y lại là chủ tịch ngân hàng xây dựng có quan hệ chặt chẽ với ngành xây dựng, trong việc phê duyệt cho vay dự án làng đại học tất nhiên là có quyền quyết định. Lại không có cách nào tránh khỏi ngưỡng cửa này. Ban đầu các khoản cho vay vẫn có thể thuận lợi phê duyệt dựa theo chính sách nhưng sau khi dự án làng đại học lâm vào hoàn cảnh khó khăn, căn cứ theo quy định chẳng những không thể cho làng đại học tiếp tục vay mà còn phải hối thúc hoàn trả lại khoản vay. Nhưng vào lúc này, vấn đề đặt ra là Đồ Quân tự mình lấy địa vị phó thị trưởng đến tìm Lý Lý, gây áp lực đối với y, khiến y nới lỏng chính sách, tiếp tục cấp khoản vay cho dự án làng đại học vốn đã lâm vào trạng thái đình đốn. Nhà đầu tư dự án làng đại học là một công ty ở Bắc Kinh, tên là Công ty Đầu tư Xây dựng Bắc Kinh, người phụ trách là Thường Quốc Khánh là người Bắc Kinh, gã có quan hệ rất tốt với phó thị trưởng Đồ. Bởi vì sau khi số vốn đầu tư bên ngoài bị rạn nứt, phó thị trưởng Đồ liên tục đến tìm tôi, bảo tôi mạnh tay cho vay đầu tư bên ngoài. Nhưng đầu tư bên ngoài không phù hợp với chính sách, đang trên bờ vực phá sản ai dám cho vay là như ném vào hang không đáy. Lý Lý bất đắc dĩ lắc đầu. Uống một ngụm rượu buồn. Phó thị trưởng Đồ tính tình mạnh mẽ, cứng rắn, không ngừng gây áp lực, tôi không thể không nể mặt liền phê chuẩn cho vay 1 triệu mang tính chất tượng trưng. Hạ Tưởng khẽ cười ra tiếng, với tính cách của Đồ Quân, bà ta ra mặt mà chỉ vay được 1 triệu thế nào cũng sẽ tức giận. 1 triệu cũng giống như làm nhục bà ta, chẳng khác gì cho ăn xin. Lý Lý cũng hiểu được Hạ Tưởng cười cái gì, cũng cười. Phó thị trưởng Hạ đoán đúng rồi. Sau khi phó thị trưởng Đồ nghe thấy vậy thì giận tím mặt, lại gọi điện thoại cho tôi, uy hiếp nói nếu tôi không cho vay đầu tư bên ngoài sau này cũng đừng mong ôm được tiền gửi tiết kiệm ngân hàng ở thành phố Lang. Trong tình cảnh bất đắc dĩ, khi Thường Quốc Khánh tìm đến tôi một lần nữa,
Tôi đã nói bóng gió là khoản vay có thể được nhưng phải có thế chấp. Thường Quốc Khánh hiểu rõ ý tứ của tôi, không lâu sau thì đem một biên lai tiền gửi đảm bảo 5 triệu đến xin cấp khoản vay. Dựa theo quy định có thể trực tiếp phê duyệt kim ngạch cho vay 5 triệu nhưng tôi biết biên lai tiền gửi đảm bảo là giả tạo, dưới áp lực của phó thị trưởng Đồ đành phải phê duyệt cho vay đầu tư bên ngoài 3 triệu. Quả nhiên giống như tôi nghĩ, khoản cho vay vừa được phê duyệt thì lập tức như đổ sông đổ bể. Lý toát mồ hôi đầy đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Tường. Cho dù là y thật tâm giải thích vấn đề hay đang đóng kịch, dù sao vẻ mặt của y cũng rất thống khổ, thái độ rất chân thành, Hạ Tường liền khẽ gật đầu nói. Chủ tịch ngân hàng là một nghề có rủi ro cao, không cẩn thận là sẽ bị kéo xuống nước lôi kéo làm việc xấu. Lý nghe ra trong lời nói của Hạ Tường có ý hơi tiếp nhận, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Y e sợ sự quy phục của y không được Hạ Tường tiếp nhận, chẳng khác nào là vạch áo cho người xem lưng mà vẫn không đổi được sự chấp thuận thì y thật sự không còn đường có thể đi. Hạ Tường đối với việc Lý chủ động nói rõ ngọn ngành với hắn không thể nói là hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng không hoài nghi Lý có dụng ý khác. Bởi vì hắn biết rõ một điều, từ những quan sát của hắn đối với Lý quả thật là một người cẩn thận, y có hành động như hôm nay có mục đích rất rõ ràng, chính là muốn mượn tay hắn để đến lúc cuối cùng Đồ Quân bị xử lý, y có thể thuận lợi thoát thân không bị liên lụy. Trong tiệc trà của Nga Ni Trần, lúc Lý tiếp cận hắn, hắn liền hiểu rõ một điều. Lý chắc chắn sẽ tìm một cơ hội thích hợp để tiếp xúc với hắn. Không ngờ hôm nay Lý đã đến đây, lại tặng cho hắn một món quà lớn. Một món quà nếu được xử lý thích đáng sẽ đủ để đánh cho Đồ Quân một trận túi bụi. Hơn nữa thời cơ Lý lựa chọn vô cùng nhạy cảm, ngay sau khi xảy ra sự kiện vấn đề tác phong của Đồ Quân trong hội nghị thường vụ y liền lộ diện. Có thể thấy cảnh tượng trong hội nghị thường vụ, giới truyền thông không đưa tin thì dân chúng bình thường sẽ không biết. Nhưng người trong giới, ít nhiều cũng có tai mắt nên đều biết rõ mọi chuyện trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên Hạ Tường vẫn không thể hiện đủ sự nhiệt tình đối với Lý, hắn chỉ nhẹ nhàng mà mỉm cười. Chủ tịch Lý, nhìn cậu tuổi còn trẻ mà có thể làm đến vị trí chủ tịch ngân hàng, cũng không đơn giản. Lý như hiểu ra gì đó, ngượng ngùng mà cười. Không giấu gì phó thị trưởng Hạ, bố vợ tôi trước khi về hưu là phó chủ tịch ngân hàng xây dựng tỉnh. Ông ấy về hưu sớm 2 năm tôi mới có vị trí ngày hôm nay. Còn nữa, tôi biết hôm nay mời ngài ăn cơm có hơi mạo muội, phó thị trưởng Hạ vẫn chưa hiểu nhiều về tôi, tuy nhiên bố vợ tôi và chủ tịch tỉnh Tào cũng coi như có quen biết, nói ra cũng không xa lạ lắm. Tỉnh Yến nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, luôn có thể tìm được quan hệ quen biết lẫn nhau. Hạ Tường cũng không quá để ý vấn đề bố vợ của Lý, hắn muốn nghe quá trình khôn ngoan hôm nay đến quy hàng của Lý. Chủ tịch Lý, tôi mới đến thành phố Lang, nền móng ở thành phố Lang vẫn chưa ổn định, anh tìm đến tôi, sợ là đã tìm sai người rồi. Lý hơi đỏ mặt, lẩm bẩm vài câu gì đó, mạnh dạn nhấp một ngụm rượu to, dường như đã hạ quyết tâm. Phó thị trưởng Hạ, tôi đành nói thật, ngài đừng chê cười tôi. Hạ Tưởng cười gật đầu, nhưng không nói lời nào, là muốn thấy hành động chứ không nghe lời bùi tai. Lần trước ở trong buổi tiệc trà của Nga Ni Trần, tôi tiếp cận phó thị trưởng Hạ chính là vì nghe nói ngài dám giáp mặt xung đột với Nga Ni Trần, không sợ thế lực đen tối của Nga Ni Trần, mới thử thăm dò đưa danh thiếp cho ngài. Chờ đến hôm nay lại nghe được một chút phong thanh, biết được ngài và phó thị trưởng Đồ dường như cũng có chút mâu thuẫn, sau một hồi cân nhắc tôi liền cho rằng ở thành phố Lang một quan lớn chính phủ không sợ sự cứng rắn của phó thị trưởng Đồ, không sợ bàn tay tội ác của Nga Ni Trần thì không có là bao. Sắc mặt Lý hơi đỏ lên, có thể là do rượu cũng có thể là do xấu hổ khi thổ lộ tiếng lòng. Tôi đã nghĩ sớm muộn gì sự việc của phó thị trưởng Đồ cũng sẽ lộ ra, các lãnh đạo khác của thành phố Lang tôi đều không thể tin, cũng chỉ tin tưởng một mình ngài, cũng chỉ có ngài là có thể giúp tôi ở thời điểm quan trọng này. Hạ Tường không nói gì hồi lâu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống thành phố Lang cũng là đèn màu rực rỡ, vô cùng phồn hoa. Chỉ có điều ở đằng sau sự phồn hoa không biết có bao nhiêu tội ác đang hình thành hoặc đang sinh sôi. Sức mạnh của một người suy cho cùng rất nhỏ bé, nhưng Hạ Tưởng cũng tin rằng sẽ phá bỏ được sự đen tối ở thành phố Lang, Nga Ni Trần ở thành phố Lang một tay che cả bầu trời đã quá lâu rồi. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, hỏi Lý một câu. Có chứng cứ hay không? Sau khi chia tay Lý, Hạ Tưởng về đến nhà, vừa mới bước vào cửa liền nhận được một cú điện thoại. Không ngờ là Dương Uy gọi tới.
Dương Uy tuy có vai trò là người phát ngôn của Triệu Tiểu Phong nhưng khi y làm việc rất có con mắt, hơn nữa còn rất có đầu óc, Hạ Tưởng thật sự không hoàn toàn coi y là người phát ngôn của Triệu Tiểu Phong, mà cảm thấy y cũng có thể đảm đương việc lớn. Phó thị trưởng Hạ, thật ngại quá. Khuya như vậy còn quấy rầy ngài nghỉ ngơi, có một việc phải báo cáo với ngài một chút. Hôm nay trên đường tôi đi làm việc, bị người ta đâm thủng lốp xe, còn bị đập vỡ kính. Vốn việc nhỏ ấy không đáng làm phiền đến ngài nhưng đối phương quá kiêu ngạo, còn để lại một tờ giấy, trong đó yêu cầu tôi phải đi khỏi thành phố Lang, còn nói nếu trong vòng 3 ngày vẫn còn ở thành phố Lang thì tự gánh lấy hậu quả. Giọng của Dương Uy rất kiềm chế, nhưng Hạ Tưởng có thể nghe ra sự phẫn nộ trong giọng nói của y. Nga Ni Trần tính vốn gian trá, không ngờ lại còn uy hiếp cả Dương Uy. Hạ Tưởng trầm tư một lát. Nếu anh lo lắng, có thể quay về Bắc Kinh trước chờ tin tức. Nếu anh tin tôi cho anh một số điện thoại rồi đến tìm người đó, mấy ngày nay cứ ở với người đó thì hẳn là không còn ai dám chọc đến anh đâu. Dương Uy cũng không chịu thua. Được, tôi nghe lời của Phó Thị trưởng Hạ, tôi cũng không sợ lắm, chỉ mấy câu nói mà bị dọa chạy mất thì kém cỏi quá. Hạ Tưởng liền cho Dương Uy số điện thoại của Tiêu Ngũ. Không ngờ vừa mới ngắt điện thoại của Dương Uy, điện thoại của Tiêu Ngũ liền gọi tới. Lãnh đạo, sự việc không được tốt cho lắm. Có rất nhiều công ty bước đầu tiếp xúc với chúng ta, đàm phán ban đầu cũng không tệ lắm, đột nhiên lại không nói gì thêm, không giải thích vì nguyên nhân gì, chỉ nói là không muốn hợp tác. Bàn tay của Nga Ni Trần quả là rất dài, chẳng những tìm mọi cách để ngăn cản Dương Uy, mà còn muốn thông qua thủ đoạn bất chính gây cản trở công ty của Tiêu Ngũ tiến quân vào thành phố Lang. Xem ra, đối phương đã bắt đầu phản kích nhằm vào sự kiện đồ quân. Dương Bân hiện tại có khai gì không? Cái Hạ Tưởng quan tâm chính là Dương Bân có nói gì hay không? Vẫn chưa, tên này khá xảo quyệt, mặc dù tin chúng ta là người của Nga Ni Trần nhưng luôn giả bộ ngớ ngẩn để đánh lừa, không nói ra sự thật, còn nói không gặp lão tặc sẽ không để lộ cơ mật. Tạm thời còn chưa có tiến triển gì. Không vội, tạm thời cứ nhốt gã 2 ngày rồi nói sau. Nga Ni Trần là xã hội đen có thế lực lớn mạnh, hệ thống công an lại nằm trong tay Lộ Hồng Chiêm, Hạ Tưởng đành phải đưa ra hạ sách này, cho Tiêu Ngũ giả mạo là người của Nga Ni Trần, lấy lý do là để bảo vệ gã âm thầm đưa Dương Bân đi. Đồng thời, Lý Tài Nguyên cũng đang gấp rút thu thập bằng chứng Dương Bân đụng người năm đó. Một khi bằng chứng xác thực hoặc chính miệng Dương Bân thừa nhận thì sẽ giao gã lại cho anh Thành. Anh Thành cũng đang âm thầm điều tra lấy chứng cứ, 3 nơi đồng thời ra tay, Hạ Tưởng tin rằng chỉ trong vòng vài ngày sẽ có kết quả. Nga Ni Trần không dám dùng vũ lực để uy hiếp đám người Tiêu Ngũ, lại chọn dùng phương thức đường vòng, uy hiếp mọi doanh nghiệp của thành phố Lang có ý muốn hợp tác với Tiêu Ngũ, quả thật thủ pháp cao siêu. Tin chắc là Nga Ni Trần còn có thủ đoạn chưa sử dụng. Dù sao y cũng đã làm ăn ở thành phố Lang nhiều năm, gần như khắp mọi nơi đều có tai mắt của y. Lại dặn dò với Tiêu Ngũ vài câu, Hạ Tưởng buông điện thoại xuống, không hề thấy buồn ngủ. Sự việc phát triển đến nước này có thể coi như thuận lợi, ngoại trừ sự việc của Thủy Căn thì không có bất kỳ tiến triển gì cả. Hạ Tưởng sau đó lại gọi một cú điện thoại cho Thủy Căn lập lờ, thái độ ôn hòa đối với Hạ Tưởng cũng không thu được bất kỳ tin tức giá trị gì từ trong miệng y. Vốn định đích thân đến thăm nhà Thủy Căn, chỉ có điều vẫn chưa có thời gian. Trực giác nói cho Hạ Tưởng biết Thủy Căn chắc chắn biết bí mật lớn của Nga Ni Trần, hoặc giả nói, trong tay y chắc chắn có chứng cứ vô cùng quan trọng. Hơn nữa Hạ Tưởng càng ngày càng hiểu rõ một điều, năm đó Nga Ni Trần nâng đỡ Thủy Căn, tôn y làm thượng khách cao quý nhất, ở mặt ngoài dường như Thủy Căn là người có quyền uy nhất thành phố Lang. Trên thực tế trong thời gian gần đây sau khi xâm nhập tiếp xúc với các ủy viên thường vụ hắn đã đưa ra kết luận cuối cùng. Thủy Căn ở trong thành ủy thành phố Lang cũng không phải là nhân vật quyền lực nhất như người ngoài vẫn đồn đại. Bởi vì bất kể là Trương Anh Tịch, Lữ Nhất Khả hay là Lưu Nhất Lâm, 3 người là những nhân vật quyền cao chức trọng ở thành ủy, rất ít khi đề cập đến Thủy Căn ở trước mặt Hạ Tưởng. Hơn nữa căn cứ vào phong cách làm việc cùng với phương pháp xử sự của bọn họ có thể phán đoán. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đoàn kết ở xung quanh Thủy Căn, bám theo Thủy Căn như cái đuôi. Chủ yếu còn có một điểm khiến Hạ Tưởng rút ra được kết luận như trên chính là Ngả Thành Văn mặc dù không mạnh thế, nhưng vẫn khống chế đại cục, ngoài mặt vẫn coi như là duy trì được quyền uy của người đứng đầu. Con người của Cổ Hướng Quốc mạnh mẽ, cứng rắn, coi đồ quân như lính hầu, ở bên trong Ủy ban Nhân dân thành phố nói sao làm vậy, quả thật thủ đoạn cao minh. Y và Ngả Thành Văn ngoài mặt hòa hợp nhưng tâm bất hòa.
ở trong ủy viên thường vụ cũng có đồng minh kiên định, hơn nữa lại cùng một ruột với Nga Ni Trần, sau lưng có thế lực ngầm giúp đỡ, trên cơ bản không có chút bất lợi nào ở thành phố Lang. Nói Cổ Hướng Quốc và Ngả Thành Văn chia đều thế cục ở thành phố Lang thì coi như đã đánh giá cao Ngả Thành Văn. Trên thực tế cách nói ban ngày Ngả Thành Văn buổi tối Nga Ni Trần cũng không chính xác, nói một cách chính xác thì Ngả Thành Văn chỉ nắm giữ 1/3 quyền lực của thành phố Lang, 2/3 còn lại bị Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần chia cắt. Cho nên phân tích kỹ thì căn bản không có thị trường cho Thụy Căn ở thành phố Lang. Nga Ni Trần ra sức ủng hộ Thụy Căn chỉ e là thủ thuật che mắt. Chương 813, cảnh báo, có qua có lại. Mây mù ở thành phố Lang, dưới con mắt tinh tường của Hạ Tưởng dần dần có dấu hiệu rẽ mây nhìn thấy mặt trời, mặc dù bước được bước tiến đầu tiên, đả kích nghiêm trọng đầu quân, làm suy yếu thế lực của Cổ Hướng Quốc, nhưng trên thực tế Hạ Tưởng cũng biết rõ thế lực hùng mạnh của đối phương có khả năng sẽ phản kích vô cùng mạnh mẽ. Hạ Tưởng không lo lắng áp lực trong quan trường, với trí tuệ chính trị của hắn có thể hóa giải được áp lực chính diện khá dễ dàng. Nhưng nói thật bàn tay tội ác ngầm của Nga Ni Trần khiến cho người ta khó lòng phòng bị, thật sự khiến cho người ta đau đầu. Chủ yếu là hắn không thể chỉ huy lực lượng cảnh sát, bởi vì hắn không phải người đứng đầu, đối phó xã hội đen hoàn toàn là công việc do người đứng đầu bố trí sắp xếp. Hắn thân làm phó thị trưởng thường trực, bàn tay không với giải được như vậy. Cho dù có thể gây khó dễ với Lộ Hồng Chiêm trong quyền hạn của mình, tuy nhiên chỉ là kế sách thích nghi tạm thời. Chỉ có xây dựng thành viên nòng cốt trong hệ thống công an mới là bước thứ hai để hắn mở ra cục diện ở thành phố Lang. Vấn đề là, bước đầu tiên đoàn kết vài ủy viên thường vụ, hắn gần như đã làm được. Nhưng mở ra cục diện bên trong hệ thống công an, tuy đã có anh Thành hỗ trợ, dường như vẫn chồng chất khó khăn. Tâm tư Hạ Tưởng lơ lửng, trong lòng cứ nghĩ mãi, chẳng biết ngủ thiếp đi tự bao giờ. Ngủ tới nửa đêm đột nhiên bị tiếng điện thoại dồn dập làm tỉnh giấc. Vừa với tay cầm điện thoại lên xem thì thấy không ngờ là Lý Lý gọi điện tới. Vừa nhìn thời gian đã hơn 1 giờ sáng, Lý Lý không phải người không biết điều, gọi điện thoại tới muộn như vậy chẳng lẽ đã xảy ra việc gì. Sau khi bắt máy, bên kia truyền đến âm thanh hoảng hốt, lúng túng của Lý Lý. Phó thị trưởng Hạ, không ổn rồi, xe của tôi bị người ta đập vỡ, hơn nữa cửa sổ cũng bị dùng gạch ném vỡ rồi, lại nhận được một cú điện thoại đe dọa. Cảnh cáo tôi tránh xa ngài một chút, nếu không có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Được lắm Nga Ni Trần, thật sự là vô cùng hung hăng, càn quấy. Hạ Tưởng cố nén tức giận. Hãy báo cảnh sát, ghi lời khai trước rồi nói sau. Trước tiên không phải sợ, toàn bộ sự việc sẽ có ngày được đòi lại. Ngày hôm sau vừa đi làm, Hạ Tưởng liền nghe được một tin, Cổ Hướng Quốc phải đi thành phố Yến tham gia hội nghị thị trưởng toàn tỉnh. Vì do thông báo trễ nên khá gấp rút, Cổ Hướng Quốc chỉ giải thích qua loa vài câu rồi lên đường. Cơ hội đã tới, Hạ Tưởng đã quyết định chủ ý, hắn thân làm phó thị trưởng thường trực, trong lúc thị trưởng đi công tác sẽ có trách nhiệm thực hiện quyền hạn của thị trưởng. Chờ Cổ Hướng Quốc đi khỏi sẽ lập tức triệu tập hội nghị thường vụ chính phủ, bố trí triển khai một đợt hành động đánh vào hoạt động mại dâm và tội phạm trong phạm vi toàn thành phố, yêu cầu hệ thống công an phục tùng mệnh lệnh của Ủy ban Nhân dân thành phố. Phối hợp thống nhất hành động. Lộ Hồng Chiêm đã dự thính hội nghị. Lộ Hồng Chiêm muốn phản đối nhưng lại bị ánh mắt thờ ơ của Hạ Tưởng nhìn y một cái, lập tức lại nuốt lời nói vào bụng. Y đúng là ủy viên thường vụ, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật nhưng y cũng là cục trưởng công an. Cục trưởng công an phải nghe lời sai khiến của Ủy ban Nhân dân thành phố. Bây giờ Hạ Tưởng như đại diện cho thị trường, mệnh lệnh của hắn phải nghe theo. Quét ổ mại dâm. Bắt tội phạm chính là quét ổ mại dâm của Nga Ni Trần, bắt tội phạm của Nga Ni Trần. Rất rõ ràng là hành động phục thù Hạ Tưởng đặc biệt chĩa vào Nga Ni Trần. Lộ Hồng Chiêm liếc mắt nhìn mấy vị phó thị trưởng một cái, phát hiện ngoại trừ Thiệu Đinh hơi có chút tức giận và có khả năng phản đối ra mấy người khác đều không nói câu nào thể hiện sự đồng ý. Sau khi trải qua sự kiện đồ quân trong hội nghị thường vụ lần trước, tuy rằng không có bất cứ chứng cứ gì cho thấy là việc làm của Hạ Tưởng, nhưng tiếng tăm của Hạ Tưởng lại trở nên lớn mạnh, quyền lực trong thành ủy tăng lên rất nhanh. Hiện tại trong bộ máy chính quyền hắn lại là ủy viên thường vụ duy nhất, Cổ Hướng Quốc đi công tác, Đồ Quân nghỉ tĩnh dưỡng, lời của hắn ai dám phản đối. Lộ Hồng Chiêm ấp ủ tâm tư hồi lâu, cuối cùng đánh bạo hỏi một câu. Có cần phải xin chỉ thị của thị trưởng Cổ hay không? Thị trưởng Cổ đang họp, không cần phải mọi chuyện đều làm phiền ông ấy. Tôi trước đó đã xin chỉ thị của Bí Thư Ngả không phản đối.
một câu nói của Hạ Tưởng đã khóa chặt đường lui của Lộ Hồng Chiêm. Có sự chấp thuận của Ngả Thành Văn, cho dù Lộ Hồng Chiêm không bằng lòng thì y cũng phải điều động lực lượng cảnh sát. Thế nào, nếu chủ nhiệm Lộ còn muốn xin chỉ thị của thị trưởng Cổ, xin mời ông tự đi xin chỉ thị. Lộ Hồng Chiêm cho dù muốn xin chỉ thị cũng chỉ có thể lén lút mà gọi điện thoại, chứ không nói ngay trước mặt Hạ Tưởng, nếu không sẽ tỏ ra y chẳng những coi thường quyền uy của Hạ Tưởng, mà ngay cả lời nói của bí thư Ngả cũng không coi ra gì. Hạ Tưởng bố trí xong, quyết định chọn vài nơi trọng điểm, khiến cho Lộ Hồng Chiêm âm thầm cười khổ. Tất cả đều là địa bàn của Nga Ni Trần, thậm chí ngay cả khách sạn Caesar và Kinh Tiên Cư cũng nằm trong danh sách kiểm tra đột kích. Hạ Tưởng thật sự là điên rồi, căn bản là sao chép toàn bộ cách làm của Nga Ni Trần. Nga Ni Trần không tức điên mới là lạ. Hơn nữa sau khi sắp xếp xong xuôi, Hạ Tưởng còn bảo Lộ Hồng Chiêm ở cùng một chỗ với hắn như hình với bóng, nói là vì mục đích an toàn yêu cầu Lộ Hồng Chiêm phụ trách bảo vệ sự an nguy của hắn. Lộ Hồng Chiêm tức giận đến muốn dậm chân nhưng hiện tại Hạ Tưởng đang sử dụng quyền lực của thị trưởng, y chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Kỳ thật trong lòng y hiểu rất rõ Hạ Tưởng bảo y theo sát chính là sợ y âm thầm mật báo cho Nga Ni Trần. Hạ Tưởng quyết đoán, nói ra tay là ra tay, lập tức cùng với Lộ Hồng Chiêm tiến thẳng đến khách sạn Caesar. Vừa đến khách sạn, không nghe bất kỳ giải thích nào của giám đốc đại sảnh, trực tiếp để công thương, thuế vụ và cán bộ công an cùng đi theo kiểm tra phòng cháy chữa cháy, kiểm tra an toàn, bắt mại dâm. Tóm lại, rất hung hăng, nhất định phải tìm ra vấn đề mới thôi. Hạ Tưởng đích thân trấn thủ, nhân viên không dám lơ là, đều nghiêm túc làm việc. Trong khoảng thời gian ngắn, khách sạn Caesar được mệnh danh xa hoa nhất thành phố Lang trở nên hỗn loạn không tả nổi. Không ít người qua đường dừng chân nghe ngóng, trong ấn tượng của bọn họ, chưa từng có cảnh sát nào dám quấy rầy khách sạn Caesar. Cùng lúc đó, Kinh Tiên Cư cũng bị phòng vệ sinh an toàn tiến hành kiểm tra đột xuất. Còn có rất nhiều phòng nhạc, sàn nhảy cùng với những nơi hoạt động lén lút ở thành phố Lang đều bị kiểm tra đột xuất. Gần như cùng lúc hơn 60% chỗ ăn chơi của thành phố Lang đều bị cảnh sát ghé thăm, gần như chỉ cần là khách sạn. Quán án lẫn sàn nhảy dưới danh nghĩa Nga Ni Trần thì đều có người đến chiếu cố, thể hiện rõ đây là một hành động lớn cố ý nhằm vào việc kinh doanh của Nga Ni Trần. Trong vòng nửa ngày, hành động của Ủy ban Nhân dân thành phố liền được lan truyền ra khắp thành phố Lang. Tất cả người dân thành phố đều biết được một tin tức, Nga Ni Trần hoành hành ở thành phố Lang đã bao nhiêu năm cuối cùng cũng bị người khác ra tay chỉnh đốn. Thật ra Hạ Tưởng biết rõ, đả kích thế lực đen tối ác độc không thể nương tay. Nhưng hành động hôm nay chỉ là một lần cảnh cáo, chẳng qua lại chỉ là một lần đánh hồi chuông cảnh báo đối với Nga Ni Trần mà thôi. Cuối cùng khách sạn Caesar vì thiết bị phòng cháy chữa cháy không đáp ứng tiêu chuẩn nên bị phạt tiền 500.000 tệ. Kinh Tiên Cư vì không hợp vệ sinh nên bị phạt tiền 300.000 tệ, các phòng ca múa nhạc lớn nhỏ khác đều lần lượt xuất phiếu phạt từ 100.000 tệ trở lên, cộng tổng số lại số tiền phạt là hơn 2 triệu tệ. 2 triệu tệ đối với Nga Ni Trần mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc, không phải vấn đề tiền bạc mà là vấn đề thể diện, là vấn đề thanh danh, là vấn đề hướng gió. Hành động này của Hạ Tưởng cũng coi như là tuyên bố với cả thành phố Lang, bắt đầu từ hôm nay lịch sử độc chiếm thành phố Lang không ai dám quản của Nga Ni Trần chính thức chấm dứt. Lần ra tay này của Hạ Tưởng sắc bén mà mạnh mẽ, có phần khiến cho Nga Ni Trần cảm nhận được sự đau đớn. Đương nhiên, phản kích của Nga Ni Trần cũng rất nhanh chóng. Trên đường Hạ Tưởng quay về thành ủy liền nhận được điện thoại của Cổ Hướng Quốc, vừa mở lời là một hồi chất vấn đầy tức giận. Phó thị trưởng Hạ, Chủ tịch Trần là hộ nộp thuế lớn của thành phố Lang, khách sạn Caesar của ông ta là niềm tự hào của thành phố Lang, là khách sạn hạng 5 sao duy nhất. Anh hỏi cũng không hỏi rõ ràng, vừa đến đã điều tra loạn hết cả lên, anh có biết hành động của anh lỗ mãng như thế nào hay không? Sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực như thế nào cho thành phố Lang hay không? Anh quá tùy tiện quá kích động, khẩn trương rút lại đội ngũ kiểm tra, giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Đồng thời, đưa ra một lời giải thích làm vừa lòng đồng chí Trần A, chờ tôi trở về thành phố Lang anh phải giải thích rõ ràng với tôi. Ngay sau cú điện thoại của Cổ Hướng Quốc là điện thoại của Nga Ni Trần. Giọng điệu của Nga Ni Trần rất kiềm chế, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh nhưng vẫn có thể nghe ra sự phẫn nộ trong đó. Phó thị trưởng Hạ, mọi việc cũng cần có chừng có mực, quá mức sẽ không dễ gặp lại. Một thương nhân xã hội đen lấy giọng điệu dọa dẫm để nói chuyện với phó thị trưởng thường trực, thật đúng là hiện tượng kỳ quái đặc biệt của thành phố Lang. Nếu Hạ Tưởng sợ hãi thì hắn không phải là Hạ Tưởng,
cũng sẽ không ra tay đánh vào mặt Nga Ni Trần ngay trước mắt toàn bộ người dân thành phố Lang. Chủ tịch Trần, nếu ông biết hạn chế một chút cũng sẽ không xảy ra cục diện ngày hôm nay. Có một câu mong ông phải nhớ kỹ, ở trong nước không có cái gọi là xã hội đen, hễ là thế lực đen tối đối nghịch với chính phủ và đối nghịch với nhân dân, chỉ cần quyết tâm của chính phủ đủ lớn thì nhất định có thể diệt trừ. Nếu không phải sự bức ép cả trong tối lẫn ngoài sáng của Nga Ni Trần, Hạ Tưởng cũng sẵn sàng đánh thái cực với y, dùng trí tuệ để giành chiến thắng, nhưng đôi lúc đối phó với những kẻ tôn thờ bạo lực tất yếu phải lấy mạnh chế mạnh, những tuyệt chiêu ít khi được sử dụng khi xuất chiêu cũng không được cầu thả. Nga Ni Trần ha hả cười nhạt một hồi. Phó thị trưởng Hạ, thời gian ngài đến thành phố Lang quả là quá ngắn, quá nóng vội muốn mở ra cục diện, cẩn thận nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Sự việc của phó thị trưởng Đồ bất kể là do ai làm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, đến lúc đó sẽ hoàn trả gấp bội. Cây ngay không sợ chết đứng, nếu ông kinh doanh hợp pháp thì Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ dốc sức nâng đỡ. Nếu trốn lậu thuế, bao che và cấu kết với kẻ xấu thì tuyệt đối không nhân nhượng, điều tra xét xử cũng sẽ không nương tay. Hạ Tưởng thấy buồn cười trước ngôn từ uy hiếp của Nga Ni Trần, bình tĩnh trả lời. Chủ tịch Trần, tôi thành thật khuyên ông một câu. Nếu có thể thu tay lại thì chỉ là sớm hay muộn, nhân lúc bây giờ còn có thể thu tay lại. Hạ Tưởng không có trả lời chuyện Đồ Quân mà Nga Ni Trần nhắc tới. Nga Ni Trần im lặng một lúc rồi lại cười lạnh một tiếng. Phó thị trưởng Hạ, ngài vẫn còn rất trẻ tuổi, ha ha. Đúng vậy, tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Tưởng rất trẻ tuổi. Sau khi hắn đến thành phố Lang, cũng có lúc điềm tĩnh có chừng mực, lại có lúc giận dữ kích động. Dường như là một người có tính cách phức tạp. Thực ra Hạ Tưởng vẫn là Hạ Tưởng, bản tính của hắn không thay đổi, biến hóa chỉ là thủ đoạn. Nhằm vào ai thì có kế sách đó, đó mới là con đường chiến thắng. Chỉ có điều Hạ Tưởng thật không ngờ chính là hắn vừa mới trở lại văn phòng thành ủy, điện thoại văn phòng vang lên, mặc dù là dãy số lạ nhưng Hạ Tưởng vừa nhìn đã nhận ra đây là mã điện thoại chuyên dụng của Quốc vụ viện. Có người ở Quốc vụ viện gọi điện thoại cho hắn. Trong lòng Hạ Tưởng chợt thắt lại, ngập ngừng một hồi rồi bắt điện thoại, chỉ nói một câu. Chào ngài. Rồi chờ đối phương lên tiếng. Giọng nói của đối phương rất điềm tĩnh, giọng trầm mà lại đầy tức giận. Phó thị trưởng Hạ phải không? Xin chào, tôi là Thái Chính Dương. Y chợt dừng lại, chờ phản ứng của Hạ Tưởng ngay khi biết y là ai. Không ngờ vài giây sau Hạ Tưởng vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì nên ho khan một tiếng rồi lại tự giới thiệu. Là thư ký của Phó Thủ tướng Tần. Thật ra khi Hạ Tưởng nghe đến cái tên Thái Chính Dương cũng đã biết y là người ra sao, cố ý không nói gì cũng là muốn làm dịu đi một chút, khiến sự bực tức của đối phương dịu bớt một chút, cũng là giảm bớt áp lực đối với chính mình. Hắn biết rõ, Thái Chính Dương thân là thư ký cấp cục, đích thân gọi điện thoại cho hắn, hơn nữa giữa hai người chưa từng có tiếp xúc chắc chắn là để gây sức ép. Chào ngài, thư ký Thái. Giọng điệu của Hạ Tưởng khách khí. Trong vẻ nhiệt tình để lộ ra một chút xa cách. Quả nhiên, Thái Chính Dương liền đi thẳng vào vấn đề chính. Tôi lấy thân phận cá nhân để gọi điện thoại cho anh, Phó Thị trưởng Hạ đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi nghe nói Phó Thị trưởng Hạ ở thành phố Lang trước tiên là phản đối việc phổ biến ngành nông nghiệp mới, lại mạnh mẽ chỉnh đốn trị an, thành phố Lang ở rất gần Bắc Kinh, ai dậm chân một cái đều có thể gây chướng tai gai mắt ở Bắc Kinh. Phó Thị trưởng Hạ, tôi và trưởng Ban Mai, trưởng Ban Khâu đều rất quen thuộc, coi như là đứng trên lập trường bằng hữu đặc biệt nhắc nhở anh một câu. Ở trong quan trường, cái không cần nhất chính là người làm bất cứ việc gì cũng thích chơi trội nếu làm quá mức càng dễ dàng bị đẩy ngã. Anh còn trẻ, sống yên ổn một chút về sau không lo không có tiền đồ tốt, nếu không chịu an phận rất khó nói về sau sẽ thế nào. Ngoài mặt là nói lấy thân phận của cá nhân nhưng thực ra Hạ Tưởng hiểu rõ Thái Chính Dương là thư ký của Tần Tiến Hải. Thân là thư ký phó thủ tướng có lẽ nào lại tùy tiện gọi điện thoại cho một phó thị trưởng ở chính quyền địa phương. Nói thật, trong quan trường thể diện là tương quan lẫn nhau, Thái Chính Dương là thư ký phó thủ tướng cũng không có tư cách khoa tay múa chân đối với một phó thị trưởng thường trực cấp thành phố. Ngay cả phó thủ tướng cũng không thể gọi điện thoại cho bí thư tỉnh ủy Diệp Thạch Sinh nói là năng lực của Hạ Tưởng không tốt, không thích hợp đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường trực thành phố Lang. Mọi việc không thể đi quá giới hạn. Trong quan trường bàn tay với quá xa luôn luôn là tối kỵ. Đương nhiên mọi chuyện đều có ngoại lệ, Thái Chính Dương gọi điện thoại tới, ý tứ cảnh cáo vô cùng rõ ràng, hiển nhiên là những gì Hạ Tưởng đã làm thật sự đã động chạm đến quyền lợi của Tần Tiến Hải, mục đích chính mà Thái Chính Dương ra mặt là để tạo áp lực.
Hạ Tưởng nghe rồi liền cười ha ha. Cảm ơn thư ký Thái đã quan tâm. Tôi ở thành phố Lang rất tốt, các hạng mục công việc đang lần lượt được triển khai. Hoan nghênh thư ký Thái có thời gian đến thành phố Lang khảo sát. Thái Chính Dương thấy Hạ Tưởng giả vờ nghe không hiểu, tung đòn thái cực, không khỏi có hơi tức giận. Phó thị trưởng Hạ, tôi là có ý tốt, phạm vi làm việc của anh quá lớn đã động chạm đến quyền lợi của người khác, cẩn thận không thể kết thúc. Thành phố Lang không phải là thành phố Lang của tôi, cũng không phải thành phố Lang của riêng ai. Thư ký Thái, còn có chỉ thị gì nữa không? Hạ Tưởng không hề tỏ ra vẻ mất kiên nhẫn, lại là một thái độ rất hờ hững. Không có gì hay ho để nói với Thái Chính Dương, y không muốn lời giải thích mà là sự nhượng bộ hoàn toàn, sự việc đã tới mức này Hạ Tưởng không thể quay về con đường cũ. Thái Chính Dương đã nổi giận, y luôn luôn ỷ vào thân phận, cho rằng một phó thị trưởng thường trực nho nhỏ của thành phố Lang ít nhiều cũng phải nể mặt y, không ngờ Hạ Tưởng đã không bắt thang cho y xuống. Phó thị trưởng Hạ, tôi đành nói rõ, không chỉ phó thủ tướng Tần rất chú ý đến tình hình của thành phố Lang, phó thị trưởng Ma cũng bảo tôi truyền đạt với anh một câu. Cẩn thận đi từng bước thật tốt, đừng để bị hụt chân. Hạ Tưởng buông điện thoại của Thái Chính Dương, đứng dậy đi về phía cửa sổ. Đúng đợt rét đậm ở thành phố Lang, thời tiết giá rét, bên ngoài một mảnh tiêu điều, cây cối khô héo, phóng tầm mắt nhìn ra xa chẳng có một chút màu xanh cùng sức sống, chỉ có màu xám và cảnh sắc điêu tàn. Đương nhiên, giao thông đông đúc, nhà cao tầng san sát, vẫn thể hiện được sự phồn vinh đặc biệt của thành thị. Từ văn phòng có thể nhìn thấy khách sạn Caesar ở xa xa, có lẽ Nga Ni Trần đang ở trên lầu làm việc cũng có thể nhìn thấy tòa nhà thành ủy. Hạ Tưởng chăm chú nhìn hàng chữ lớn khách sạn Caesar lấp lánh ánh vàng, trong lòng lại thản nhiên. Áp lực, đúng hẹn lại lên, hơn nữa chỉ là cảnh cáo mà thôi, có lẽ bước tiếp theo đối phương thật sự sẽ ra tay, bất kể là trực tiếp gây áp lực từ phía chính phủ, hay là độc thủ sau lưng, một tấm lưới lớn đang từ từ siết chặt. Hắn đã chém một nhát, có thể chém rách một góc của tấm lưới hay không? Nghĩ đến cảnh tượng trong hội nghị thường vụ, Hạ Tưởng không khỏi lắc đầu cười. Hắn thật sự rất khâm phục thủ đoạn của Lý Tài Nguyên, bởi vì sự việc hoàn toàn là do một tay Lý Tài Nguyên bày ra. Lý Tài Nguyên đã có kinh nghiệm, lần trước tình nhân của y đại náo thành ủy, khiến y nai lưng chịu phạt cũng là chính y đứng phía sau thao túng, mời bạn học của y đến diễn một màn kịch là để tránh khỏi kiếp nạn. Kết quả, y đã thành công, cho nên lúc y nói ra chân tướng sự thật với Hạ Tưởng, ngay cả một người có nhiều kế sách biến hóa như Hạ Tưởng cũng khen Lý Tài Nguyên có thủ pháp cao minh. Tự chặt đứt một tay tuy rằng đau đớn nhưng bảo vệ được tính mạng cũng là vận may. Trong lúc Lý Tài Nguyên đảm nhiệm chức thư ký của Thiệu Đinh, có một lần vô tình phát hiện ra sự thật Dương Bân là bà con xa của Cổ Hướng Quốc, hơn nữa điều khiến cho y khiếp sợ hơn chính là Dương Bân thường xuyên đảm đương vai trò trung gian, phụ trách truyền đạt tin tức giữa Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần. Cũng là y nhiều chuyện, rất bất mãn với Nga Ni Trần nên y âm thầm thu thập một ít chứng cớ, không ngờ đã nhanh chóng bị phát hiện. Còn rốt cuộc là ai đứng phía sau sai khiến, y cũng không rõ lắm, dù sao Thẩm Nhạc Tuyết cũng đột nhiên bị tai nạn xe cộ. Sau tai nạn y có một lần cũng thiếu chút nữa bị xe đụng vào, may mà nhất thời nhanh trí tránh được một cơn hoạn nạn. Y chỉ biết có người theo dõi y, muốn gây tai nạn. Chương 814, thật và giả, tình thế mở rộng. Y không thể động chạm vào Nga Ni Trần, bất kỳ một người nào của thành ủy y đều không thể động vào. Muốn bảo toàn tính mạng thì phải làm sao? Cuối cùng y đã nghĩ ra một kế hay, nhờ bạn học nữ trước kia phối hợp diễn xuất một tuồng đại náo thành ủy, kết quả đạt được như mong muốn của y, mất hết thanh danh đồng thời danh tiếng lại truyền xa, khiến người muốn tiếp tục hạ độc thủ phải e dè. Bởi vì y có tiếng tăm, tuy rằng không phải tiếng tăm tốt nhưng cũng đủ gây sự chú ý, nếu chẳng may y xảy ra chuyện gì tất nhiên sẽ được mọi người quan tâm. Quả nhiên, kế sách của y đã có hiệu quả. Có lẽ vì tiếng xấu của y lan xa, hoặc là người khác cảm thấy y thân bại danh liệt thật sự rất đáng thương, chẳng đáng phải đề phòng, dù sao y cũng vượt qua được nguy hiểm, không có người lại tiếp tục hạ độc thủ đối với y. Sự thật đằng sau về vấn đề tác phong của Lý Tài Nguyên, y chỉ nói cho một mình Hạ Tưởng biết, sau lại do xuất phát từ sự tín nhiệm nên cũng nói với Thang Hóa Lai, khiến cho Thang Hóa Lai vừa kinh ngạc, đồng thời lại phục Lý Tài Nguyên sát đất. Thang Hóa Lai không ngờ Lý Tài Nguyên ở thời khắc mấu chốt đó lại dùng thứ thủ đoạn này để bảo vệ tính mạng, đổi lại là y, ngoài việc bó tay không có biện pháp ra chắc chắn chỉ có thể ngồi chờ chết. Hạ Tưởng thấy thích thủ đoạn của Lý Tài Nguyên nên mới gợi ý bảo y lại bày ra một vở kịch khiến Đồ Quân rơi vào cảnh hỗn loạn,
và thừa cơ bảo mấy người Tiêu Ngũ lấy danh nghĩa Nga Ni Trần mang Dương Bân đi, chuẩn bị tiến hành đồng bộ, tìm kiếm sự đột phá. Sự kiện của Đồ Quân cũng coi như tiến triển thuận lợi, đả kích mạnh mẽ vào dáng vẻ bệ vệ, kiêu ngạo của bà ta và khiến Cổ Hướng Quốc bị đứt một cánh tay. Cũng chính vì vậy Hạ Tưởng mới có thể thong dong hô hào, sai khiến ở Ủy ban Nhân dân thành phố, hoàn thành một đợt hành động lớn nhằm vào Nga Ni Trần, đánh một đòn thật đau vào mặt Nga Ni Trần. Có điều hơi đáng tiếc là Dương Bân là một tên cứng đầu, không dễ nuốt, gã có rất nhiều bí mật, một khi bị bại lộ, cho dù không liên lụy đến Cổ Hướng Quốc thì ít nhất cũng có thể khiến Đồ Quân không có khả năng quay trở lại thành ủy. Hạ Tưởng không phải không muốn dẹp bỏ Đồ Quân, cũng không phải không muốn báo cáo lên tỉnh ủy mà là hắn biết với hậu phương của Đồ Quân, dựa vào một vấn đề tác phong không căn cứ dù có tới tỉnh ủy cũng sẽ bị bỏ sang một bên. Cuối cùng nói không chừng còn có thể dẫn tới một kết quả không giải quyết được vấn đề gì. Hiệu quả mà hắn muốn đạt được là trước tiên châm một mồi lửa về vấn đề tác phong trong cuộc sống của Đồ Quân, sau đó nhân lúc hỗn loạn để nắm giữ quyền chủ động trong Ủy ban Nhân dân thành phố, ít nhất trước tiên phải khiến Cổ Hướng Quốc lặng lẽ chiến đấu một thời gian, khi Đồ Quân tự thân mình còn chưa lo xong và Cổ Hướng Quốc đang rối loạn tâm trí thì bắt Dương Bân mở miệng khai. Khi tất cả mọi người đều muốn điều tra rõ sự thật giữa Dương Bân và Đồ Quân rốt cuộc có quan hệ nam nữ bất chính hay không, việc Dương Bân mất tích càng khiến cho nhiều người phỏng đoán. Dương Bân không ra mặt, nước bẩn trên người Đồ Quân sẽ không thể tẩy sạch, một khi không tẩy sạch bà ta sẽ không có mặt mũi đến thành ủy làm việc, như vậy thì hoàn toàn loại trừ được Đồ Quân ra ngoài. Vừa lúc có một không gian thi triển quyền lực, để Hạ Tưởng tiếp quản có thể ung dung tối đa hóa quyền lực. Sau đó sẽ triển khai các hạng mục công việc bên ngoài, đồng thời âm thầm điều tra. Chỉ có điều, Dương Bân là mồi lửa rất tốt, nhưng gã không mở miệng cũng rất khó làm. Tuy nhiên cũng mới qua một ngày, tin rằng với thủ đoạn của mấy người Tiêu Ngũ cuối cùng sẽ có thể lừa được sự tín nhiệm của Dương Bân. Dương Bân mở miệng là có thể khiến sự việc rõ ràng, sau đó sẽ đem Dương Bân chuyển giao cho anh Thành tiến hành trình tự pháp luật. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng sẽ không ngồi không chờ đợi. Hắn còn có rất nhiều việc cần phải làm. Trước mắt hẳn là lúc nên tiếp cận với Ngả Thành Văn một cách thích đáng, chú ý của Hạ Tưởng đã định liền đứng dậy đi tới văn phòng của Ngả Thành Văn, vừa lúc Ngả Thành Văn có mặt, y tỏ ra khách khí mà để Hạ Tưởng tiến vào. Hạ Tưởng cũng không loanh quanh, trực tiếp nói ra mục đích đến đây. Bí thư Ngả, có hai việc muốn báo cáo với ngài một chút. Thứ nhất là vấn đề tập đoàn Viễn Cảnh đầu tư vào dự án du lịch sinh thái nông nghiệp. Tập đoàn Viễn Cảnh thúc giục Ủy ban Nhân dân thành phố mau chóng đưa ra câu trả lời, bởi vì bọn họ đang cân nhắc có nên đầu tư vào thành phố Tần Đường hay không. Đồng thời cũng trách hiệu suất làm việc của thành phố Lang quá thấp, mặt khác tập đoàn Viễn Cảnh tỏ ra rất có hứng thú đối với dự án làng đại học, đã phái chuyên gia đến tìm hiểu hiện trạng cùng với chỗ hổng tài chính của dự án làng đại học. Hiện tại dự án làng đại học được phân công cho tôi quản lý. Ý của tôi là trước tiên phải kiểm tra toàn bộ sổ sách của dự án làng đại học để có tính toán trước rồi mới đàm phán với tập đoàn Viễn Cảnh. Ngả Thành Văn liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái đầy thâm ý, trong lòng nghĩ dự án làng đại học là dự án do Cổ Hướng Quốc và Đồ Quân từng phụ trách, hắn không có ích lợi liên quan ở bên trong. Về phần Cổ Hướng Quốc và Đồ Quân có vướng mắc gì về lợi ích ở bên trong hay không, có lẽ đó mới là nguyên nhân chủ yếu của mục đích điều tra số liệu một cách triệt để của Hạ Tưởng. Trong lúc Đồ Quân nghỉ tĩnh dưỡng và Cổ Hướng Quốc đi công tác, hiện tại Hạ Tưởng chính là người duy nhất quản lý và giải quyết việc của Ủy ban Nhân dân thành phố, lúc này điều tra rõ tình hình tài chính có dụng ý rất rõ ràng. Thật lợi hại, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn tiếp cận, đừng thấy trẻ tuổi mà suy nghĩ vô cùng rõ ràng, ép Đồ Quân lui xuống chính là để Đồ Quân không cản chân cản tay, sau đó mới ung dung thực hiện mưu đồ. Nếu điều tra ra Đồ Quân có vấn đề về kinh tế, so với vấn đề tác phong đơn thuần thì càng có thể khiến bà ta khó mà thoát thân. Ngả Thành Văn suy nghĩ một lát, y biết Hạ Tưởng tới để tìm sự ủng hộ của y, liền nói. Trước hết cứ hẹn lại tập đoàn Viễn Cảnh, thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ nghiêm túc xem xét việc đầu tư của họ, bởi vì có xung đột với ngành nông nghiệp mới của Bộ Nông nghiệp, phải cân nhắc thật cẩn thận mới có thể đưa ra quyết định. Dự án làng đại học. Nếu đã có nhà đầu tư phát triển muốn đầu tư thì kiểm tra rõ tình hình tài chính là yêu cầu bắt buộc, tôi thấy cần phải kiểm tra thật kỹ, anh đi kiểm tra là được, về phía thành ủy không có ý kiến gì. Một việc thoái thác, một việc tán thành, chiêu xoa bóp thái cực của Ngả Thành Văn cũng rất khéo léo, Hạ Tưởng cũng hiểu được lập trường của Ngả Thành Văn, y cũng khó đưa ra quyết định. Ngay sau đó, Ngả Thành Văn lại cười khổ rồi nói. Hôm nay,
tôi nhận được điện thoại của thư ký Thái, Phó Thủ tướng Tần tỏ vẻ vô cùng quan tâm đến việc phát triển ngành nông nghiệp mới của Bộ Nông nghiệp. Vừa mới buông điện thoại của thư ký Thái lại nhận được điện thoại của thư ký Vương. Thư ký Vương nói Phó Thủ tướng Triệu cho rằng thành phố Lang có thể đẩy mạnh phát triển dự án, giỏ rau cung cấp ưu thế cho Bắc Kinh, rau quả thiên nhiên, kiến tạo một căn cứ rau quả hữu cơ là một lựa chọn không tồi. Thật đau đầu quá. Hai vị Phó Thủ tướng đều ra mặt, Ngả Thành Văn không đau đầu mới là lạ. Đang nói chuyện, điện thoại Ngả Thành Văn vang lên, sau khi bắt máy y chỉ, alo, một tiếng rồi lập tức thay đổi sắc mặt. Cái gì? Phóng viên đến phỏng vấn về sự kiện của Đồ Quân đã bị Lộ Hồng Chiêm bắt rồi sao? Còn là phóng viên của Tân Hoa Xã? Làm việc kiểu gì vậy? Đúng thật là càn quấy. Phóng viên Tân Hoa Xã tới phỏng vấn cũng nằm ngoài dự tính của Hạ Tưởng. Hiển nhiên điều khiến cho hắn kinh ngạc hơn chính là phản ứng quá khích của Lộ Hồng Chiêm. Không ngờ lại bắt phóng viên, cũng không biết y nghĩ như thế nào, là do nhất thời hồ đồ hay cho rằng ở trên mảnh đất thành phố Lang y có thể muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên sự việc tạm thời không liên quan đến hắn, hắn cũng sẽ không để ý nữa. Không ngờ sau khi Ngả Thành Văn nói chuyện điện thoại xong lại hỏi han với vẻ mặt nghi vấn. Phó thị trưởng Hạ, sự việc hơi khó giải quyết, có vẻ như là phóng viên của Tân Hoa Xã chi nhánh tại tỉnh Yến. Đối phương sau khi bị bắt đã thông báo cho trụ sở chính ở tỉnh Yến, tổng biên tập cố gọi một cú điện thoại cho ban tuyên giáo yêu cầu lập tức thả người. Thả người, tất nhiên cần phải thả người. Không thể đắc tội phóng viên Tân Hoa Xã được. Hạ Tưởng đẩy thuyền xuôi theo dòng nước. Vấn đề là, ngay từ đầu Lộ Hồng Chiêm không đồng ý thả người, rất cứng rắn. Sau đó ông ta đã đồng ý thả người thì người ta lại không chịu đi, bắt Lộ Hồng Chiêm phải xin lỗi y. Lộ Hồng Chiêm lại không chịu xuống nước, hiện giờ vẫn giằng co chưa xong. Giằng co thì giằng co, cũng không gây phiền phức gì đến hắn, Hạ Tưởng không muốn nhúng tay vào việc này. Tuy rằng Ngả Thành Văn đã đưa Cố Tăng ra, xem ra cũng là biết mối quan hệ giữa hắn và Cố Tăng không tồi nhưng Ngả Thành Văn mở lời, không phải Lộ Hồng Chiêm mở lời, hắn không cần phải chủ động ra mặt giải quyết phiền toái thay Lộ Hồng Chiêm, nên nói. Tôi có hẹn với Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn Cảnh, hiện tại đang tiến tới điều tra rõ tình hình tài chính của dự án làng đại học, xem ra nhà đầu tư đã chờ đợi sốt ruột rồi. Ngả Thành Văn thấy Hạ Tưởng không có ý định ra mặt, cũng không muốn miễn cưỡng nên nói. Được, anh cứ bận chuyện của anh trước, tôi sẽ đi xem phải xử lý vấn đề như thế nào mới được. Lão Lộ này làm việc bộp chộp, không phê bình không được. Hạ Tưởng cười cười không nói gì, Ngả Thành Văn đã thật sự tức giận. Cũng tốt, để bí thư phê bình Lộ Hồng Chiêm một chút cũng tốt, ai bảo Lộ Hồng Chiêm người cần bắt thì không bắt, người không nên bắt thì lại bắt. Sau đó Hạ Tưởng liền cùng Lý Tài Nguyên. Thang Hóa Lai hẹn với Lý Lý và Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Viễn Cảnh ở phía Bắc Kinh là Thiểm Liên, cộng thêm vài nhân viên nhà nước, một nhóm mười mấy người lên đường đi đến làng đại học. Sở dĩ Hạ Tưởng gọi Lý Lý hộ tống chính là trực tiếp biểu lộ rõ ràng là muốn gây áp lực cho Đồ Quân đang ở nhà tĩnh dưỡng. Cổ Hướng Quốc không có mặt, Dương Bân mất tích, Đồ Quân hiện tại như chim sợ cành cong, dưới áp lực lớn bà ta có lẽ sẽ chịu không nổi mà gây ra hành động bất thường. Chỉ cần bà ta có động thái bất thường, chính là lúc không đánh mà khai. Đương nhiên, suy nghĩ sâu xa hơn chính là lần trước gặp Lý Lý, trong tay Hạ Tưởng đã bước đầu nắm giữ bằng chứng Đồ Quân liên kết với Thường Quốc Khánh lừa số tiền cho vay. Tuy nhiên chứng cứ không phải vô cùng xác thực, hơn nữa cũng không nhất thiết phải đánh một đòn chí mạng, hắn liền bàn bạc với Lý Lý tạm thời án binh bất động, từ từ tính sau. Lý Lý đã quy phục Hạ Tưởng thì chỉ hành động theo chỉ đạo của Hạ Tưởng. Tuân theo sự sắp đặt của Hạ Tưởng, cất giấu chứng cứ cẩn thận, chỉ chờ Hạ Tưởng ra lệnh một tiếng thì sẽ tung ra. Đi được nửa đường, Hạ Tưởng lại nhận được điện thoại của Dương Uy. Dương Uy nói là có sự việc quan trọng muốn báo cáo, hy vọng được gặp mặt Phó Thị trưởng Hạ. Hạ Tưởng do dự một chút rồi bảo y cũng đến làng đại học, Dương Uy vui mừng đồng ý. Làng đại học nằm ở quận Đông An, thành phố Lang, chiếm diện tích đất hơn 2.000 m², kiến trúc không gian mở, trông rất có khí thế. Cửa chính mô phỏng theo kiểu dáng Khải Hoàn Môn xem ra rất hùng vĩ, nhưng khi chứng kiến một nửa công trình cao ốc mục nát đang dở dang ở phía sau, quả thật là khiến cho người ta thấy không thoải mái trong lòng. Nếu toàn bộ khu phức hợp đều hoàn thành, làng đại học nối tiếp thành một mảnh thì thật đúng là một cảnh tượng ở thành phố Lang. Chỉ tiếc hiện tại một nửa đã hoàn thành, còn một nửa tường siêu vách nát, lặng lẽ tuyên bố cho người đời bài học thất bại về việc đầu tư mù quáng. Trong quá trình đầu tư mù quáng, vừa có nhân tố lãnh đạo ham thành tích lớn,
cũng có kết quả của việc bòn rút trong từng phần thi công. Sau lưng mỗi một khoản đầu tư thất bại bao giờ cũng có một đám sâu bọ. Hoặc là nói, có một tập thể lợi ích hút máu. Tốc độ của Dương Uy rất nhanh, đám người Hạ Tưởng vừa mới đến làng đại học y đã đến nơi. Vừa nhìn thấy Hạ Tưởng, Dương Uy liền tiến đến phía trước, nhỏ giọng nói. Phó thị trưởng Hạ, tôi có tình hình muốn báo cáo. Hạ Tưởng thấy y với vẻ mặt thần bí liền theo y tránh ra vài bước, cách mọi người một khoảng cách nhất định, cười nói. Bí mật quá vậy, có việc gì? Hẳn là Phó thị trưởng Hạ đang điều tra vấn đề vốn đầu tư bên ngoài ở Bắc Kinh, tôi có một tin tức có lẽ sẽ có giá trị tham khảo. Dương Uy hiểu ý mà cười. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư nước ngoài ở Bắc Kinh đầu tư vào làng đại học, tuy rằng cuối cùng kết thúc thất bại nhưng sau khi đưa đơn phá sản Thường Quốc Khánh nhanh chóng biến hóa, lại một lần nữa đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư nước ngoài ở Bắc Kinh, hiện tại tiếp nhận không ít công trình lớn ở Bắc Kinh, có công trình giao thông, công trình xây dựng, đều là phó thị trưởng Ma đích thân phê chỉ thị. Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Dương Uy với ánh mắt đầy hứng thú, hắn đã sớm nhìn ra tính tình Dương Uy lanh lợi tháo vát, cũng không hoàn toàn là người phát ngôn của Triệu Tiểu Phong. Hôm nay vừa gặp mặt quả đúng như dự đoán, vài lời vừa nói ban nãy chẳng những hữu dụng mà còn rất hữu dụng. Nếu nói Dương Bân là đầu mối quan trọng, có tác dụng làm mồi lửa, gã mở miệng sẽ tương đương với việc châm nổ thùng thuốc nổ. Như vậy bằng chứng trong tay Lý Lý chính là quả bom thứ hai có thể tạo ra hiệu ứng đổ thêm dầu vào lửa, mà manh mối Dương Uy cung cấp lại có thể gây nổ dây chuyền đến Bắc Kinh từ sự kiện của đầu quân, quả bom thứ ba này cũng sẽ liên đới khiến hậu phương của đầu quân ở Bắc Kinh bị thương. Thật không ngờ, Hạ Tưởng âm thầm ngạc nhiên vui mừng, không ngờ Dương Uy đã kịp thời cung cấp một manh mối mấu chốt. Kết luận ban đầu của hắn cho rằng Dương Uy có thể đảm đương việc lớn quả nhiên là chính xác. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi mỉm cười. Không tồi, tin tức rất kịp thời, rất hữu dụng, nếu có thể điều tra thêm một chút ở Bắc Kinh thì có thể tăng thêm không ít sức mạnh vào thời điểm mấu chốt. Dương Uy lập tức hiểu rõ ám chỉ của Hạ Tưởng, gật đầu nói. Việc xây dựng cơ sở hữu cơ ở thành phố Lang thì nhờ Phó thị trưởng Hạ Chu Toàn. Tôi hiện giờ sẽ quay về Bắc Kinh xem có thể đào sâu thêm một ít manh mối hay không. Chờ Phó thị trưởng Hạ điều tra được gì ở làng đại học thì phía Bắc Kinh cũng sẽ kịp thời phối hợp. Mới nói đã hiểu ngay, Dương Uy còn tinh nhanh hơn vài phần so với tưởng tượng của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng mừng rỡ. Tốt, anh quay về Bắc Kinh cũng an toàn hơn, thay tôi hỏi thăm Chủ tịch Triệu. Dương Uy đã nói một câu đầy thâm ý. Kỳ thật tôi và Chủ tịch Triệu cũng là quan hệ hợp tác, nếu so sánh. Tôi thích phong cách làm việc và đối nhân xử thế của Phó thị trưởng Hạ hơn. Có ý đồ dựa dẫm vào hắn sao? Hạ Tưởng không nói gì, chỉ gật đầu cười, Dương Uy cũng cười đáp lại rồi xoay người bỏ đi. Nhìn hành động dứt khoát của y, Hạ Tưởng thầm khen ngợi, người dùng được ở bên cạnh hắn quá ít, nếu Dương Uy có thể dùng được thì chắc chắn cũng có thể xem là một trợ thủ đắc lực. Hạ Tưởng dẫn mọi người tới ban quản lý dự án làng đại học. Mặc dù làng đại học đã đình công từ lâu nhưng ban quản lý dự án do Ủy ban Nhân dân thành phố thiết lập vẫn hoạt động bình thường. Phó thị trưởng thường trực đến khiến cho cả ban quản lý dự án một phen rối ren. Trên thực tế ban quản lý dự án đã không còn nhân viên nào quan trọng, chỉ có vài nhân viên ăn không ngồi rồi mỗi ngày đều đến làm việc, nhận điện thoại, làm vệ sinh một chút, có một vài nhân viên là những cô gái trẻ ngoài 20 tuổi, có hai cô vẫn có thể được xếp hàng xinh đẹp. Xem ra cũng là bà con thân thích của lãnh đạo nào đó ở thành ủy. Hạ Tưởng cũng không tỏ ra vẻ kiểm tra thị sát gì, trực tiếp bảo người đem sổ sách kế toán ra để nhân viên đi theo kiểm tra. Mặc dù hắn cũng biết từ sổ sách kế toán cũng không có khả năng điều tra ra được vấn đề gì, phỏng chừng đã sớm làm lại số liệu nhưng vẫn muốn làm cho đủ thủ tục. Hệ thống sưởi của ban quản lý dự án không đủ, mở lò sưởi để làm ấm, Hạ Tưởng ngồi ở bên trong nói chuyện cả buổi với Lý Lý. Thang hóa lai dựa theo những điểm quan trọng mà Lý Lý đã chỉ ra và kiểm tra ra được khoản cho vay 30 triệu từ sổ sách kế toán. Sau khi kiểm toán xong, Thiểm Liên làm đại biểu của tập đoàn Viễn Cảnh đã đưa ra ý kiến về các khoản mục không rõ ràng, hướng đi của dòng vốn không rõ cùng với tình hình công nợ lộn xộn và đưa ra nghi vấn đối với khoản vay 30 triệu. Đưa ra điều kiện là chỉ đồng ý khoản nợ tiền lương nhân công và khoản nợ vật liệu cho dự án làng đại học. Còn đối với các khoản vay và một số khoản nợ không rõ ràng thì không chấp nhận, và yêu cầu chính quyền tự mình gánh vác, nếu không tập đoàn Viễn Cảnh sẽ không đầu tư. Điều kiện của tập đoàn Viễn Cảnh không thể coi là hà khắc,
Suy xét từ góc độ thương mại thì khi bất cứ nhà đầu tư phát triển nào tiếp nhận một dự án mục nát đều hy vọng chính quyền gánh vác phần lớn nợ nần, đương nhiên là nợ bên ngoài càng ít càng tốt. Tuy nhiên Hạ Tưởng tỏ vẻ không đồng ý trước lời đề nghị không chấp nhận khoản vay 30 triệu của tập đoàn Viễn Cảnh, bởi vì khoản vay rất rõ ràng, hoàn toàn dùng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, không thể xem là khoản nợ không rõ quyền chủ nợ. Thiểm Liên tiếp tục đưa ra những ý kiến bất đồng. Nói khoản vay 30 triệu là khoản cho vay thành công sau khi dự án làng đại học xin phá sản, cũng không phải đầu tư vào sau khi xây dựng cơ sở hạ tầng. Hơn nữa hướng đi của dòng tiền không rõ ràng, có khả năng bị người khác biển thủ, chỉ ghi chú đơn giản là trả lương cho công dân nhưng không có số liệu tương ứng, cho nên tính vào khoản nợ nần không rõ ràng. Hai bên tranh chấp mãi không xong, không đạt được sự nhất trí về việc khoản vay 30 triệu sẽ để ai gánh vác, Hạ Tưởng cũng không miễn cưỡng. Đề xuất quay về Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục họp bàn bạc, điều tra rõ hướng đi sau cùng của khoản vay 30 triệu rồi sẽ cho tập đoàn Viễn Cảnh một lời giải thích, Thiểm Liên đã đồng ý. Có không ít cán bộ của Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đi đều tận mắt thấy cảnh tranh cãi của Hạ Tưởng và Thiểm Liên vừa rồi, không ai hoài nghi Hạ Tưởng đứng trên lập trường Ủy ban Nhân dân thành phố để giành lợi ích tối đa cho chính quyền. Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai lại hiểu rõ đó là một vở diễn. Nói cách khác, Tập đoàn Viễn Cảnh và Ủy ban Nhân dân thành phố trên cơ bản đã đạt được nhất trí, Tập đoàn Viễn Cảnh trên nguyên tắc đồng ý đầu tư vào làng đại học, kim ngạch đầu tư lên tới 1 tỷ nhưng không chấp nhận trả khoản vay 30 triệu. Bỏ ra 1 tỷ đầu tư, để cho Ủy ban Nhân dân thành phố gánh vác khoản vay rối rắm 30 triệu, có thể thấy trước được là Cổ Hướng Quốc tuyệt đối sẽ lập tức đồng ý nhưng Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai hiểu rõ hơn là Hạ Tưởng chắc chắn sẽ không đồng ý. Lại là chiêu lạt mềm buộc chặt. Trí tuệ chính trị của Phó Thị trưởng Hạ quả thật là lợi hại. Chắc rằng khoản đầu tư lớn 1 tỷ tệ chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Mấu chốt là, đầu tư có đúng chỗ hay không còn chưa biết nhưng trọng tâm hoàn toàn đặt vào khoản vay 30 triệu tệ. Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai liếc nhìn nhau, suy nghĩ trong lòng cũng giống nhau, rốt cục đã theo đúng người, về sau không lo không có địa vị ở thành phố Lang, chờ Phó Thị trưởng Hạ hoàn toàn mở rộng triển vọng ở thành phố Lang. Bọn họ cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Hạ Tưởng thấy việc nên làm đã làm xong liền chuẩn bị lên đường quay về thành ủy. Vừa mới lên xe liền nhận được điện thoại của Ngả Thành Văn, giọng điệu Ngả Thành Văn rất dồn dập. Phó Thị trưởng Hạ, tốt nhất anh nên lập tức đến Cục Công an thành phố một chuyến, có tình huống xảy ra. Hạ Tưởng quay đầu dặn dò Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai. Hai anh về thành ủy trước, sắp xếp, tổng hợp lại tình hình ngày hôm nay. Trọng tâm nằm ở đâu các anh đều nắm rõ rồi chứ? Rõ, đương nhiên là rõ rồi. Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai đều hiểu được tiêu điểm của việc hôm nay đến làng đại học nằm ở đâu, nếu ngay cả điểm này cũng không rõ sẽ không phải là người thân cận của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng gật đầu hài lòng, nói với tài xế. Đi đến Cục Công an thành phố. Giọng nói của Ngả Thành Văn rất nôn nóng, chắc chắn là đã xảy ra tình hình không kiểm soát được. Hạ Tưởng nhất định phải lộ diện. Không để giải vây cho Lộ Hồng Chiêm thì cũng phải nể mặt Ngả Thành Văn, dù sao xảy ra sự việc phóng viên bị bắt ở trên địa bàn thành phố Lang, người mất mặt thật sự chính là người đứng đầu. Vào đến cổng chính của Cục Công an thành phố, vừa đi lên lầu liền nghe tiếng Ngả Thành Văn đập bàn. Lão Lộ, tôi lặp lại lần nữa, thái độ của ông không thể chấp nhận được. Tiếng Lộ Hồng Chiêm rất quật cường, tuy rằng khí thế giọng nói không bằng Ngả Thành Văn nhưng vẫn là thái độ không phục. Bí thư Ngả. Phóng viên không ký tên sẽ không thể thả, nếu chẳng may sau khi anh ta rời khỏi đây đưa tin về sự việc Phó Thị trưởng Đồ thì bộ mặt thành phố Lang sẽ bị bôi nhọ, ngài cũng sẽ không còn mặt mũi đâu nữa. Ông bắt phóng viên Tân Hoa xã, thành phố Lang cũng không còn mặt mũi nữa rồi. Vừa rồi tổng biên tập Cố ở chi nhánh tòa soạn báo tỉnh Yến đã đích thân gọi điện thoại cho tôi, nếu vẫn không thả người sẽ trực tiếp báo cáo sự việc đến ban tuyên giáo tỉnh ủy. Ban tuyên giáo tỉnh ủy mà không giải quyết được sẽ trực tiếp báo cáo lên trụ sở chính của Tân Hoa xã, ông phải biết rõ hậu quả sẽ như thế nào. Tôi đã nghĩ đến mọi hậu quả, bí thư Ngả, ngài đã nghe tôi nói rồi không ký tên thì không thể thả. Giọng điệu của Lộ Hồng Chiêm cung kính nhưng vẫn có dấu hiệu không muốn nhượng bộ. Hạ Tưởng nghe ra manh mối, ngọn nguồn sự việc tạm thời không bàn tới, Lộ Hồng Chiêm quả nhiên rất cương quyết, dám đứng vững trước áp lực của bí thư thành ủy. Kiên quyết không thả phóng viên Tân Hoa xã. Không phải y bị điên, cũng không phải y cố ý gây khó dễ cho Ngả Thành Văn mà là do quá nôn nóng muốn bảo vệ đồ quân.
Điều phóng viên Tân Hoa xã săn tin chính là vấn đề tác phong trong cuộc sống của đồ quân. Phó thị trưởng có vấn đề về tác phong trong cuộc sống chắc chắn ở đâu cũng sẽ che đậy, không cho bất kỳ phóng viên nào phỏng vấn. Trước tiên không cần truy cứu việc phóng viên Tân Hoa xã đã thông qua con đường nào mà biết được chuyện này, nhưng sau khi để phóng viên Tân Hoa xã nghe ngóng được tình hình, lấy tin viết bài thì sẽ không còn là sự việc trong nội bộ. Bởi vì trước khi sự việc đồ quân chưa được Ủy ban Kỷ luật tỉnh đưa ra kết luận và tỉnh ủy chưa quyết định hình thức xử phạt đối với bà ta thì chắc chắn sẽ không để bất kỳ đơn vị truyền thông nào đưa tin, nhưng đặc quyền của phóng viên Tân Hoa xã là có thể viết thành tài liệu tham khảo. Nội bộ. Tài liệu tham khảo nội bộ không chỉ cung cấp cho lãnh đạo tỉnh ủy nghiên cứu, còn có thể trải qua sàng lọc để cho lãnh đạo trung ương xem qua. Nếu chẳng may tình cờ để lãnh đạo trung ương nhìn thấy, một khi chỉ thị được phê chuẩn, sự kiện đồ quân cho dù là giả cũng có thể xem là thật. Lộ Hồng Chiêm đồng ý thả người nhưng yêu cầu phóng viên nhất định phải ký vào một bản thỏa thuận bảo mật, đồng ý không viết thành tài liệu tham khảo nội bộ hoặc bài viết đưa tin, nếu không thì thả bắt nhầm chứ không thả nhầm, không thể tin một phóng viên lại có thể chống lại chế độ dân chủ độc tài. Thái độ của Lộ Hồng Chiêm rất kiên quyết, cho dù Ngả Thành Văn yêu cầu cũng không đồng ý, khiến cho Ngả Thành Văn rất giận dữ. Rơi vào đường cùng đành phải gọi Hạ Tưởng đến xem có thể giải quyết cục diện bế tắc hay không. Bí thư Ngả đã không khống chế được tình hình, sau khi Hạ Tưởng đến, tìm hiểu sự việc từ đầu đến cuối thì không khỏi thấy cảm thán trong lòng. Có Cổ Hướng Quốc để dựa dẫm, có Nga Ni Trần ủng hộ sau lưng, Lộ Hồng Chiêm không sợ tính cách có phần mềm mại của Ngả Thành Văn. Hạ Tưởng được biết, phóng viên Tân Hoa xã có tên là La Phách Đạo nổi tiếng rất ngang ngược, dáng vẻ cũng rất thanh nhã. Tuy nhiên thái độ lại kiêu căng, ngồi ngay ngắn ở ghế dựa, mắt không ngó ngang ngó dọc, một chút ý tứ nhượng bộ cũng không có. Hạ Tưởng đứng một bên quan sát vài lần, cũng không nói chuyện với La Phách Đạo, liền cùng Ngả Thành Văn, Lộ Hồng Chiêm tới văn phòng bàn bạc xem xử trí như thế nào. Kỳ thực bình tĩnh mà xem xét Hạ Tưởng cũng không muốn tham gia vào sự việc phỏng vấn của phóng viên, chuyện của hắn đang trong quá trình tiến triển từng bước. Chỉ chờ thời cơ chín muồi trước tiên là tạo dựng uy danh ở thành ủy mới là quan trọng nhất, thật sự không muốn lại bị một chuyện nhỏ làm phân tâm. Không ngờ sau khi hắn nghe xong cao kiến của Lộ Hồng Chiêm bỗng nhiên ý thức được sự kiện Tân Hoa xã cũng có thể viết được thành một bài văn. Lộ Hồng Chiêm ra vẻ như báo cáo công tác, thái độ rất đoan chính. Đối phó như thế nào với phóng viên đưa tin, căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm công tác trong hệ thống công an của tôi đã tổng kết ra một bộ quy tắc chuẩn tên là Song khởi ý là hễ đơn vị truyền thông bẻ cong chân tướng sự thật, công kích thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hoặc là cơ quan công an và cảnh sát nhân dân, thì lấy danh nghĩa đơn vị để khởi tố tòa soạn báo và bản thân phóng viên đương sự. Nếu đưa tin có đề cập đến cá nhân cảnh sát nhân dân, và lại tạo thành hậu quả thì cảnh sát nhân dân cầm chứng cớ đến tòa án khởi tố phóng viên, các phòng ban có liên quan và cảnh sát nhân dân ở đơn vị đó phải ủng hộ và giúp đỡ. Cái này gọi là song khởi. Chúng ta không phải phóng viên thời sự, không hiểu như thế nào là viết bài theo kiểu đổi trắng thay đen nhưng chúng ta không phải không hiểu chính trị, có thể chọn dùng thủ đoạn chính trị để đối phó với phóng viên thời sự, bởi vì trong chính trị chúng ta không có quyền kiểm soát nhưng nếu biến chính trị thành pháp chế lại là điểm mạnh của chúng ta. Việc chúng ta cần phải làm là biến vấn đề bình thường thành vấn đề pháp chế, biến vấn đề pháp chế thành vụ án, chúng ta giải quyết vụ án bao năm nay, y làm phóng viên có làm được không? Trong việc đưa tin, cơ quan công an không có quyền chủ động, trong chính trị, cơ quan công an chỉ có một nửa quyền chủ động, nhưng chỉ cần đi vào quỹ đạo pháp chế thì chúng ta có toàn bộ quyền chủ động, biến sự kiện thành vụ án, y chẳng những không có quyền chủ động mà y chính là khán giả. Lý luận, song khởi, rất hay, Hạ Tưởng không ngờ Lộ Hồng Chiêm thật có tài, đối phó với phóng viên thời sự không ngờ đã đạt đến mức lý luận cao, còn nói là không biết đổi trắng thay đen. Thủ đoạn sử dụng chính trị. Đổi trắng thay đen của y mới là hạng nhất. Hạ Tưởng không tỏ thái độ gì và thể hiện sự tán thưởng đối với lý luận của Lộ Hồng Chiêm. Lý luận của chủ nhiệm Lộ rất cao minh khiến nhận thức của tôi chợt sáng tỏ ra rất nhiều. Lý luận, song khởi, này chẳng những thích hợp phổ biến ra cả thành phố, xem ra chính giám đốc Sở Mã cũng sẽ vô cùng tán thưởng. Nói không chừng sau khi giám đốc Sở Mã nghe được còn có thể sẽ phổ biến ra toàn bộ hệ thống công an tỉnh. Lộ Hồng Chiêm vốn cho rằng Hạ Tưởng sẽ kịch liệt phản đối, không ngờ đã thể hiện ngay thái độ tán thành khiến y quá đỗi vui mừng, tuy nhiên nghĩ lại có phần hoài nghi dụng ý của Hạ Tưởng. Phó thị trưởng Hạ và giám đốc Sở cũng quen biết nhau à? Không thể coi là quá quen thuộc, từng gặp nhau vài lần.
Thời gian trước kia lúc giám đốc sở Mã đảm nhiệm chức phó giám đốc sở, có một năm khi sắp được đề bạt lên làm giám đốc sở thì bị phóng viên thời sự vạch trần một vụ án trước kia, ông ta bị liên lụy nên bị đè lại 2 năm mới được đề cử đi lên. Hạ Tưởng nói vậy rồi thôi, tin rằng Lộ Hồng Chiêm có thể nghe ra ngụ ý của hắn là giám đốc sở Mã cũng không có thiện cảm với truyền thông cho lắm. Trên đường trở về thành ủy, Ngả Thành Văn tỏ ra khó hiểu hỏi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng à, tôi vốn định tìm anh tới giải vây, bởi vì anh và tổng biên tập Cố quen biết nhau, không ngờ anh còn nói giúp lão Lộ, là có ý gì vậy? Hạ Tưởng bây giờ đã nhận thức rõ tình hình của thành phố Lang, biết giai đoạn hiện tại liên kết với Ngả Thành Văn là lựa chọn tốt nhất, cũng không định giấu giếm. Bí thư Ngả, ngài cứ chờ xem một vở kịch hay đi, cam đoan là rất đặc sắc. Chương 815, sức mạnh, liên tục tấn công. Vẻ mặt Ngả Thành Văn đầy hoài nghi, tuy nhiên thấy vẻ mặt ung dung của Hạ Tưởng cũng liền mỉm cười. Hội nghị của Hướng Quốc còn phải họp thêm 2 ngày nữa, trong vòng 2 ngày sẽ phát sinh rất nhiều sự việc. Tuy nhiên đừng trách tôi không nhắc nhở anh, tôi nghe nói Đồ Quân dường như định quay về thành ủy làm việc, bà ta có nhắc với tôi đề nghị bà ta nghỉ ngơi thêm một thời gian nhưng thái độ của bà ta rất kiên quyết, tôi cũng không ngăn cản thêm. Đồ Quân đã sốt ruột rồi sao? Kể cả hứng chịu một chậu nước bẩn cũng phải đi làm. Xem ra những hành động của mình đã động chạm đến quyền lợi của bà ta, khiến bà ta đứng ngồi không yên, so với việc bị người khác lật tẩy thì vấn đề thể diện quả thật là vấn đề nhỏ. Ngả Thành Văn không hề cản trở sao? Hạ Tưởng đối với cách làm của Ngả Thành Văn không thể nói rõ là có cảm giác gì. Thất vọng ư, có một chút, và cũng có phần bất đắc dĩ. Ngay từ đầu Ngả Thành Văn đã có thái độ muốn trực tiếp dẹp bỏ Đồ Quân nhưng không thành công thì lại trở về lập trường khoanh tay đứng nhìn, muốn ngồi mắt ăn bát vàng, không thể để Ngả Thành Văn không bỏ chút công sức gì mà được hưởng thụ thành quả thắng lợi. Hạ Tưởng đem tình hình kiểm tra sổ sách kế toán hôm nay báo cáo với y, cuối cùng nhấn mạnh nói. Nguyên tắc của tôi là, Ủy ban Nhân dân thành phố không thể gánh vác khoản vay 30 triệu, phải điều tra rõ dòng tiền. Phải chứng tỏ lập trường của Ủy ban Nhân dân thành phố là công bằng và đáng tin, mới có thể khiến tập đoàn Viễn Cảnh không còn hoài nghi đối với sự đáng tin của chính phủ. Ngả Thành Văn đảo mắt. Công việc từ chính phủ tôi không thể trực tiếp nhúng tay vào, anh và Hướng Quốc thương lượng một chút xem phải làm sao, tôi không có ý kiến gì. Không thể không tỏ thái độ gì, Hạ Tưởng chính là muốn ép Ngả Thành Văn phải bày tỏ thái độ, nếu không vào thời khắc mấu chốt Ngả Thành Văn không cho hắn đủ sự ủng hộ. Một mình hắn sẽ phải hứng chịu áp lực lớn, cũng không công bằng. Bí thư Ngả, còn có một việc cũng phải báo cáo với ngài một chút. Khoản cho vay 30 triệu là khoản tiền vay mà Phó Thị trưởng Đồ tự mình phê chỉ thị bảo Giám đốc Ngân hàng xây dựng chi nhánh Đông An là Lý Lý cho vay. Lý Lý không đồng ý Phó Thị trưởng Đồ liền 3 lần 7 lượt gia tăng áp lực, Giám đốc Ngân hàng Lý rơi vào đường cùng mới vi phạm quy định khoản tiền cho vay. Ngả Thành Văn cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt. Thật có chuyện này ư? Hoàn toàn chính xác, Chủ tịch Ngân hàng Lý tự mình tiết lộ việc này với tôi, hơn nữa anh ta còn giữ lại chứng cứ có liên quan. Vấn đề hiện tại không phải là vấn đề Phó Thị trưởng Đồ có tạo áp lực khiến Giám đốc Ngân hàng Lý vi phạm quy định về khoản tiền cho vay hay không, mà là Phó Thị trưởng Đồ hưởng được lợi ích gì từ khoản cho vay 30 triệu vi phạm quy định hay không. Hạ Tưởng và Ngả Thành Văn ngồi chung một xe, hai người ngồi ở ghế sau. Mỗi lời nói cử động đều không hề dè chừng tài xế và thư ký ngồi ở ghế trước. Tài xế chuyên tâm lái xe, thư ký Trương Nghiêu chú tâm lắng nghe mà cũng không quay đầu lại. Dụng ý của Hạ Tưởng không lảng tránh hai người rất rõ ràng, chính là sự việc đã có thể đưa ra ngoài mà không phải bí mật, thể hiện thiện chí, cũng như đưa ra gợi ý hợp tác có hạn. Ngả Thành Văn im lặng, y đặt tay sau đầu, sờ gáy hồi lâu. Nói như vậy, sự việc tất yếu phải đào sâu. Nếu bí thư Ngả ủng hộ, thì có thể mượn danh nghĩa đầu tư để truy xét, có thể một công đôi việc, cuối cùng có thể điều tra rõ dòng tiền cho vay, còn có thể lôi kéo đầu tư. Đương nhiên nếu ngài cảm thấy không cần thiết, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao trong hội nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tôi sẽ không đồng ý bỏ qua khoản vay 30 triệu, không đồng ý bỏ qua thì tập đoàn Viễn Cảnh sẽ không đầu tư vào dự án làng đại học. Hạ Tưởng trực tiếp trần thuật đến điểm mấu chốt. Dù sao hắn kiên quyết phải điều tra đến cùng, mặc kệ có sự ủng hộ của Ngả Thành Văn hay không, hắn đều có thể lợi dụng đòn bẩy tài chính tạo thanh thế lớn. Hơn nữa trong tay hắn có rất nhiều bằng chứng, sớm muộn gì sẽ có một ngày điều tra ra được manh mối. Ngả Thành Văn hiểu được ý tứ của Hạ Tưởng, nếu y ủng hộ Hạ Tưởng về sau cũng có thể được Hạ Tưởng báo đáp.
Nếu hiện tại không bày tỏ thái độ mà tỏ thái độ bình chân như vậy, với những bằng chứng và tài chính mà Hạ Tưởng nắm giữ trong tay thật đúng là có thể động chạm đến lợi ích mọi mặt, có lẽ cuối cùng cũng có thể đạt được mục đích, kể cả sẽ phải gặp khó khăn và cản trở nhiều một chút. Nhưng như vậy, y sẽ không có bất kỳ lợi ích gì. Chẳng những mất đi người bạn đồng minh như Hạ Tưởng, cũng có thể trong khoản đầu tư lớn không phân chia được một chút lợi ích và chiến tích nào. Tóm lại một câu, có nỗ lực thì có đền đáp, không nỗ lực thì xin lỗi, thậm chí dự án làng đại học có thể khởi tử hồi sinh hay không thì vẫn chưa biết được. Hạ Tưởng à Hạ Tưởng, thật đúng là đã nhìn thấu y. Ngả Thành Văn nhìn Hạ Tưởng đầy thâm ý trong chốc lát, liền chủ động đưa tay phải ra. Thời gian đồng chí Hạ Tưởng đến thành phố Lang không ngắn, tôi dường như còn chưa lấy danh nghĩa cá nhân bày tỏ sự hoan nghênh. Hôm nay nhân lúc cùng ngồi lại với nhau tôi nói câu thật lòng. Hoan nghênh đồng chí Hạ Tưởng đến thành phố Lang công tác. Anh đến đây, để rót sức sống mới vào thành phố Lang, cũng để mang đến cho cá nhân tôi cảm nhận mới. Ngả Thành Văn đã bằng lòng, Hạ Tưởng trong lòng vui vẻ, Ngả Thành Văn cũng xem như thật tinh mắt, ở thời khắc mấu chốt đưa ra một bước đi kiên định. Ở thành ủy có nhân vật số 1 làm hậu thuẫn là điều kiện đầu tiên để hắn đao to búa lớn triển khai các hạng mục công việc. Có thể nói sau hơn một tháng đến thành phố Lang, Hạ Tưởng cuối cùng cũng đã có trong tay đủ con át chủ bài để mặc cả với Ngả Thành Văn. Ngả Thành Văn chấp thuận hắn, cũng tương đương với việc thừa nhận địa vị của hắn có một chân trong thành ủy thành phố Lang, đã hoàn toàn có đầy đủ sức mạnh và thực lực để chống lại Cổ Hướng Quốc. Không dễ dàng, không hề dễ dàng, Hạ Tưởng cũng âm thầm thở dài. Ngả Thành Văn thừa nhận Hạ Tưởng ở địa vị lực lượng mới nổi, cũng thở dài trong lòng. Quá nhanh, quá thần tốc. Hạ Tưởng là ủy viên thường vụ trẻ tuổi nhất thành ủy, lại mới đến, chỉ mới một tháng đã mở ra cục diện mà còn đoàn kết vài ủy viên thường vụ thành ủy, hơn nữa đã nhanh chóng đụng đến cánh cửa sinh mệnh của đầu quân. Lợi hại, đúng là hậu sinh khảo ý. Ngả Thành Văn thở dài não nượt, bất chợt lại nghĩ tới sự việc đầu quân nóng lòng muốn đi làm, lại nói. Phó thị trưởng Đồ sốt ruột quay về thành ủy đi làm, có lẽ không muốn cách trung tâm quyền lực quá xa. Không cho bà ta trở lại cũng không thích hợp, sau khi trở lại thì lại phiền toái. Hạ Tưởng mỉm cười, càng hiểu sâu hơn sự xảo quyệt của Ngả Thành Văn. Lúc đầu Ngả Thành Văn không muốn để Đồ quân quay về thành ủy, bây giờ nghe nói đã đào sẵn hố sâu thì y lại muốn tận mắt nhìn thấy Đồ quân nhảy xuống phía dưới, liền tiếp lời y nói. Bí thư Ngả cũng không cần phải cảm thấy khó xử. Phó thị trưởng Đồ cũng là một lòng vì công tác cách mạng, chúng ta không thể đả kích lòng nhiệt tình công tác của các đồng chí được. Điều Ngả Thành Văn muốn chính là lời nói này của Hạ Tưởng, nên cũng cười. Được rồi, cứ như vậy đi, sau khi đồng chí Đồ quân trở lại tôi sẽ tìm bà ta nói chuyện, bảo bà ta ngày thường chú ý đến quy củ nhiều hơn một chút, chớ có phát ngôn bừa bãi, chớ có ngồi bừa vào chỗ người khác. Sau đó lại chuyển đề tài nói về Lộ Hồng Chiêm. Sự việc lão Lộ. Rốt cuộc sẽ có màn diễn đặc sắc gì? Hạ Tưởng cố ý tỏ vẻ bí mật. Khoan hãy nói, dù sao khi vở diễn mở màn thì ngài có thể thấy rất rõ ràng. Ngả Thành Văn cười ha ha. Chẳng trách Tự Phong nói Hạ Tưởng có thể là một kẻ thù đáng sợ, nhưng cũng có thể là một người bạn thú vị. Hôm nay tôi xem như đã thật sự lĩnh hội được rồi. Trở lại thành ủy, Hạ Tưởng lại triệu tập hội nghị ủy ban nhân dân thành phố. Tiến hành nghiên cứu về vấn đề dòng tiền của dự án làng đại học và quyền chủ nợ không rõ ràng, nhấn mạnh chỉ ra việc tập đoàn Viễn Cảnh không chấp nhận hướng đi không rõ ràng của khoản vay 30 triệu tệ, đồng thời cũng nhấn mạnh Ủy ban Nhân dân thành phố không nên chi trả cho khoản vay của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở Bắc Kinh, phải điều tra rõ dòng tiền của khoản vay, trả lại bầu không khí công bằng cho dự án làng đại học. Chứng tỏ lập trường công bằng chính trực của Ủy ban Nhân dân thành phố. Hạ Tưởng vừa dứt lời. Thiệu Đinh liền vội vàng lên tiếng. Thị trưởng Cổ không có mặt, phó thị trưởng Đồ cũng nghỉ tĩnh dưỡng ở nhà, hay là chờ bọn họ trở về rồi hãy quyết định, dù sao sự việc cũng quan trọng. Xem ra Thiệu Đinh cũng nhận được chỉ thị phải ngăn cản Hạ Tưởng làm mưa làm gió ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Bởi vì một loạt hành động của Hạ Tưởng đã thật sự đụng chạm đến điểm giới hạn của đối phương cũng ý thức được mũi kiếm của Hạ Tưởng hướng tới ai. Có Thiệu Đinh đứng ra cản trở đúng là chuyện tốt. Ít nhất khiến Hạ Tưởng hiểu ra một điều. Đầu tiên là Đồ quân nóng lòng mặt dày mày dạn trở về đi làm, lại thêm Thiệu Đinh không giữ nổi bình tĩnh lên tiếng phản đối, chứng tỏ phương hướng hắn ra tay là chính xác, chẳng những khiến Cổ Hướng Quốc cảm nhận được nỗi đau, cũng khiến Đồ quân sợ hãi. Khoan hãy nói đến Phó Thị trưởng Đồ.
Hạ Tưởng rất không nể mặt mà trực tiếp một chân đá văng Đồ Quân, ý là cấp bậc của Đồ Quân không bằng hắn, hiện tại lại có vấn đề tác phong sinh hoạt còn chưa làm rõ, bà ta đã không còn nhiều quyền phát ngôn, sau đó hắn lại khoát tay. Dự án làng đại học vốn do Phó Thị trưởng Thiệu quản lý, về sau bị mục nát thì liền nhét vào trong tay tôi hao tâm tổn trí cố mang đầu tư đến đây. Phó Thị trưởng Thiệu chẳng những không hoan nghênh mà còn nói phải đợi thị trưởng Cổ và Phó Thị trưởng Đồ, thị trưởng Cổ và Phó Thị trưởng Đồ có thời gian, nhà đầu tư phát triển không có thời gian. Hạ Tưởng đột nhiên đập bàn một cái. Nếu Phó Thị trưởng Thiệu cho rằng dự án làng đại học có thể kéo dài thời gian vô hạn thì cứ thoải mái kéo dài đi, dù sao với năng lực của tôi, chỉ có thể nhìn thấy hy vọng từ tiền đầu tư của một tập đoàn viễn cảnh. Nếu Phó Thị trưởng Thiệu tự nhận mình có năng lực khiến dự án làng đại học khởi tử hồi sinh thì ông cứ nhận lại là được rồi, tôi cũng chẳng muốn quản lý một đống mục nát. Chẳng khác nào một cái tát trực tiếp vào mặt Thiệu Đinh. Thiệu Đinh lập tức đỏ mặt tía tai, lập tức đứng lên, thẹn quá hóa giận. Phó Thị trưởng Hạ, tôi không chấp nhận lời phê bình của ngài, quá tùy tiện. Hạ Tưởng biết rằng, muốn gầy dựng uy danh trong bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố, khiến uy tín và quyền lực xứng với chức danh phó thị trưởng thường trực thì phải có gan chèn ép khí thế cáo mượn oai hùng của Thiệu Đinh. Bởi vì mấy vị phó thị trưởng khác tuy rằng nghe theo lời Cổ Hướng Quốc nhưng cũng không phải trung thành cho tới chết, Thiệu Đinh cũng là một trong những người thân cận của Cổ Hướng Quốc. Nếu nói Đồ Quân là người tiên phong của Cổ Hướng Quốc ở trong hội nghị thường vụ thì Thiệu Đinh chính là một cây đinh của Cổ Hướng Quốc ở trong bộ máy chính phủ, gắt gao nhìn chòng chọc vào mọi hành động bất thường của mấy vị phó thị trưởng. Nhất định phải tiêu diệt hoàn toàn sự kiêu ngạo của Thiệu Đinh, khiến y mất hết uy phong trước mặt mấy vị phó thị trưởng thì uy quyền của Hạ Tưởng mới có thể tạo dựng được. Tùy tiện ư. Hạ Tưởng đã mỉm cười, phất phất tay. Ngồi xuống nói chuyện, hợp lý không phải lớn tiếng, sức mạnh cũng không nằm ở chiều cao. Ông lớn tiếng là đúng lý hợp tình sao? Ông đứng lên là có thể cao hơn người khác sao? Hơn nữa chẳng qua vừa rồi tôi mới chỉ kể lại sự thật. Cũng không có ý phê bình, ông vội cái gì? Ở trong công việc thái độ hấp tấp như vậy là không thể chấp nhận được. Thiệu Đinh bị thái độ nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn của Hạ Tưởng khiến cho đứng cũng không được ngồi cũng không xong, cuối cùng thấy mấy vị phó thị trưởng đều nhìn y có chút hả hê sung sướng, y đành phải hậm hực ngồi xuống. Ý kiến của tôi không thay đổi, chính là nhất thiết phải chờ sau khi thị trưởng Cổ và phó thị trưởng Đồ đến mới đưa ra kết luận. Hạ Tưởng đứng lên hô một câu. Được. Dự án làng đại học ban đầu vốn do ông quản lý, nếu ông đã khăng khăng như vậy thì ông lấy lại cũng được, ông thích kéo dài bao lâu thì kéo. Nói xong, Hạ Tưởng giận dữ bỏ đi, bỏ lại mấy vị phó thị trưởng ngơ ngác nhìn nhau, không biết phó thị trưởng Hạ vì sao nổi nóng như vậy. Nhưng khi ánh mắt bọn họ dừng lại ở sắc mặt tái mét, gân xanh lộ rõ của Thiệu Đinh thì đều như bừng tỉnh hiểu ra, phó thị trưởng Hạ muốn đánh vào uy phong của Thiệu Đinh. Ai bảo Thiệu Đinh là quân hầu của Cổ Hướng Quốc làm chi? Buổi chiều, Đồ Quân liền từ Bắc Kinh về thành phố Lang, trước tiên tiến hành nói chuyện với Ngả Thành Văn, sau đó lại gặp mặt Hạ Tưởng. Vẻ mặt Đồ Quân tiều tụy, khí thế đã giảm đi, không nói gì với Hạ Tưởng chỉ gật đầu, chạm mặt một cái rồi liền xoay người đi. Buổi tối, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Cố Tăng. Sự kiện phóng viên vẫn còn đang căng thẳng, Cố Tăng hy vọng Hạ Tưởng ra mặt giải quyết, Hạ Tưởng không đồng ý ngay. Cũng không thoái thác, mà là trả lời lấp lửng. Tổng biên tập Cố, kỳ thật sự việc phải xem xét từ hai phía. Phóng viên bị bắt là chuyện không tốt, nói trái lại cũng có thể là chuyện tốt. Tôi tin là sự việc đang được giải quyết, ngài cũng đừng vội, phóng viên La ở Cục Công an thành phố không phải chịu thiệt, được ăn uống, tiếp đãi rất tốt, coi như là đang nghỉ phép. Cố Tăng nghe ra Hạ Tưởng ám chỉ nói bóng gió, ha hả cười. Đúng là lần đầu tiên thấy cục trưởng công an dám bắt giữ phóng viên Tân Hoa xã. Có thời gian tôi cũng phải động bút viết một bài, cũng không biết sức mạnh của đồng chí Lộ Hồng Chiêm có từ đâu. Chủ nhiệm Lộ đối phó với phóng viên thời sự cũng đã lên tới mức độ lý luận cao. Hạ Tưởng nhẹ nhàng đá lại quả bóng. Nghe nói chủ nhiệm Lộ muốn đi gặp giám đốc Sở Mã để báo cáo lý luận tâm đắc, tổng biên tập Cố có thể kịp thời chú ý một chút, có lẽ có thể học được không ít thuật ngữ và lý luận mới mẻ từ đó. Cố Tăng như hiểu ra gì đó, cười ha hả. Được, tôi nhất định sẽ học tập thật tốt. Hạ Tưởng mỉm cười, Cố Tăng mà ra tay thì không muốn kinh động đến lãnh đạo cấp cao cũng không được. Bóng đêm dần buông, Hạ Tưởng lại gọi điện thoại cho cha mẹ. Cha mẹ biết hắn đến thành phố Lang cũng không dặn dò gì, chủ yếu là bảo hắn chú ý sức khỏe.
đến thành phố Lang được hơn một tháng, liên lạc giữa Hạ Tưởng và cha mẹ cũng không nhiều lắm. Báo bình an với cha mẹ, biết được sức khỏe của cha mẹ già vẫn rất tốt, hắn cũng cảm thấy yên tâm, lại nghe nói công việc của Hạ An càng ngày càng vững vàng nên vô cùng vui mừng. Hạ An có hy vọng được cất nhắc lên chức phó cục trưởng vào năm tới, làm thêm 2 năm, chờ khi Vương Thiếu Mẫn rời chức chắc chắn sẽ được điều khỏi thành phố, xem chừng bước đầu tiên ít nhất phải là ủy viên thường vụ, phó chủ tịch huyện. Trò chuyện với bố mẹ xong, sau đó liền gọi điện thoại cho cô bé Lê. Hạ Tưởng kỳ thật cũng muốn đưa cô bé Lê và con đến thành phố Lang, nếu thành phố Lang không có Nga Ni Trần, dù đấu tranh chính trị có hiểm ác, áp lực có lớn cũng là vấn đề nhỏ, nhưng bởi vì thế lực đen tối của Nga Ni Trần vô cùng hung hăng, để phòng ngừa điều không may tạm thời không suy xét đến việc đưa cô bé Lê và con đến thành phố Lang. Hơn nữa, Hạ Tưởng cũng suy xét đến việc con trai phải vào nhà trẻ, cảm thấy ở thành phố Yến thì tốt hơn. Cô bé Lê cũng không biết rõ ràng, tỉ mỉ tình cảnh nguy hiểm của Hạ Tưởng ở thành phố Lang, chỉ biết được một chút từ miệng Liên Nhược Hạm, trong lòng luôn luôn lo lắng. Hay là tìm cách chuyển đến Bắc Kinh là được rồi, Phó chủ nhiệm Trần ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, Bộ trưởng Dịch ở Bộ Thương mại, cũng không thể thu xếp cho anh sao. Cái chỗ thành phố Lang đó rất phức tạp, làm tốt chưa chắc có công, làm không tốt chắc chắn phải chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hạ Tưởng ha hả cười, cô bé Lê cũng có lúc quan tâm đến chính trị. Tất cả là vì hắn liền an ủi cô. Làm sao có chuyện mới nhậm chức được hơn một tháng đã bỏ cuộc giữa chừng. Hơn nữa, một người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, quá suôn sẻ cũng sẽ không có tầm nhìn xa trông rộng. Suy nghĩ của đàn ông lúc nào cũng muốn đấu tranh, không thể làm việc một cách yên ổn sao. Không hiểu nổi. Cô bé Lê thấy không thuyết phục được Hạ Tưởng cũng không miễn cưỡng. Tính tình của cô luôn luôn ngoan ngoãn và chiều ý Hạ Tưởng. Thôi được rồi, anh có thời gian về nhà mấy lần là được, còn anh luôn nhắc tới anh. Mới tí tuổi đầu mà suốt ngày cứ bố ngắn bố dài, dường như thân thiết với anh lắm, cũng không biết sao anh lại có phúc như vậy, đứa con lại yêu anh đến vậy. Khỏi nói, Hạ Tưởng thật đúng là may mắn, mấy đứa nhỏ đều vô cùng thân thiết với hắn, khiến hắn cảm nhận được hạnh phúc và trách nhiệm làm cha. Gần đây thật ra cũng ít liên lạc với Cổ Ngọc, nghe nói Cổ Ngọc thời gian trước đi Myanmar tìm Ngọc. Trước khi đi có nói chuyện điện thoại với Hạ Tưởng, về sau lại không có tin tức gì, xem chừng cũng là đi bán Ngọc rồi. Nghiêm Tiểu thì cũng ít liên lạc, triển vọng của nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu thì rộng mở, vật liệu xây dựng kiểu mới cung không đủ cầu, có thể nói lợi nhuận của Nghiêm Tiểu thì tăng rất cao. Còn mối quan hệ giữa cô ấy và Mai Hiểu Mộc nghe nói vẫn không có tiến triển gì, Hạ Tưởng cũng chẳng buồn quan tâm. Lúc đang mơ mơ màng màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ, đột nhiên lại bị điện thoại đánh thức. Hạ Tưởng nhìn thấy là dãy số Bắc Kinh, rất xa lạ, đang nghi hoặc không biết ai đêm hôm khuya khoắt còn gọi điện thoại tới thật bất lịch sự, do dự một lát vẫn bắt máy, đầu bên kia truyền tới một giọng phụ nữ trong trẻo. Phó thị trưởng Hạ, anh Hạ, không quấy rầy anh nghỉ ngơi chứ? Tuy nhiên cho dù quấy rầy cũng không sao, dù sao anh cũng bị đánh thức rồi, có phải hay không? Em dạo này muốn đến thành phố Lang, có chào đón em không? Tuy nhiên anh có chào đón hay không cũng không sao. Dù sao em chắc chắn vẫn phải đi. Hạ Tưởng chợt bị giọng nói nhanh như gió của cô ta làm cho bừng tỉnh, trong đầu hiện ra hình ảnh một cô gái hoạt bát, kỳ quái và tùy tiện Phó Tiên Tiên. Phó Tiên Tiên, sao lại là cô? Điện thoại di động của Hạ Tưởng sau khi tới thành phố Lang đã đổi số, số mới không có mấy người biết, Phó Tiên Tiên vẫn có thể trực tiếp gọi tới điện thoại di động của hắn, cũng không thể không bái phục năng lực dò la của cô ta. Cô tới thành phố Lang là để tham quan du ngoạn hay là có việc gì? Chương 816, sự cố, liên tục không ngừng. Đối với em mà nói, việc chính là tham quan du ngoạn chính là việc chính. Phó Tiên Tiên vẫn không hề thay đổi, lời nói vừa nhanh vừa tùy tiện. Em chỉ hỏi anh có chào đón hay không? Dù sao ở thành phố Lang em cũng không quen biết ai khác, chỉ rủ anh đi, anh được bao ăn bao ở. Bao ăn thì đi. Bao ở thì miễn. Hạ Tưởng vừa định nói gì, Phó Tiên Tiên liền tắt máy. Không được rồi, em mệt rồi, muốn ngủ đây, bye bye. Hạ Tưởng không nhịn nổi cười, không có việc gì quan trọng mà không thể để ngày mai mới gọi điện thoại, phải gọi luôn bây giờ báo hại hắn cũng không ngủ ngon. Ngày hôm sau đi làm, dưới sự đề nghị của Đồ Quân lại lần nữa triệu tập hội nghị công tác chính phủ, nghiên cứu vấn đề đầu tư dự án làng đại học. Đồ Quân trải qua một đêm nghỉ ngơi đã khôi phục tinh thần và thể lực,
sắc mặt tốt lên rất nhiều, hơn nữa tràn đầy khí thế, vừa đến đã kiên quyết phản đối Hạ Tưởng tự ý điều tra rõ vấn đề dự án làng đại học. Phó thị trưởng Hạ, dự án làng đại học là do thị trưởng Cổ tự mình kéo đầu tư đến, lần lượt qua tay của tôi và phó thị trưởng Thiệu, ở giữa có vô số mắc xích và khó khăn, liên quan đến số tiền hơn 500 triệu, trong đó có khoản vay 30 triệu hướng đi không rõ ràng, đối với một dự án thì cũng bình thường, tại sao phải truy cứu thêm? Ủy ban Nhân dân thành phố đứng ra bảo ngân hàng giải quyết là được, đừng vì khoản vay 30 triệu mà làm chậm trễ khoản đầu tư 1 tỷ tệ, đâu nặng đâu nhẹ. Phó thị trưởng Hạ, ngài không cần chuyện bé xé ra to. Đồ Quân lại lần nữa gây sự, thách thức quyền uy với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng còn chưa kịp phản bác Đồ Quân, điện thoại không ngờ lại vang lên, hắn khoát tay với Đồ Quân, sau đó nghe điện thoại. Trong điện thoại truyền đến giọng nói phấn chấn của Tiêu Ngũ. Lãnh đạo, Dương Bân đã mở miệng. Tin tốt, tin rất tốt. Khi Đồ Quân đi làm lại, là lúc Đồ Quân sẽ bằng mọi cách cố gắng cản trở hắn điều tra rõ khoản vay đi về đâu. Dương Bân mà mở miệng thì cũng tương đương với việc châm lửa chiến tranh từ phía khác. Dự đoán theo chiều hướng lạc quan, trong một tuần mới, dưới một loạt phản kích đồng thời sẽ mở ra một chiến tuyến khác Lộ Hồng Chiêm. Tin là Lộ Hồng Chiêm sẽ ngay lập tức tiến vào một xoáy nước khổng lồ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ bị quay đến đầu óc quay cuồng. Đồ Quân và Lộ Hồng Chiêm là phụ tá đắc lực của Cổ Hướng Quốc, Đồ Quân là người tiên phong, Lộ Hồng Chiêm là quân chủ lực, hơn nữa cộng với thân phận thị trưởng của Cổ Hướng Quốc thì đã nắm chặt quyền lực tài chính lớn mạnh và lực lượng cảnh sát tại thành phố Lang, lại có thế lực ngầm của Nga Ni Trần, Cổ Hướng Quốc ở thành phố Lang gần như đi đến đâu cũng không gặp trở ngại. Nếu sau khi chặt đứt cánh tay trái của Cổ Hướng Quốc, lại làm cánh tay phải của y trọng thương, thế lực của Cổ Hướng Quốc chắc chắn sẽ vô cùng suy yếu, như thế có thể đặt nền tảng tiến thêm một bước áp chế Nga Ni Trần, mở ra cục diện. Chỉ khi trong tay có lực lượng cảnh sát để điều động thì mới có thể bắt đầu trọng điểm đả kích thế lực đen tối của Nga Ni Trần. Sau khi Hạ Tưởng nghe xong điện thoại, cảm xúc thăng trầm có phần thất thần, trong mắt Đồ Quân đó đã trở thành biểu hiện vô lý và coi thường bà ta của Hạ Tưởng. Bà ta cũng đã sớm hoài nghi Hạ Tưởng là người điều khiển phía sau, là người một tay bày ra sự kiện Dương Bân nhưng khổ nỗi không có chứng cớ, không có cách nào ở trước mặt chỉ trích Hạ Tưởng. Chỉ có điều trong lúc ở nhà tĩnh dưỡng bà ta đã bị chồng là Đái Lữ Mậu hết lần này đến lần khác truy hỏi quan hệ giữa bà ta và Dương Bân, Đồ Quân năm lần bảy lượt giải thích là tiếp xúc trong công việc, Dương Bân chỉ là nhân vật trung gian. Đái Lữ Mậu vẫn bán tín bán nghi, lòng tự trọng của đàn ông nhạy cảm mà yếu ớt. Y khó tránh khỏi châm chọc khiêu khích Đồ Quân vài câu, Đồ Quân bên ngoài là ở nhà tĩnh dưỡng, thực ra lại là ở trong nước sôi lửa bỏng. Chủ yếu còn là bà ta không vượt qua được cửa ải tâm lý của chính mình. Vừa nghĩ tới hình ảnh bà ta đã hao tâm tổn sức gầy dựng trong hội nghị thường vụ liền trở thành một bãi lộn xộn chỉ trong chốc lát, lại nghĩ tới không ít ủy viên thường vụ bình thường ra vẻ đạo mạo giờ ai cũng vẻ mặt hả hê. Lúc Phiên Lệ Lệ tát vào mặt bà ta, một đám đàn ông to lớn không ai ra tay ngăn cản, bà ta liền vô cùng căm hận tất cả mọi người, nhất là đối với Hạ Tưởng càng hận thấu xương. Lúc ấy bà ta đang chỉ trích vấn đề tác phong sinh hoạt của Hạ Tưởng, trong nháy mắt đã có người tìm tới tát ngay vào mặt bà ta, chửi bà ta quyến rũ chồng của người khác, chắc chắn không phải là trùng hợp, chắc chắn là Hạ Tưởng ở sau lưng giày công sắp đặt tất cả. Vừa nhớ lại cảnh tượng lúc đó mặt Đồ Quân liền nóng bừng, toàn thân run rẩy. Nỗi đau về thể chất có thể dễ dàng tiêu tan, sự bối rối và sỉ nhục trong tâm lý lại cứ ám ảnh, thường xuyên tra tấn thần kinh yếu ớt và nhạy cảm của bà ta. Bà ta mất ngủ, khó chịu, không buồn ăn uống, thiếu chút nữa bị mắc chứng trầm cảm. Đột nhiên lại nhận được điện thoại của Cổ Hướng Quốc, nghe được Cổ Hướng Quốc nói với bà ta Hạ Tưởng có thể muốn bắt tay vào dự án làng đại học, đang điều tra vấn đề về dòng tiền của khoản vay 30 triệu tệ. Đồ Quân đang chìm trong sự bực bội bất an bỗng chốc như bừng tỉnh lại, cảm xúc hiếu chiến mãnh liệt lại một lần nữa trở lại trong cơ thể, những gì Hạ Tưởng đã làm rõ ràng là muốn đẩy bà ta vào chỗ chết, bà ta phải chống lại kịch liệt. Thể diện không quan trọng, người làm quan không mặt dày, xấu xa thì sao có thể sống yên ổn trong quan trường được. Lợi ích mới là quan trọng, vị trí là hàng đầu, nếu Hạ Tưởng điều tra được sự thật về khoản vay 30 triệu, tuyệt đối có thể khiến bà ta bị lật thuyền trong nháy mắt. So với việc mạo hiểm bị lật thuyền thì việc bị quy chụp vấn đề tác phong không đáng nhắc tới, dù sao thành ủy chưa có kết luận, bà ta cũng kiên quyết không thừa nhận, kẻ khác thích nhìn bà ta thế nào cũng không sao, bà ta phải trở lại thành ủy, sử dụng quyền lực của chính mình trong bộ máy chính phủ ngăn cản Hạ Tưởng hành động thêm một bước nữa.
Cho nên Đồ Quân vừa trở về liền phát động phản công Hạ Tưởng, không ngờ Hạ Tưởng chẳng những không hề xem bà ta ra gì, ngược lại trong lúc bà ta phát biểu chẳng những đã nhận điện thoại mà còn sững sờ thất thần, rõ ràng là hành động coi thường quyền uy của bà ta, toàn bộ cơn thịnh nộ tích tụ trong lòng Đồ Quân tuôn trào. Phó thị trưởng Hạ, anh không nên quá đáng như vậy. Lúc tôi phát biểu anh có thể tỏ vẻ tôn trọng tôi một chút hay không? Phó thị trưởng Đồ. Hạ Tưởng bất chợt đứng lên. Chờ đến khi bà biết tôn trọng người khác thì người khác cũng sẽ tôn trọng lại bà, thể diện là tương hỗ lẫn nhau, không phải gò ép. Chẳng lẽ bà không biết cần phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với lãnh đạo thành ủy có cấp bậc được xếp cao hơn bà sao? Nói xong, Hạ Tưởng vung tay lên. Các vị tiếp tục họp, tôi còn có việc. Vừa nói xong xoay người đi ra cửa, một câu giải thích cũng không có, lại nghênh ngang mà bỏ đi, để lại Đồ Quân và mấy vị phó thị trưởng ngơ ngác nhìn nhau, không biết có việc gì quan trọng hơn cả hội nghị của chính phủ. Hạ Tưởng đi được hồi lâu, Đồ Quân mới bừng tỉnh, lại cảm giác trên mặt nóng bừng lên, cảnh tượng trong hội nghị thường vụ lần trước lại lần nữa hiện lên, Hạ Tưởng lại một lần nữa làm bẽ mặt bà ta trước mặt mọi người, sự không cam chịu, bất bình và phẫn nộ trong lòng bà ta cùng nhau dâng trào. Đột nhiên bộc lộ ra ngoài, giơ tay ném tập tài liệu đang cầm ra khắp nơi. Được, được, phó thị trưởng thường trực anh giỏi lắm, hãy chờ xem. Hạ Tưởng đã không nghe thấy sự phẫn nộ của Đồ Quân, hắn lái thẳng xe đi đến một hộ nhà nông ở thành Tây. Mấy người Tiêu Ngũ đang ở đây, đồng thời Dương Bân cũng bị giữ ở đây, coi như một chỗ khá bí mật. Lúc đó vì để tìm được một chỗ ẩn náu an toàn Tiêu Ngũ đã gặp không ít khó khăn. Thế lực của Nga Ni Trần ở thành phố Lang quá lớn, muốn hoàn toàn tránh khỏi tai mắt của Nga Ni Trần đúng là không dễ dàng. Hộ nhà nông không nhỏ, có mười mấy phòng, sau khi Hạ Tưởng đỗ xe gặp mặt Tiêu Ngũ trước tiên. Trong tay Tiêu Ngũ có một đoạn băng ghi hình, y đem đoạn băng ghi hình giao cho Hạ Tưởng. Lãnh đạo, sau hai ngày lăn lộn với Dương Bân, nói qua nói lại gã đã chịu mở miệng tiết lộ, nói ra sự thật gã làm theo lời sai khiến của Nga Ni Trần đụng cho Thẩm Nhạc Tuyết bị thương. Hơn nữa cũng thừa nhận Đồ Quân và Nga Ni Trần có bí mật qua lại, Đồ Quân đều có cổ phần ở khách sạn Caesar và Kinh Tiên Cư. Hạ Tưởng không nói gì, sau khi ngồi xuống thì im lặng xem cuốn băng ghi hình. Cuốn băng ghi hình là quay lén đã qua xử lý, tuy nhiên hình ảnh vẫn khá rõ ràng, trên màn hình đúng là hình ảnh Dương Bân vừa ăn cơm uống rượu, vừa lớn tiếng nói chuyện, thời gian của cuốn băng ghi hình cũng không dài, đại khái là khoảng trên dưới nửa giờ nhưng đã giải thích rất nhiều việc. Những chuyện Dương Bân biết được không ít nhưng nội tình sâu bên trong thì không nhiều lắm, chỉ có một ít sự thật ở bên ngoài, dù vậy cũng khiến Hạ Tưởng cảm thấy thu hoạch được không ít. Đầu tiên, Dương Bân thừa nhận sự thật là y đã đụng người, chỉ với điểm này đã đủ để cho Dương Bân ngồi tù. Tiếp theo, y tiết lộ không ít tin tức về việc Đồ Quân và Thường Quốc Khánh thông đồng thu lợi từ trong dự án làng đại học, hơn nữa kinh ngạc nhất chính là giữa Đồ Quân và Nga Ni Trần có rất nhiều giao dịch đen tối. Cho dù Dương Bân cũng chỉ là nghe nói, không có chứng cứ rõ ràng nhưng có sự làm chứng của Dương Bân cũng đủ khiến Đồ Quân luống cuống. Một điểm cuối cùng, cũng là điểm khiến Hạ Tưởng phấn khởi nhất, lời nói của Dương Bân đã chứng thực suy đoán của hắn, Thụy Căn không phải là nhân vật cao nhất của thành phố Lang. Năm đó y cũng là người của Cổ Hướng Quốc, chẳng qua Thụy Căn còn có một chút nguyên tắc, duy trì khoảng cách thích hợp với Cổ Hướng Quốc chỉ yểm trợ cho Cổ Hướng Quốc chứ không tham dự quá sâu. Nhưng ngay cả như vậy Thụy Căn cũng gián tiếp giúp Cổ Hướng Quốc giải quyết rất nhiều vấn đề nan giải khi thị trưởng không tiện trực tiếp ra mặt, tương đương với Thụy Căn đóng vai trò là người phát ngôn của Cổ Hướng Quốc, chẳng qua là vẫn luôn phối hợp ăn ý với nhau, người biết được nội tình ở thành phố Lang thật đúng là không nhiều lắm. Đồng thời, Dương Bân còn tiết lộ ra một vài câu nói bí mật của Cổ Hướng Quốc, ví dụ như Cổ Hướng Quốc muốn đẩy Ngả Thành Văn đi và chiếm lấy chỗ đó, muốn dẹp phó cục trưởng thường trực cục công an thành phố là Biểu Lý. Bởi vì Biểu Lý và Ngả Thành Văn có quan hệ chặt chẽ, không mấy nghe theo lời của Lộ Hồng Chiêm v.v. Càng khiến cho Hạ Tưởng hiểu thêm một phần về thế cục của thành phố Lang. Thu hoạch không nhỏ nhưng vẫn chưa đủ lửa, thiếu một ít chứng cứ rõ ràng, khiến cho Hạ Tưởng có chút thất vọng. Hắn đem băng ghi hình ra xem lại một lần, liền phát hiện ra một chi tiết, Dương Bân có hơn một lần nhắc tới cây thu hải đường của Thụy Căn, hắn cũng không hiểu việc Thụy Căn không đem theo cây thu hải đường đi. Bởi vì Thụy Căn vẫn luôn vô cùng yêu quý cây thu hải đường, không đem đi quả thật khó hiểu, hơn nữa một câu nói của Dương Bân đã khiến cho Hạ Tưởng đặc biệt lưu ý. Dương Bân nói, Thụy Căn kỳ thực rất thích chăm sóc hoa, trong nhà y còn có một cây thu hải đường nhưng không xum xuê và có sức sống bằng cây thu hải đường này.
Khi vừa mới đến Hạ Tưởng đã nảy sinh hoài nghi đối với cây thu hải đường, cho rằng có dấu máy nghe trộm ở bên trong, sau khi cẩn thận kiểm tra không phát hiện ra máy bắt sóng nên cũng thấy yên tâm. Không ngờ lại nghe được điều dị thường về cây thu hải đường của Thụy Căn từ miệng Dương Bân, Hạ Tưởng chỉ biết cây thu hải đường chắc chắn ẩn chứa bí mật nào đó. Nghĩ vậy, Hạ Tưởng đem băng ghi hình giao cho Tiêu Ngũ, bảo y gửi cho anh Thành. Dù sao gửi cũng an toàn hơn nhiều so với trực tiếp đưa đi, và lại giấu mặt cũng như giấu tên, sau đó dặn dò vài câu giải quyết hậu quả của sự việc rồi liền nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hạ Tưởng trở lại thành ủy, còn chưa lên lầu thì đã nhận được điện thoại của Cố Tăng. Cố Tăng nói cho Hạ Tưởng biết y vừa mới hiểu rõ lý luận mới của Lộ Hồng Chiêm, quả nhiên kiến thức không tầm thường, đã viết thành tài liệu tham khảo nội bộ báo lên tỉnh ủy và trụ sở Tân Hoa xã. Đồng thời, phóng viên La Phách Đạo theo sự sai bảo của y, sau khi ký thỏa thuận đã được thả ra, hiện tại đang về thành phố Yến. Lộ Hồng Chiêm sắp trở thành người nổi tiếng rồi sao? Hạ Tưởng cười thầm trong bụng, vừa mới trở lại phòng làm việc đã thấy Lý Tài Nguyên tới báo cáo với vẻ mặt phẫn nộ. Phó thị trưởng Hạ, vừa rồi phó thị trưởng Đồ hùng hổ tìm đến ngài, nói chờ ngài trở về bảo ngài đến văn phòng tìm bà ta. Hạ Tưởng biết nguyên nhân Lý Tài Nguyên tức giận là do Đồ Quân bây giờ vẫn ngạo mạn như vậy, bảo phó thị trưởng thường trực đến văn phòng của bà ta. Bà ta như vậy mà cũng nói được, sao bà ta không bảo Cổ Hướng Quốc tự mình đến văn phòng bà ta để báo cáo công tác. Hạ Tưởng cũng không giận, khoát tay nói. Tôi biết rồi, chờ tôi có thời gian sẽ bàn lại. Suy nghĩ một lúc lại nói nhỏ một câu với Lý Tài Nguyên. Hung thủ của vụ tai nạn ô tô sẽ sớm phải đền tội. Lý Tài Nguyên khẽ sửng sốt, chờ sau khi Hạ Tưởng đi vào phòng nước mắt của y mới trào ra. Đã hơn một năm rồi, y đã phải chịu nhiều oan ức tủi nhục, còn tự nguyện mang tiếng xấu, chính là bởi vì đối mặt với mạng lưới xã hội đen hùng mạnh, y chẳng qua chỉ là một con kiến dễ bị người khác giết chết, chịu oan ức để giữ mạng chỉ là tham sống sợ chết mà thôi. Cuối cùng sau khi Hạ Tưởng đến y mới nhìn thấy một tia hy vọng, mới biết được vẫn còn cán bộ chính trực có can đảm, có gan đấu tay đôi với thế lực xã hội đen. Nước mắt Lý Tài Nguyên chảy dài, hướng về phía Hạ Tưởng cúi đầu ba cái, bày tỏ lòng cảm kích cao nhất tự đáy lòng của y. Một giờ sau, Cục Công an thành phố nhận được điện thoại nặc danh báo án, ở trong một hộ nhà nông ở thành Tây bắt được Dương Bân say đến bất tỉnh nhân sự, Phó Cục trưởng Anh Thành đích thân dẫn đội đi đến đó. Lại một giờ sau, dưới sự đề xuất mạnh mẽ của Đồ Quân, hội nghị chính phủ bị Hạ Tưởng cưỡng ép gián đoạn tiếp tục được triệu tập. Hạ Tưởng chủ trì hội nghị, cũng chính là vì việc không điều tra rõ dòng tiền của khoản vay 30 triệu lại nảy sinh tranh chấp với Đồ Quân. Đồ Quân rất bất mãn với thái độ cương quyết của Hạ Tưởng. Phó thị trưởng Hạ, tôi không rõ anh vì sao lại muốn chuyện bé xé ra to, khoản vay 30 triệu quan trọng hay là 1 tỷ đầu tư quan trọng? Cả hai đều quan trọng. Hạ Tưởng thấy mặt Đồ Quân đỏ lên, vẻ mặt kích động, nghĩ thầm rằng đúng là có tật giật mình, hiện tại Đồ Quân đã ở bên bờ vực không kìm chế được nữa. Không điều tra rõ khoản cho vay đi về đâu, chính là một khoản nợ mục nát chẳng những gây tổn hại đến sự đáng tin của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, còn khiến nhà đầu tư mất lòng tin vào thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Đương nhiên điều khiến cho người ta không thể dễ dàng tha thứ chính là khoản cho vay 30 triệu tệ. Là do chính bà Phó Thị trưởng Đồ và Thường Quốc Khánh móc nối thông đồng với nhau ép giám đốc ngân hàng Lý vi phạm quy định phê chuẩn cho vay. Cuối cùng khoản cho vay đi về đâu cũng không rõ, khiến cho người ta không thể không hoài nghi có phải bị người nào ngầm chiếm đoạt hay không. Ngay trước mặt nghi ngờ Đồ Quân mưu lợi bất chính như vậy, Đồ Quân chắc chắn không thể chịu đựng nổi sự chỉ trích. Quả không ngoài dự tính của Hạ Tưởng, Đồ Quân không kìm nổi sự giận dữ đã đứng lên chỉ thẳng vào mặt Hạ Tưởng. Phó Thị trưởng Hạ, có người thả hình bắt bóng chụp mấy bức ảnh tới làm nhục tôi, tuy rằng tôi chưa điều tra ra ai là kẻ ra tay phía sau nhưng nhất định sẽ hoàn trả gấp bội. Hiện tại anh lại ở trước mặt công kích tôi ngầm chiếm tiền cho vay, tôi muốn cùng anh đến trước mặt bí thư Ngả nói rõ lý lẽ, anh bêu xấu sự trong sạch của tôi muốn anh phải xin lỗi tôi. Xin lỗi? Hạ Tưởng tự tin mỉm cười. Tôi và giám đốc ngân hàng Lý đã trao đổi ý kiến rồi, anh ấy cũng nói rõ tình hình lúc đó với tôi. Phó thị trưởng Đồ, bà dám nói lúc ấy không phải bà đã 3 lần 7 lượt gây áp lực khiến giám đốc ngân hàng Lý vi phạm quy định phê chỉ thị cho Thường Quốc Khánh vay. Đồ Quân hùng hồn phản bác. Dự án làng đại học là công trình trọng điểm của Ủy ban Nhân dân thành phố, ở phương diện cho vay có chính sách đối chiếu, lúc ấy tôi phụ trách dự án làng đại học,
đứng ra yêu cầu phía ngân hàng dành cho sự chiếu cố phù hợp cũng là hợp tình hợp lý. Phó thị trưởng Hạ không cần chuyện bé xé ra to, lại càng không cần phải cố tình gây chuyện. Lúc ấy nhà đầu tư Bắc Kinh đã phá sản, theo quy định thì không thể tiếp tục phê cho vay nữa, vì sao bà lại còn ép ngân hàng xây dựng phê chuẩn cho nhà đầu tư Bắc Kinh vay? Đó là thứ nhất. Thứ hai, biên lai tiền gửi 5 triệu để thế chấp là giả tạo. Phó thị trưởng Đồ, bà bị tình nghi liên kết với Thường Quốc Khánh lừa tiền cho vay. Lời này của Hạ Tưởng vừa nói ra, mấy tên phó thị trưởng lập tức vô cùng sợ hãi. Nếu nói trước kia tranh chấp giữa Hạ Tưởng và Đồ Quân là vì việc công, tranh luận với nhau thậm chí cãi nhau, đập bàn cũng không là vấn đề, có thể dùng chỉ trích sự việc mà không chống đối người để che đậy mâu thuẫn. Nhưng hiện tại, Hạ Tưởng chỉ trích là hoàn toàn có chứng cứ, phải chịu trách nhiệm lớn về lời nói, nếu như lời hắn nói không đúng sự thật Đồ Quân chẳng những có thể phản ánh tình hình với Ngả Thành Văn mà còn có thể chỉ trích Hạ Tưởng nói xấu bà ta với tỉnh ủy. Hạ Tưởng không có chứng cứ rõ ràng mà dám đứng ra phát biểu nói Đồ Quân phạm tội kinh tế nghiêm trọng, ít nhất sẽ bị tỉnh ủy khiển trách. Đồ Quân đã phẫn nộ ra mặt, bà ta cũng đoán được dụng ý của Hạ Tưởng điều tra rõ dự án làng đại học chính là muốn tính lại nợ cũ, cho nên sau khi bà ta nhận được chỉ thị của Cổ Hướng Quốc, vội vàng trở về Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc lại, không ngờ Hạ Tưởng đã nắm hết mọi quyền hành, biến Ủy ban Nhân dân thành phố hoàn toàn trở thành sân khấu của một mình hắn. Không ngờ Hạ Tưởng thừa dịp Cổ Hướng Quốc đi công tác và thời gian bà ta tĩnh dưỡng 1-2 ngày đã nhanh chóng bắt tay điều tra ra được một phần sự thật, khiến cho bà ta vô cùng với phẫn nộ, trong lòng lần đầu tiên nảy sinh một tia sợ hãi đối với Hạ Tưởng. Đúng vậy, là một nỗi sợ âm thầm khiến người khác có cảm giác lạnh buốt trong lòng. Chương 817, Nội tình, chiêng trống dùm beng. Bởi vì Hạ Tưởng lúc thì rất bình tĩnh, lúc thì lại bất kham. Trên thực tế chỉ có sau khi so chiêu với hắn mới có thể cảm nhận được con người đằng sau vẻ ngoài mà hắn đã tạo ảo giác cho người khác, trên thực tế là ra tay nhanh chóng, làm việc quyết đoán, hơn nữa phương hướng bày mưu tính kế bình tĩnh và chuẩn xác. Đồ Quân cũng hiểu rõ, Hạ Tưởng có thể nói ra những lời nói trên tuyệt đối không phải vô căn cứ, thậm chí có thể nói hắn đã nắm chắc những bằng chứng nhất định. Cho dù bà ta cố kìm nén sự tức giận, không muốn để mất kiểm soát trước mặt Hạ Tưởng, nhưng lại không biết vì sao lại không thể chịu đựng được bộ dạng tự tin của Hạ Tưởng, bà lại một lần nữa lạnh lùng bác bỏ lời nói của Hạ Tưởng. Phó thị trưởng Hạ, trước khi nói chuyện xin anh hãy động não, thân là phó thị trưởng thường trực lời của anh phải có trách nhiệm lãnh đạo nhất định. Trước khi có bằng chứng, thì những lời của anh vừa rồi mỗi một câu đều là ngậm máu phun người. Hạ Tưởng lại lần nữa lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên khiến Đồ Quân vô cùng tức giận. Phó thị trưởng Đồ, nếu không có chứng cứ, bà cho rằng tôi sẽ đứng ra nói ở trong hội nghị chính phủ sao? Có một việc tôi muốn thông báo cho bà một tiếng, Dương Bân đã xa lưới. Cái gì? Đồ Quân bỗng ngây người ra, không thể tin được vào tai của chính mình. Dương Bân đã xa lưới? Là có ý gì? Chỉ có người bị tình nghi phạm tội bị bắt mới có thể gọi là xa lưới, chẳng lẽ nói? Hạ Tưởng không trả lời câu hỏi của bà ta. Hội nghị ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Vấn đề 1 tỷ đầu tư của tập đoàn Viễn Cảnh tạm hoãn lại, trước khi chưa điều tra rõ ai đã ngầm chiếm đoạt khoản vay 30 triệu, ý kiến của tôi là, đầu tư rất quan trọng nhưng sự liêm khiết và công chính của chính phủ quan trọng hơn. Tan họp. Lại một lần nữa hội nghị không đạt được bất kỳ sự đồng thuận gì khiến cho vài phó thị trưởng nhìn nhau, trong lòng đều có suy tính. Thị trưởng Cổ vừa đi, phó thị trưởng Hạ liên tiếp có những động thái quan trọng, kiểm tra nghiêm ngặt sản nghiệp của Nga Ni Trần, tiếp cận bí thư Ngả. Âm thầm điều tra tài khoản kế toán tài chính của làng đại học, liên tục triệu tập họp hội nghị chính phủ, chèn ép phó thị trưởng Thiệu, chất vấn phó thị trưởng Đồ. Một loạt hành động chỉ chứng tỏ một vấn đề, phó thị trưởng Hạ muốn mở ra cục diện ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Lại nghĩ đến việc Đồ Quân đầu tiên là trải qua việc bị người ta làm mất mặt trong hội nghị thường vụ, không nói là vô cùng mất mặt, việc bị chụp mũ vấn đề tác phong sinh hoạt còn chưa gỡ ra bây giờ lại bị điều tra tình nghi ngầm chiếm dụng tiền cho vay. Thủ đoạn của phó thị trưởng Hạ liên miên không dứt, chuẩn xác mà sắc bén, xem ra phó thị trưởng Đồ lúc này khó có thể vượt qua chót lọt, cho dù có vượt qua được, bà ta còn có thể cậy thế đè đầu phó thị trưởng Hạ ở Ủy ban Nhân dân thành phố được nữa không? Đừng hòng, một phó thị trưởng có vấn đề cả về phương diện tác phong sinh hoạt và kinh tế thì còn có danh vọng gì nữa? Cũng không biết sau khi thị trưởng Cổ trở về sẽ giận dữ như thế nào? Sẽ thu dọn cục diện như thế nào? Chết thật! Mỗi người đều gặp phải thử thách không nhỏ trong vấn đề lựa chọn đứng trong hàng ngũ của ai.
Còn Phó Thị trưởng Thiệu liên tiếp bị Phó Thị trưởng Hạ đả kích, chứng kiến việc Phó Thị trưởng Đồ thân là ủy viên thường vụ cũng bị Phó Thị trưởng Hạ đè đầu mà không hề có sức đáp trả. Đến lúc Phó Thị trưởng Thiệu lại đối mặt với sự bài trừ của Phó Thị trưởng Hạ thì sẽ đi về đâu? Tâm tư vài Phó Thị trưởng thấp thỏm, không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn Thiệu Đinh một cái. Sắc mặt Thiệu Đinh phải nói là rất khó coi, y cũng thấy được Hạ Tưởng lần này bắt được nhược điểm của Đồ quân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Cơn thịnh nộ của y đáng lẽ cũng dâng lên nhưng trong nháy mắt lại nghĩ tới một sự thật, nếu Đồ quân lần này bị đánh tơi bời, thành phố Lang sẽ lại khuyết một vị trí ủy viên thường vụ, tất nhiên phải tiến cử một người từ trong những vị phó thị trưởng, y xếp hạng ngay sau Phó Thị trưởng Đồ quân. Hạ Tưởng trở lại phòng làm việc, vừa mới ngồi xuống Lộ Hồng Chiêm liền gõ cửa tiến vào, y vô cùng bất mãn nói. Phó Thị trưởng Hạ, anh Thành bắt được Dương Bân lại không báo cáo với tôi, không cho tôi tiếp nhận. Nói là ngài ủng hộ y, vậy là sao? Hạ Tưởng nhanh chóng thừa nhận ngay. Đúng vậy, không chỉ là tôi ủng hộ anh Thành, còn có Bí Thư Ngả, chủ nhiệm Lữ cũng ủng hộ, bởi vì liên quan đến một vụ án lớn, cần phải giữ bí mật. Lộ Hồng Chiêm thiếu chút nữa bị Hạ Tưởng làm cho tức nghẹn, y là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật kiêm cục trưởng công an, có vụ án lớn mà lại bỏ qua y, đằng sau lại còn có Bí Thư Ngả và Lữ Nhất Khả ủng hộ, Hạ Tưởng rốt cuộc đang bày trò gì đây? Hạ Tưởng giơ tay mời Lộ Hồng Chiêm ngồi xuống. Trước hết mời chủ nhiệm Lộ ngồi xuống, vừa lúc có việc tìm ông. Lộ Hồng Chiêm cũng không ngồi. Không ngồi đâu, tôi phải nhanh chóng quay về cục công an hỏi tình tiết vụ án của Dương Bân một chút. Sự việc rất quan trọng, tôi phải đích thân thẩm tra xử lý. Hạ Tưởng không để Lộ Hồng Chiêm đi, trước tiên hắn phải giữ Lộ Hồng Chiêm lại, cho anh Thành có thời gian thẩm vấn Dương Bân. Chủ nhiệm Lộ. Nghe nói lý luận của ông đã báo lên cho Sở Công an tỉnh rồi. Lộ Hồng Chiêm đang nóng lòng trở về để đích thân thẩm vấn Dương Bân, e sợ rơi vào tay anh Thành sẽ không âm thầm bố trí lại được, nhưng Hạ Tưởng là Phó Thị trưởng thường trực, trong thành ủy xếp hạng trước y, có vấn đề cần hỏi y lại phải nghe, liền vội nói. Hôm qua đã báo lên rồi, nghe nói Giám đốc Sở Mã lúc ấy đã xem qua, còn phê chỉ thị tỏ vẻ muốn phổ biến ra toàn tỉnh. Vừa nói. Lộ Hồng Chiêm vừa toát ra vẻ mặt tự đắc. Có Giám đốc Sở Mã yêu ái y chẳng những càng đứng vững, hơn nữa còn có hy vọng thăng tiến thêm một bước. Nếu thật sự muốn phổ biến lý luận của y ra toàn tỉnh thì con đường làm quan của y càng thêm rộng lớn. Hạ Tưởng chỉ hỏi một câu, không định cho Lộ Hồng Chiêm cơ hội tiếp tục khoe khoang, nên nói tiếp. Về vấn đề vụ án Dương Bân, vừa rồi tôi và Bí Thư Ngả, chủ nhiệm Lữ đã thông qua, Bí Thư Ngả đề nghị triệu tập một cuộc hội ý. Nghiên cứu một chút. Lộ Hồng Chiêm nóng nảy. Khoan hãy mở cuộc họp hội ý, tôi muốn về cục công an thành phố đích thân thẩm vấn Dương Bân trước, sau khi có chứng cứ trực tiếp sẽ báo cáo tỉ mỉ tình hình với Bí Thư Ngả. Muộn rồi, bây giờ còn muốn trở về gây trở ngại từ giữa sao? Để cho anh Thành thoải mái thẩm vấn Dương Bân, Lộ Hồng Chiêm vẫn phải thành thật ở lại thành ủy để họp. Hạ Tưởng khoát tay với Lộ Hồng Chiêm, ý là bảo y bình tĩnh đừng nóng vội. Sau đó cầm lấy điện thoại gọi cho Ngả Thành Văn. Bí Thư Ngả, chủ nhiệm Lộ đang ở văn phòng của tôi. Được, đã chuẩn bị xong rồi sao? Tôi và chủ nhiệm Lộ lập tức qua đó. Bỏ điện thoại xuống, Hạ Tưởng đưa tay kéo cánh cửa ra. Bí Thư Ngả và chủ nhiệm Lữ đang chờ chúng ta. Nào, cùng đi nào. Đúng là giết người bằng lưỡi dao nhựa, trong lòng Lộ Hồng Chiêm nóng như lửa đốt nhưng lại chẳng có cách nào khác. Lãnh đạo thành ủy và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đều đang đợi, y có muốn thoái thác cũng không dám quay người bỏ đi, đành phải vô cùng buồn bực đi theo Hạ Tưởng tới văn phòng bí thư. Kỳ thật trong lòng Lộ Hồng Chiêm cũng đoán được đại khái, hành động này của Hạ Tưởng chính là cố ý muốn giữ chân y, để cho anh Thành có thể ung dung triển khai hành động ở cục công an thành phố. Rốt cuộc Hạ Tưởng làm thế nào để tiếp cận với anh Thành? Anh Thành lại nắm giữ bao nhiêu bằng chứng của Dương Bân? Dương Bân có thể tiết lộ ra bao nhiêu sự thật, Lộ Hồng Chiêm không thấy tự tin, lại vô cùng lo lắng, bởi vì y cũng biết trong người Dương Bân có rất nhiều bí mật, một khi bại lộ ra chính là một quả bom có uy lực vô cùng mạnh. Cổ Hướng Quốc đi công tác chưa về, uy danh của Đồ quân bị giảm đi, y lại bị giữ chân ở thành ủy, trong cục công an thành phố Anh Thành lại đang thẩm vấn Dương Bân. Trong nháy mắt trong lòng Lộ Hồng Chiêm chợt như hiểu ra gì đó, hóa ra bố cục của đối phương đã sớm triển khai. Bây giờ mới bắt đầu hiện ra, chính là lý do Dương Bân xa lưới. Nhưng vấn đề là, Dương Bân mất tích và bị xa lưới, cùng với việc Đồ quân bị người khác làm nhục trong hội nghị thường vụ,
tất cả đều tới một cách bất ngờ mà thần bí, chẳng lẽ nói, toàn bộ đều do Hạ Tưởng âm thầm xếp đặt, từ sớm đã chờ đợi sự bùng nổ của ngày hôm nay. Lại liên tưởng đến việc Hạ Tưởng đã thi hành quyền lực của Phó Thị trưởng thường trực khi Cổ Hướng Quốc vừa đi công tác. Đầu tiên là hung hăng kiểm tra tài sản của Nga Ni Trần trong toàn thành phố, trực tiếp tuyên chiến với Nga Ni Trần, sau đó lại điều tra rõ dự án làng đại học vi phạm quy định cho vay, mục đích rõ ràng, bước đi chắc chắn, hoàn toàn là đả kích vào sự kiêu ngạo càn quấy của Nga Ni Trần, tạo uy danh và chỉ thẳng vào mưu đồ không sạch sẽ của đầu quân. Hạ Tưởng quá lợi hại. Dương Bân là một đầu mối sâu chuỗi, một khi mà y khai ra sẽ liên lụy tới không chỉ có đầu quân mà còn có Cổ Hướng Quốc. Nhưng hiện tại Cổ Hướng Quốc bị ràng buộc ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngoài tầm tay với, đầu quân tuy rằng đã trở về thành phố Lang nhưng đã không còn uy danh ban đầu, dù sao vẫn còn bị chụp mũ vấn đề tác phong sinh hoạt. Hạ Tưởng bây giờ lại có được sự ủng hộ của Ngả Thành Văn. Đúng rồi, còn có Lữ Nhất Khả, bày ra một thế trận không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Trong lòng Lộ Hồng Chiêm vốn có chút vui mừng vì lý luận của y có được sự tán thưởng của giám đốc Sở Mã, nhưng bởi vì sự kiện Dương Bân bỗng nhiên bùng phát, phân tích kỹ lưỡng thì khiến cho y cảm giác giống như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh từ đầu xuống chân. Cuộc hội ý còn có sự góp mặt của Lữ Nhất Khả có vẻ như sẽ không có kết quả tốt, bởi vì cũng là cán bộ đảng viên giống như Đồ Quân, thông thường sau khi Ủy ban Kỷ luật thành phố nắm giữ chứng cứ rồi mới tiến hành trình tự pháp luật. Chẳng lẽ nói, Hạ Tưởng đã nắm giữ bằng chứng vô cùng xác thực. Chẳng lẽ nói, Đồ Quân khó mà tránh khỏi. Lộ Hồng Chiêm trong lúc rảo bước tiến vào văn phòng bí thư trong lòng bỗng nhiên linh cảm có chuyện chẳng lành. Cuộc họp bí thư có tổng cộng 4 người tham gia, Ngả Thành Văn, Lữ Nhất Khả, Hạ Tưởng và Lộ Hồng Chiêm. Vừa vào cửa, Lộ Hồng Chiêm liền cảm thấy một cảm giác lạnh lùng đập vào mặt, vẻ mặt Ngả Thành Văn nghiêm nghị, Lữ Nhất Khả cũng thay vào vẻ nho nhã và tùy ý bình thường là một vẻ mặt ngưng trọng. Ban đầu trên mặt Hạ Tưởng lộ vẻ cười nhạt sau khi bước vào thì sắc mặt cũng trầm xuống. Chứng kiến vẻ mặt biến sắc và vẻ thái độ khó đoán của ba nhân vật quan trọng cấp thành ủy, đối với Lộ Hồng Chiêm trước kia có lẽ còn có thể chịu đựng được, không xem đó là gì. Nhưng từ sau khi y chứng kiến thủ đoạn của Hạ Tưởng, từ sâu trong đáy lòng luôn có một thứ tâm lý sợ hãi khó giải thích đối với Hạ Tưởng, lúc này sự bất an trong lòng càng mạnh mẽ hơn. Lòng nôn nóng bất an muốn mau chóng quay về cục công an thành phố của y đột nhiên bình lặng đi rất nhiều, hiền lành mà ngồi ở một bên, chỉ liếc mắt nhìn Ngả Thành Văn một cái sau đó cúi đầu không nói gì. Hỏng rồi, sự thật về Đồ Quân thật sự đã bị phát giác. Ngả Thành Văn khẽ gật đầu với Hạ Tưởng, nói. Các đồng chí đều đã đến đông đủ, bây giờ sẽ họp luôn. Nói về yêu cầu bảo mật, hội nghị lần này đề cập đến vấn đề danh dự của một vị của phó thị trưởng. Tôi hy vọng tất cả mọi người giữ kín bí mật không được phép để lộ nửa câu ra bên ngoài. Tất cả mọi người đều cùng khẽ gật đầu, quyền uy của người đứng đầu đôi khi không thể phủ nhận được. Ngả Thành Văn lập tức cũng tỏ vẻ biết ơn. Cảm ơn các đồng chí đã phối hợp công tác. Nói xong, y lại đưa ra một tập tài liệu. Theo thông tin tố cáo đáng tin cậy mà chủ nhiệm Lữ nhận được, đồng chí Đồ Quân ở trong dự án làng đại học đã từng quản lý một khoản tiền vay vi phạm quy định 3 triệu tệ. Trong quá trình cho vay đồng chí Đồ Quân có hiện tượng vi phạm kỷ luật, đồng chí Lý Giám đốc Ngân hàng Xây dựng chi nhánh Đông An đã trình Ủy ban Kỷ luật tài liệu tố cáo. Ngả Thành Văn bất chợt dừng lại, nhìn về phía Lữ Nhất Khả. Lữ Nhất Khả nói chen vào. Tài liệu tố cáo chân thật, hữu hiệu. Tim Lộ Hồng Chiêm đập, thình thịch. Ngả Thành Văn tiếp tục nói. Căn cứ vào lời khai của Dương Bân sau khi xa lưới. Y cũng đưa ra chứng cứ Đồ Quân đã lợi dụng quyền lực của phó thị trưởng trong khoản vay vi phạm quy định, tự mình ra mặt tạo áp lực khiến cho đồng chí Lý vi phạm quy định cho vay, đồng chí Lý sẵn sàng cung cấp nhân chứng và vật chứng. Đồng thời, Dương Bân còn thừa nhận một năm trước có người sai khiến y lái xe đụng bị thương Thẩm Nhạc Tuyết vợ của đồng chí Lý Tài Nguyên, bị tình nghi cố ý giết người. Trong lòng Lộ Hồng Chiêm từ từ trầm xuống. Tai nạn xe cộ, vừa có thể phán thành gây tai nạn giao thông. Là vụ án dân sự, cũng có thể phán thành cố ý giết người, nếu tài xế quen biết người bị hại và có ý đồ chủ quan giết người, chính là vụ án hình sự nghiêm trọng. Sự khác biệt giữa hai cái vô cùng lớn, có thể quyết định sự sống chết của một người. Nếu y ở cục công an thành phố thì làm sao cũng không để vụ án Dương Bân trở thành vụ án hình sự, chỉ xử lý như một vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy bình thường, cũng xử không quá vài năm. Hiện tại ý đồ của Hạ Tưởng và Ngả Thành Văn rất rõ ràng.
giữ chân y ở thành ủy để anh Thành tăng cường xét hỏi Dương Bân ở cục công an thành phố, muốn làm thành bản án sát khiến Dương Bân trở mình không được. Lộ Hồng Chiêm hiểu rõ hơn là nếu chẳng may Dương Bân cuối cùng bị viện kiểm sát lấy tội cố ý giết người để đề xuất công tố, vì muốn sống Dương Bân không chừng sẽ cắn bậy, đến lúc đó bất kể là Đồ Quân hay là Cổ Hướng Quốc, không chừng Dương Bân có thể sẽ nói ra hết toàn bộ những bí mật mà y biết được. Mặc dù Lộ Hồng Chiêm cũng không biết rõ rốt cuộc Dương Bân biết được bao nhiêu nội tình nhưng cũng biết rõ Dương Bân thân là nhân vật trung gian, trên người quả thật mang rất nhiều bí mật. Nhất định không thể để Dương Bân tiếp tục khai ra, không thể để y lại tiếp tục nói bậy, Lộ Hồng Chiêm quyết định biện pháp. Giữa y và Cổ Hướng Quốc, Đồ Quân có cùng chung lợi ích, là người cùng một thuyền, Đồ Quân rơi xuống nước, cho dù không đến mức lật thuyền nhưng cũng sẽ bắn nước tung tóe đầy người y, khiến y và Cổ Hướng Quốc có thể bị ảnh hưởng không nhỏ. Dương Bân bất ngờ mất tích trong lúc Đồ Quân bị làm nhục, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện lại bị anh Thành giành bắt được trước, nếu nói chỉ là trùng hợp có đánh chết Lộ Hồng Chiêm cũng không tin. Ngẫm lại y ở thành phố Lang làm đã nhiều năm, ngoại trừ việc vẫn luôn phái người tìm kiếm tung tích Dương Bân khắp nơi, còn có thế lực ngầm của Nga Ni Trần cũng vẫn âm thầm hỗ trợ, kết quả vẫn bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay, khiến cho y thầm kinh hãi. Nếu người điều khiển phía sau thật sự là Hạ Tưởng thì năng lực và bố cục của Hạ Tưởng cũng quá kinh người. Đúng vậy, chẳng những kinh người, hơn nữa còn khiến cho người ta khó có thể tin được. Lộ Hồng Chiêm ở trong hệ thống công an đã nhiều năm, biết đại bộ phận cán bộ bên ngoài hệ thống công an trong phương diện điều tra và phá án còn kém xa so với y. Ngay cả Cổ Hướng Quốc và Ngả Thành Văn còn chưa hiểu rõ hết rất nhiều thủ đoạn mánh khóe bên trong hệ thống công an, bởi vậy rất nhiều vụ án dưới sự thao túng của y có thể tự làm theo ý mình, muốn đen cũng không trắng nổi, mà muốn trắng cũng không đen nổi. Cho dù Ngả Thành Văn có can dự vào vụ án, chỉ cần không phù hợp với lợi ích của y cũng có thể đổi trắng thay đen. Cũng bởi vì năng lực và bản lĩnh của y mới khiến Cổ Hướng Quốc trở thành nhân vật số một thực sự của thành phố Lang, lại bởi vì cái ô bao che to lớn của y, Nga Ni Trần mới có thể ngày càng lớn mạnh ở thành phố Lang, có thế lực hô mưa gọi gió như hiện tại. Tất cả mọi thứ, toàn bộ lợi ích và quyền lực trong tay y đều được vận dụng một cách tuyệt hảo. Mãi cho tới ngày hôm nay, trong sự kiện Dương Bân, Lộ Hồng Chiêm mới lần đầu tiên cảm nhận được sự uy hiếp chính diện. Không sai. Có một người cũng có thủ đoạn cao siêu, bất kể là bố cục hay là kế sách đều có thể đi trước người khác một bước, còn có thể nắm chặt điểm yếu của y, khiến y gần như không có sức trả đòn. Đúng là Hạ Tưởng sao? Lộ Hồng Chiêm liếc mắt nhìn trộm Hạ Tưởng một cái, thấy vẻ mặt Hạ Tưởng vẫn ngưng trọng, đang cẩn thận lắng nghe lời nói của Ngả Thành Văn cứ như là hiểu rõ chân tướng sự việc, thì khiến cho y không khỏi lại nghi ngờ, chẳng lẽ không phải là Hạ Tưởng? Làm sao có thể là Hạ Tưởng? Hắn chưa từng ở trong hệ thống công an, làm sao có được thủ đoạn mắc xích như vậy? Nhưng không phải hắn thì có thể là ai? Sau khi Ngả Thành Văn đến đây cũng chưa thể phá vỡ sự cân bằng ở thành phố Lang, chỉ sau khi Hạ Tưởng nhậm chức mới không ngừng xảy ra chuyện, tình hình thành phố Lang mơ hồ có nguy cơ mất kiểm soát. Lộ Hồng Chiêm cuối cùng cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ đối với việc Hạ Tưởng cùng một lúc làm hai việc một sáng một tối, âm thầm bố trí tinh xảo, bên ngoài thì liên kết với Ngả Thành Văn. Lại còn có thể cậy nhờ thế lực của Lữ Nhất Khả. Lợi hại, quả nhiên là cao thủ xưa nay hiếm thấy, vừa có cái nhìn đại cục lại có thủ đoạn nhỏ đào sâu chi tiết. Hạ Tưởng, thật sự là một đối thủ cực khó đối phó. Tuy nhiên Lộ Hồng Chiêm sẽ không nhận thua, không kể y ở tỉnh ủy và Bắc Kinh đều có hậu thuẫn, chính là y tự nhận đã làm nhiều năm ở thành phố Lang, ai cũng đừng hòng thách thức quyền uy của y ở cục công an thành phố Lang. Hiện tại Hạ Tưởng và Ngả Thành Văn có thể mượn việc họp làm lý do giữ y ở lại, chờ sau khi y trở lại cục công an thành phố, cũng có thể thẩm vấn lại Dương Bân một lần nữa, phản cung hoặc tiêu hủy chứng cứ cũng không phải việc gì quá khó khăn. Hừ, một anh Thành lại muốn làm gì thì làm ở cục công an thành phố. Đừng hòng, cục công an thành phố vẫn là thiên hạ của y, ai cũng đừng hòng lẻn vào đóng cọc, cho dù có đóng được cọc y cũng có biện pháp khiến cọc mục nát, không có tác dụng. Mấy người ở phía sau nói một vài điều gì đó, Lộ Hồng Chiêm tâm tư hoảng hốt, nghe không rõ lắm. Sau đó khi nghe Ngả Thành Văn bảo y phát biểu ý kiến, y mới lấy lại bình tĩnh. Bí thư Ngả, việc Dương Bân bị bắt có phần hơi kỳ quặc, cần tôi quay về cục công an thành phố thẩm tra xử lý thêm một chút cho tốt hơn, làm rõ ràng chân tướng sự việc. Mặt khác cá nhân tôi hoài nghi đồng chí anh Thành có thể giải quyết tốt vụ án này hay không. Lúc Lộ Hồng Chiêm nói còn cố ý liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái,
ý là cho dù anh Thành bắt được Dương Bân nhưng tôi không thừa nhận kết quả thẩm tra xử lý của y, thẩm vấn lại một lần nữa, ngươi có thể làm gì được? Chương 818, mối nguy, một đòn sấm sét. Hạ Tưởng không để ý đến sự khiêu khích của Lộ Hồng Chiêm, ngược lại Ngả Thành Văn thản nhiên nói một câu. Không chỉ một mình đồng chí anh Thành thẩm vấn, còn có đồng chí biểu lý cũng tham gia thẩm tra vụ án. Ý kiến của tôi là, đồng chí Hồng Chiêm hãy buông tay để biểu lý và anh Thành đi thẩm tra xử lý, thỉnh thoảng cũng phải xem trọng việc tránh bị hiềm nghi, có phải hay không? Lộ Hồng Chiêm bỗng chốc liền đứng lên. Bí thư Ngả, ngài có ý gì? Tôi vì sao phải tránh bị hiềm nghi, chẳng lẽ là nói tôi cũng có dính dáng đến vụ án? Ngả Thành Văn tỏ vẻ không hài lòng. Đồng chí Hồng Chiêm gần đây tính tình khá nóng nảy, động một tí là nổi cáu, về việc anh có liên quan đến vụ án hay không chờ sau khi đồng chí biểu lý và anh Thành thẩm vấn sẽ có kết luận trong cuộc họp báo Ủy ban Kỷ luật thành phố. Bởi vì trong đó liên quan tới đồng chí Đồ Quân, mà quan hệ giữa anh và đồng chí Đồ Quân thời gian qua không tồi, bị hiềm nghi cũng rất bình thường. Giọng điệu của Ngả Thành Văn không có thiện ý, rõ ràng tỏ vẻ bất mãn đối với phản ứng quá khích của Lộ Hồng Chiêm. Lộ Hồng Chiêm lại ngồi trở lại chỗ ngồi. Tôi bảo lưu ý kiến. Ngoài miệng nói với giọng phẫn nộ nhưng trong lòng cũng hiểu được một điều, bởi vì Hạ Tưởng, anh Thành và biểu lý thời gian qua cũng luôn bất hòa, bây giờ không ngờ lại liên kết đối phó với y, tình hình thành phố Lang càng ngày càng phức tạp. Cuộc họp của thị trưởng Cổ diễn ra thật không đúng thời điểm. Cũng không đúng, không phải cuộc họp của thị trưởng Cổ diễn ra không đúng thời điểm, mà là đối phương chọn thời cơ ra tay thật đúng lúc. Cuối cùng hội nghị đạt được nhận thức chung, Lộ Hồng Chiêm tạm thời không tham gia thẩm tra xử lý vụ án, chỉ phụ trách công tác chuẩn bị chung, cũng tương đương với việc đem Lộ Hồng Chiêm bỏ qua một bên. Lộ Hồng Chiêm không đồng ý cũng không có cách nào khác, Ngả Thành Văn vừa mở miệng Lữ Nhất Khả và Hạ Tưởng đều phụ họa theo sau, sức của một mình y khó mà đối phó được. Vừa tan họp, Lộ Hồng Chiêm liền vội vàng đi tìm Đồ Quân để bàn bạc cách đối phó. Đồ Quân vừa nghe xong liền lo lắng sợ hãi. Vấn đề vi phạm quy định cho vay thật sự phải điều tra cho ra, quả thật bà ta tay chân không sạch sẽ, hơn nữa theo như lời Lộ Hồng Chiêm, Lữ Nhất Khả cũng tham gia cuộc họp nhưng cũng không tiết lộ phía Ủy ban Kỷ luật rốt cuộc đã nắm giữ bao nhiêu chứng cớ, càng khiến cho trong lòng bà ta không tự tin, lo lắng đến mức đi vòng quanh. Sau đó, Đồ Quân vội vàng gọi điện thoại cho Cổ Hướng Quốc. Hội nghị của Cổ Hướng Quốc còn một ngày nữa mới chấm dứt. Vừa nghe sự việc không ngờ đã phát triển tới tình trạng không thể cứu vãn nổi, lập tức vừa sợ vừa giận, đầu tiên là an ủi Đồ Quân vài câu bảo bà ta lập tức liên hệ với phía Bắc Kinh bảo Thường Quốc Khánh làm tốt công việc giải quyết hậu quả, đồng thời yêu cầu Lộ Hồng Chiêm phải giành lại quyền chủ động, bất kể như thế nào cũng không thể để quyền chủ động trong vụ án Dương Bân rơi vào tay anh Thành. Sau khi buông điện thoại, Cổ Hướng Quốc liền giải thích rõ tình hình với lãnh đạo tỉnh, yêu cầu trở về thành phố Lang trước thời hạn, lãnh đạo tỉnh đã đồng ý. Trong khi Cổ Hướng Quốc quay trở về thành phố Lang, Lộ Hồng Chiêm trở lại Cục Công an thành phố yêu cầu tiếp nhận công tác thẩm vấn vụ án Dương Bân, bị biểu lý và anh Thành kết hợp cứng rắn từ chối, bởi vì có cuộc họp bí thư trước đó, Lộ Hồng Chiêm không thể lấy quyền thế của cục trưởng để cưỡng ép, mà là ở mặt ngoài nhượng bộ một bước nhưng lại âm thầm bố trí người của mình chuẩn bị ổn thỏa thật tốt. Mặc dù hai vị phó cục trưởng biểu lý và anh Thành bất hòa với y nhưng Lộ Hồng Chiêm ở Cục Công an thành phố đã làm nhiều năm. Đa số các cảnh sát cấp cơ sở và cấp trung đều do y một tay đề bạt đi lên, có thể nói lời của y ở Cục Công thành phố, nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không suy giảm. Cho dù biểu lý và anh Thành có đủ bằng chứng, y cũng tự tin khiến cho Dương Bân phản cung ở giai đoạn sau. Hơn nữa Lộ Hồng Chiêm còn có chuẩn bị ở sau, y gọi một cú điện thoại tới Viện Kiểm soát. Viện Kiểm soát là cơ quan công tố có quyền lực rất lớn, y cũng có quan hệ, ý của y là nếu chẳng may vụ án của Dương Bân trở thành bản án sát. Trong giai đoạn công tố cũng có thể làm một ít tay chân trong lúc Viện Kiểm sát khởi tố. Trên đường Cổ Hướng Quốc trở về cũng không lúc nào nhàn rỗi, gọi điện thoại trực tiếp cho Viện trưởng Tòa án Nhân dân Trung cấp Lãnh Chất Phương. Lãnh Chất Phương và Cổ Hướng Quốc có quan hệ bí mật, sau khi nhận được điện thoại của Cổ Hướng Quốc, liền lập tức đồng ý yêu cầu của Cổ Hướng Quốc. Hướng Quốc cứ yên tâm, chỉ cần vụ án tới tay tôi, tuyệt đối không qua được cửa. Đối với tòa án mà nói, với sự thật không rõ ràng, chứng cứ không đủ là có thể trực tiếp tạm thời không thụ lý. Cổ Hướng Quốc thấy yên tâm hơn, mọi con đường đều đã bị phong tỏa, Hạ Tưởng còn có thể có biện pháp nào nữa đây? Suy nghĩ một hồi, y lại không dám lơ là, lại gọi một cú điện thoại tới Bắc Kinh.
cũng giống như thủ đoạn bố trí phản kích của Cổ Hướng Quốc và Lộ Hồng Chiêm, Đồ Quân đầu tiên là gọi một cú điện thoại tới tỉnh ủy, sau khi nói mười mấy phút lại gọi một cú điện thoại tới Bắc Kinh, cũng nói khoảng hơn nửa giờ và sau khi cô buông điện thoại xuống, vẻ bối rối trên mặt đã hoàn toàn mất hẳn, thay vào đó là một vẻ mặt ung dung và thoải mái. Hạ Tưởng, muốn lật đổ tôi không dễ dàng như vậy. Anh cứ chờ bão tố tấn công đi. Thành phố Lang, thời tiết sáng sủa, trời trong nắng ấm, tuy rằng là mùa đông nhưng ánh nắng ấm áp chiếu ở trên cao khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác ấm áp sắc xuân. Đối với người dân thường mà nói, có thể coi là thời tiết tốt hiếm thấy, người dân thành thị đều đưa gia đình đến công viên hoặc là khu vui chơi giải trí, trải nghiệm cảm giác thư giãn. Nhưng đối với đa số người trong thành ủy thành phố Lang mà nói lại là trong lòng nặng trĩu, chẳng hề thoải mái gì cả, bởi vì tất cả mọi người đều cảm nhận được một cảm giác lạnh giá của cơn gió trước giông bão. Dương Bân bị bắt, nhanh chóng đã lan truyền khắp ủy ban nhân dân thành ủy. Bất kể là người quan tâm hay người ngoài cũng đều đặc biệt chú ý đến sự kiện này, bởi vì từ sau khi Hạ Tưởng đứng ra đối đầu với Nga Ni Trần tất cả mọi người đều cho rằng thành phố Lang có thể sẽ có sự biến đổi về chính trị. Không ngờ sau khi Phó Thị trưởng Hạ và Nga Ni Trần chỉ so có một chiêu đơn giản, Nga Ni Trần đã lặng lẽ ngừng chiến. Vào lúc Phó Thị trưởng Hạ tiến hành trực tiếp đánh vào sản nghiệp của y cũng không có bất kỳ đáp trả lại nào, khiến cho không ít người thất vọng, cho rằng Nga Ni Trần đã chịu thua. Nhưng hiện tại cuộc so chiêu giữa Hạ Tưởng và Đồ Quân lại thu hút ánh nhìn của mọi người. Đồ Quân chỉ nghỉ ngơi một ngày đã quay trở lại Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc, không ít người đều hiểu rõ trong lòng. Phó thị trưởng Đồ đã không chịu nổi, trở về có ý là mang cờ lớn trở lại, bởi vì cờ của mấy người thị trưởng cổ đều sắp bị Hạ Tưởng kéo xuống. Nhưng sau khi một loạt sự kiện phát sinh sau này khiến người ta không kịp ngoáy nhìn, tất cả mọi người đều hiểu rõ một sự thật, Nga Ni Trần không trả đòn không có nghĩa là y không có phản kích, bởi vì Nga Ni Trần không chỉ có thế lực ngầm, sức ảnh hưởng của y trong thành ủy thành phố Lang cũng rất đáng sợ, chiến trường của y và Hạ Tưởng có thể đã chuyển rời ra bề mặt. Càng khiến không ít người rối mắt chính là sau việc Dương Bân bị anh Thành và biểu lý bắt giữ, lại có việc thị trưởng cổ kết thúc hội nghị giữa chừng trở về thành phố Lang trước thời hạn, như dự báo trước ở thành phố Lang sắp chào đón một đợt bão tố. Ai mà biết được sự tình sẽ diễn biến thành thế nào? Còn mấy giờ nữa thị trưởng cổ sẽ trở về, không ít người vội vã bận rộn, đều gấp rút khẩn trương hoàn thành công việc của mình, e sợ cơn giận của thị trưởng cổ sẽ lan đến trên người mình. Mỗi người trong Ủy ban Nhân dân thành phố đều cảm thấy bất an, đều lo lắng trước khi cơn sóng thứ nhất ập tới đã bị ảnh hưởng trước. Ngay cả Đồ Quân cũng thần sắc rối ren, nếu không đóng cửa không ngừng gọi điện thoại thì liền chạy tới văn phòng của Lộ Hồng Chiêm. Bí thư Ngả cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, liên tiếp phê bình mấy vị cục trưởng và phó thị trưởng đến báo cáo công tác. Hơn nữa nghe nói phó bí thư Trương cũng rất nóng nảy, không biết vì sao còn cãi nhau một trận với trưởng ban thư ký Lý Hiểu Lượng. Ngay cả Lưu Nhất Lâm tính tình luôn luôn ôn hòa cũng bởi vì điều chỉnh công tác vài cán bộ đã nổi giận với Phó trưởng Ban An Nghĩa, hung hăng phê bình Phó trưởng Ban An Nghĩa một trận, mắng đến An Nghĩa xám xịt cả mặt mày, một câu cũng không dám phản bác. Từ trong văn phòng của chủ nhiệm Lộ cũng thỉnh thoảng vang ra vài tiếng gầm giận dữ, không biết là gọi điện thoại hay là đang quát mắng người khác. Có thể nói, toàn bộ thành ủy thành phố Lang tràn ngập một bầu không khí kỳ dị và khiến người ta nghẹt thở. Ai cũng không dám thở mạnh, đều lo lắng rước họa vào thân. Gần như tất cả lãnh đạo thành ủy đều lo lắng, đều tức giận, ngoại trừ một người, đó chính là Hạ Tưởng. Phó thị trưởng Hạ là người khởi xướng, chẳng những không nổi giận với bất cứ người nào, ngược lại dường như không có việc gì để làm mà lái xe đi, nghe nói phải đi ra ga đón người. Đúng vậy, Hạ Tưởng quả thật là đi đón người, mà không phải ai khác chính là Phó Tiên Tiên. Phó Tiên Tiên là tiểu ma nữ. Làm việc theo ý mình, muốn tới thì tới, cho dù Hạ Tưởng có thích hay không, có thời gian hay không, dù gì cô ta đã tới thành phố Lang, gọi một cú điện thoại đến bảo Hạ Tưởng đến nhà ga đón cô ấy, Hạ Tưởng đành phải đi đón. Ai bảo Phó Tiên Tiên đã từng giúp hắn? Ở trong mắt Hạ Tưởng, Phó Tiên Tiên tuy rằng nắng mưa thất thường, lại là em gái của Phó Tiên Phong nhưng với bản chất của cô ấy có thể coi như là một người bạn đáng kết giao, tâm địa không có gì xấu, tính tình đơn giản. Phó Tiên Tiên đứng ở cửa nhà ga, mặc một chiếc áo gió màu đen, quàng một chiếc khăn ở cổ, càng làm tôn thêm làn da trắng nõn nà, phong thái tuyệt vời của cô ấy. Người con gái đẹp như vậy, đứng giữa dòng người, điểm khác với vẻ điềm nhiên và xuất trần của Tống Nhất Phàm chính là cô ấy tự nhiên phóng khoáng như gió,
sự tự nhiên thoải mái khiến cho người ta đều phải liếc mắt nhìn.